Bọn họ đều lựa chọn tộc quần thực lực hơi yếu chút đưa qua, trực tiếp giết tới đối phương trở tay không kịp, càng có một gã hải tộc vũ đế bị chém giết tại chỗ. Người của hải tộc hoàn cảnh xấu liền ở chỗ khuyết thiếu thuật luyện sư, không ai có thần thức tuyệt cường, có khả năng trực tiếp điều tra hư thực cự thành, cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn không dám tấn công. Hơn nữa hải tộc chiến sĩ quá nhiều, đều tự làm chủ, khuyết thiếu thống nhất quản lý hữu hiệu, đem trận tuyến sắp xếp thật dài, đợi được đám người Liêu Dương băng chém giết một phen, sau đó trung ương chủ doanh mới phát hiện, lập tức phái ra đại lượng cường giả truy kích. Phanh! Bên trong hải tộc chủ doanh một gã nam tử sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đem án kỷ vỗ nát bấy, cả giận nói. Bị hơn trăm nhân loại giết hơn phân nửa cước miết nhất tộc, còn để cho bọn họ chạy thoát, các ngươi đều ăn cướp AK. Phía dưới đứng hai hàng hải tộc cường giả tướng mạo khác nhau, mập giống như một quả cầu thịt tròn thật lớn, người thấp chỉ tới trên đầu gối của nhân loại phổ thông, mỗi người đều thần sắc nghiêm nghị, không dám lên tiếng. Nghiễm Thành đại nhân, còn xin bất giận, ta đã hạ lệnh tộc nhân truy kích đi. Một gã hải tộc cả người lam bạch sắc, đỉnh đầu nhọn hoắt, bên khóe miệng còn mọc ra hai cái xúc tu mở miệng nói rằng. Hải tộc chiến sĩ ta quá mức khổng lồ, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ lợi dụng sơ hở, không bằng trực tiếp quy mô công thành. Nghiễm Thành vẻ mặt âm trầm nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói. Trực tiếp công thành, thành trì đó là do huyền khí biến thành, chỉ là tường thành liền đính một thất giai huyền khí phòng ngự, bên trong thành có bao nhiêu cường giả vẫn không biết được, ngươi liền nói cho ta biết làm sao cường công. Người nọ không hài lòng nói. Lực Kình bộ tộc ta chưa bao giờ sợ chết. Nghiễm Thành lạnh lùng nói. Lực Kình thống lĩnh, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đang ngồi đều là hải tộc cường giả, có ai là sợ chết. Nhưng chính là cái chết vô ích, ở dưới mưu kế của Bắc Hải Nhuận Tường dùng bạo tinh bộ tộc công thành đều liên tiếp thắng lợi, hiện tại hắn vừa rời đi, nếu là ta lại rước lấy đại bại, để cho mặt mũi của Nghiễm Thành tớ ở đâu? Lại để cho mặt mũi của Đông Hải ở đâu? Thống lĩnh Sửu Ngư tộc thấp bé nói rằng, Nghiễm Thành đại nhân nói cực phải, hiện tại rời xa Đông Hải, chúng ta phía sau tiếp tế tiếp viện không đủ, phải đem không gian thông đạo mở ra, điều đến đám cự thú ngang ngược kia mở đường cho chúng ta, liền có thể đem tổn thất thắng lợi giảm xuống thấp nhất. Nghiễm Thành gật đầu, nói. Phương pháp này tuy là noi theo Nhuận Tường, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, chúng ta phải nghênh dài tránh ngắn, hải tộc thiếu đó là thuật luyện sư cùng huyền khí, nhưng nhiều nhất chính là vô số các loài hải thú này. Sửu Ngư tộc thống lĩnh hiến kế nói. Nếu chúng ta trọng điểm ở chỗ điều đến cự thú biển sâu, hạ đẳng tồn tại như cước miết tộc cũng liền không cần bận tâm. Nhưng như vậy sẽ không ngừng bị nhân loại đánh lén tóm lại là sỉ nhục, không bằng phái bọn họ đi mạnh mẽ công thành. Thứ nhất có thể chết quang vinh, đỡ phải bị đánh lén uất ức chết. Thứ hai có khả năng tra ra hư thực của cự thành. Thứ ba lại có thể làm yểm hộ cho mục đích thật sự của chúng ta, chẳng biết Nghiễm Thành đại nhân nghĩ như thế nào. Nghiễm Thành trong mắt tinh quang sáng ngời, cười to nói. Ha ha, không sai, Sửu Ngư thống lĩnh quả nhiên chí dũng vô song. Hắn lập tức hạ lệnh. Điều động tất cả tộc quần B cấp trở xuống, lập tức công thành cho ta. Chuyện này liền do Sửu Ngư, Lực Kình, Ma Thát Tam tộc thống lĩnh phụ trách. Những người còn lại toàn lực phối hợp không gian thông đạo mở ra. Vâng. Tất cả mọi người đều trầm giọng đáp, trên mặt mỗi người hiện lên vẻ tàn khốc, hải tộc đa phần là hiếu chiến cùng tàn nhẫn tồn tại. Cách sinh tồn trong biển rộng so với trên đại lục tàn khốc hơn nhiều. Từng cường giả đều từ trong vô số máu tươi giết đi ra. Ở trong hải tộc phân chia, dưới cấp B đều không có vũ đế cường giả chấn giữ tồn tại, căn bản cũng bị sung làm pháo hôi. Lần này vừa lúc triệu tập đến hơn trăm chi chủng tộc thích hợp lục chiến. Tuyệt đại đa số đều ở dưới B cấp này. Sau khi lệnh tập kết truyền xuống, bắt đầu hành động quy mô lớn. Hơn 18 người Liêu Dương băng phi tập cước miết bộ tộc, cấp tốc hướng phía cự thành bỏ chạy. Được một lúc mới có người của hải tộc phản ứng kịp, trước hết truy kích mà đến đó là tiếp giáp cước miết bộ tộc hải quỳ cùng vũ loa tộc, hai tộc trùng trùng điệp điệp hơn 1.000 người, trực tiếp từ trên chiến tuyến giải giặc lao tới. Mọi người chạy thoát mấy ngàn thước, sau đó mấy người tu vi yếu nhất nhất thời bị hải tộc đuổi kịp, bọn họ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thoáng cái liền thấy đội ngũ đông đảo, có cả người toàn thân đầy lông dài. Giống như một đóa hoa, nhưng nhìn kỹ lại dĩ nhiên từng sợi đều là xúc tu tiêm trích cực lớn, còn có một loại trên lưng mang vỏ ốc, đầu lớn lên giống như anh vũ. Tướng mạo cổ quái cũng là thứ hai,
thật sự để cho bọn họ sợ hãi chính là hai gã hải tộc truy đuổi phía trước nhất dĩ nhiên là Cửu Thiên Vũ Đế. Mấy người cuối cùng đều kinh sợ chảy ra mồ hôi lạnh toàn thân, liều mạng chạy trốn, nhưng cự ly vẫn càng ngày càng nhỏ, rốt cục có người la hét cứu mạng, một tiếng truyền tới phía trước. Mễ Cao Dương nhướng mày, chỉ coi như không có nghe thấy, tiếp tục bỏ chạy. Liêu Dương Băng cũng là trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, để cho hắn mạo hiểm đi cứu người cũng là không chịu, nhưng lúc này trên cự thành vô số cường giả nhanh đang nhìn, giả chết tựa hồ càng không dễ đi. Hắn bất thời giờ quay đầu lại nhìn một cái, lúc này đã cách xa hải tộc đại quân, mà đội ngũ truy kích tới tuy rằng trùng trùng điệp điệp, nhưng bên trong hai kẻ mạnh nhất cũng bất quá là Đê Giai Vũ Đế. Trong lòng cân nhắc một phen, rốt cục lớn tiếng nói. Không cần hoảng loạn, các ngươi chạy mau, ta đến đoạn hậu. Hắn mạnh mẽ dừng người lại, hai cái tiểu đội hơn 10 người từng cái một từ bên cạnh hắn bay qua, đều lộ ra vẻ cảm kích. Dương Băng đại nhân, đa tạ, nghìn vạn lần bảo trọng. Mấy tên võ giả chạy cuối cùng cảm động hầu như muốn khóc, nói cảm ơn liên tục, nhưng mà tốc độ một chút đều không chậm chạp, trái lại nhanh hơn vài phần. Chỉ cần vượt lên trước Liêu Dương Băng sẽ an toàn. Liêu Dương Băng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Không có gì, các ngươi mau trở về thành, nơi này có ta gánh vác. Thân hình hắn bước ra một bước tới phía trước, một thanh tuyết bạch sắc chiến đao nghiêng ở sau người, đột nhiên rút ra nắm trong tay, lăng không một đạo bạch quang vẽ ra, liền hướng thiên quân vạn mã chém tới. Phía trước nhất hải quỷ thống lĩnh giật mình lại vội vàng ngừng cước bộ, thân thể lăng không bay lộn lên. Vô số xúc tu nhảy múa theo, đao mang đảo qua trực tiếp cắt đi mấy chục cái. Phía sau tên Vũ Loa thống lĩnh trong mắt cũng là hiện lên kinh hoàng, hắn trực tiếp xoay người một vòng, đao mang phanh một tiếng chém lên vỏ ốc kia, lập tức mở ra một cái khe hở, sụp đổ thành mảnh vụn. Hai gã thống lĩnh chịu thiệt, sau đó cũng là đại nộ không ngớt, một người lăng không tiến lên. Xúc tu trên người giống như cương châm từ bốn phương tám hướng đâm tới, không trung đều là tiếng xé gió vù vù vù. Tên còn lại chống đỡ đao mang, sau đó thuận thế xoay người lại, trong tay liền hiện ra một thanh ngân sắc cương xoa, phá không đâm tới. Liêu Dương Băng hừ lạnh một tiếng, trong tay tuyết đao liên tiếp chém ra ba thức, dưới chân lăng không thong thả trở ra. Bang bang bang, ba thức đao mang đều chém ở trên cương châm đầy trời, tất cả đều là ứng thanh mà đoạn. Liêu Dương Băng cùng những võ giả khác khác nhau, nhiều năm ở tại Hải Thiên Trấn, đối với hải tộc ít nhiều có hiểu biết. Hai gã Đê Giai Vũ Đế vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi rời khỏi biển rộng, thực lực càng gặp suy giảm. Hắn không chút hoang mang, lần thứ hai đặt ngang đao về phía trước, trực tiếp đem ngân sắc cương xoa của Vũ Loa thống lĩnh ngăn lại. Phanh! Hỏa hoa bé nhỏ bắn văng lên, lực công kích của đối phương cực lớn, ép tới hắn trên không trung không ngừng lui về phía sau. Vũ Loa thống lĩnh ánh mắt sắc bén hầu như muốn nuốt đối phương, trên người nguyên lực ba động không ngừng tăng lên. Hai người hầu như dính vào với nhau, hóa thành một đạo quang mang phóng tới cự thành. Liêu Dương Băng thần sắc băng lãnh, lộ ra vẻ châm chọc, nội tâm lại là mừng thầm. Hắn cũng không muốn thực cùng hai người này liều sinh tử, chỉ cần nhiệm vụ đoạn hậu hoàn thành là được. Hơn nữa cách Ma Thiên cự thành càng gần một thước, hắn liền càng an toàn thêm một phần, vì vậy dưới đao tỏ ra yếu kém, ép đối phương dùng hết toàn lực tiễn hắn đoạn đường. Đột nhiên một thanh âm rất nhỏ mềm nhũn. Tựa hồ từ chỗ hạ trại cực xa truyền đến, thẳng vào hắn trong tai, nói. Đi mau, có cao thủ tới. Thân thể Liêu Dương Băng chấn động, sắc mặt chợt đại biến, chủ nhân của thanh âm kia hắn vừa nghe cũng biết là Lý Vân Tiêu. Lẽ nào Lý Vân Tiêu ở bên trong Ma Thiên cự thành? Hắn lập tức nhớ tới La Thiên Đại Sư nói, có cửu giai thuật luyện sư xen lẫn trong đội ngũ này, chẳng lẽ chính là hắn? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở trong đầu. Hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn phía sau lưng Vũ Loa thống lĩnh một cái, chỉ có hải quỷ thống lĩnh đang theo đuổi không bỏ, phía sau mấy nghìn đại quân vẫn cách khá xa. Nhưng Lý Vân Tiêu cùng hắn trên cùng một chiến tuyến, không cần phải lừa gạt hắn, huống chi tính cách của hắn từ trước đến nay đều cẩn thận một chút. Nhất hàn đao. Phanh. Trên tuyết đao trong lúc bất chợt bạch quang sán lạn, một cổ nguyên lực cuồng bạo nổ tung, trực tiếp đem Vũ Loa thống lĩnh chấn bay lên trên cao. Chính hắn còn lại là mượn lực phản chấn vọt ra hơn 10 thước, sau đó thân pháp mở ra, trên không trung hóa ra mấy đạo tàn ảnh hướng phía cự thành bay đi. Ngay nháy mắt tàn ảnh hiện ra, trên bầu trời xuất hiện một hắc quyển, đùng lóe ra hồ quang điện, một đạo lôi điện đánh mạnh xuống, đúng chỗ lúc trước Liêu Dương Băng đang đứng.
Ầm ầm. Lôi điện lóe lên, cuốn theo cả một phương bầu trời, đem mấy đạo tàn ảnh trực tiếp đánh tan tành. Liêu Dương Băng chỉ cảm thấy một cổ khí tức lực lượng kinh khủng xoắn tới, nhảy vào trong cơ thể hắn, thân thể không khỏi bị điện giật tê dại, dĩ nhiên mất đi cảm giác. Nơi lôi điện hạ xuống chậm rãi hóa ra một hắc sắc sinh vật như rắn, thân thể uốn éo vài cái liền hóa ra hình người, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, trong ngũ chỉ có mảng da nối liền, một đạo lôi điện màu đen ở lòng bàn tay bắn đi ra ngoài. Liêu Dương Băng tại thời điểm thân thể mất đi cảm giác liền sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, dùng sức quá mạnh ngay cả hàm răng đều vỡ nát mấy cái, nên trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể, xoay người sẽ bỏ chạy. Thình thịch thình thịch. Lôi cầu màu đen ở sau người nổ tung, trực tiếp trên không trung cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy lôi điện màu đen, hấp thu cắn nuốt hết thảy chung quanh, ngay cả Vũ Loa cùng với Hải Quỳ thống lĩnh ở một bên thận trọng quan khán đều sắc mặt đại biến, vội vàng chống lại lực thôn phệ. Thân thể Liêu Dương Băng mới vừa hóa thành độn quang, liền đã bị lôi điện hấp lực, dừng lại một chút. Hắn kinh hãi vội vàng mấy đạo quyết ấn đánh vào trên bảo đao, thân đao trong sáng như tuyết lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Phất tay là một đao hướng phía sau chém tới, lực kéo kia thoáng cái bị chặt đứt, hắn một chút cũng không dám quay đầu lại liền hóa thành quang mang bỏ chạy, tuyết đao bị ôm ở trước người, một đường chém ra không khí. Hừ vô liêm sỉ, hải tộc cường giả màu đen kia thân thể lóe lên, trực tiếp lăng không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện lần nữa ở phía trên Liêu Dương Băng, lại là một lôi điện màu đen đánh tới. Liêu Dương Băng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tuyết đao lần thứ hai thay đổi đến đỏ bừng. Thân đao lập tức lớn lên, lăng không chém tới. Bang bang bang. Tiên hồng sắc thân đao ở dưới lôi điện không ngừng phát sinh nổ đùng, đồng thời lập tức bị nhuộm thành đen kịt, lôi điện chi lực đánh vào trong cơ thể Liêu Dương Băng, chấn hắn bay ngược mấy chục thước, một búng máu tươi phun ra. Thân thể còn chưa dừng hẳn, hắn liền cầm theo đao xoay người mà chạy. Hừ, nhân loại đều là đám phế vật nhát gan như vậy sao? Hắc sắc hải tộc cường giả trên mặt lộ ra vẻ châm chọc cùng tàn nhẫn cười khinh miệt. Thân ảnh lóe lên liền lưu lại vài đạo hồ quang điện, lần nữa biến mất ở trên trời cao. Nếu là tỉ mỉ nhìn lại, liền sẽ phát hiện ở trên không một đạo hắc sắc quang mang mảnh như sợi tóc đang xuyên toa, tốc độ cực nhanh căn bản khó có thể nhận thấy. Ngay lúc lôi điện màu đen sắp sửa đuổi kịp Liêu Dương Băng. Đồng dạng là một đạo lôi quang phi tập mà đến, trực tiếp đánh vào trên hắc lôi. Lưỡng chủng màu sắc lôi điện tương hỗ đan vào một chỗ, giống như thái cực âm dương ngư du chuyển, toàn bộ bầu trời bị hai cỗ lực lượng cuốn tới phong vân biến sắc, mờ mịt tối xuống. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ lẫn nữa vang lên, hai đạo lôi điện hóa thành lưới nhỏ chằng chịt, ở trên trời không ngừng trải ra, hai bên giữa không gian thôn phệ lẫn nhau. Lưỡng chủng màu sắc lôi điện ăn mòn một hồi, nhất thời hóa ra bóng người, đều đánh ra một chiêu. Hắc sắc hải tộc cường giả thân thể nhu nhược dị thường, trực tiếp uốn éo thành bánh quai trèo, bên trong lôi quang ở trên người chớp động, hú lên quái dị liền một chưởng vỗ xuống. Trên ngũ chỉ ngưng tụ thành năm tiểu lôi cầu, nối tiếp cùng một chỗ, theo chưởng phong chém tới. Bên trong thanh sắc lôi quang một gã trường bào nam tử mặt lộ vẻ ngưng trọng, hai tay ở trước người giao nhau, nhất thời hai đạo lôi quang hóa thành lợi nhận, giống như hỏa diễm nhảy lên, nghênh đón tới phía trước. Thình thịch thình thịch. Tựa như thiên lôi cuồn cuộn, hai màu lôi mang xông vào lẫn nhau rồi đánh văng ra, bầu trời lập tức hóa thành hai màu phân biệt rõ ràng, được một lát mới từ từ tiêu thất, đúng là chẳng phân biệt được trên dưới. Nhân loại, tên của ngươi. Hắc sắc hải tộc cường giả đưa mắt nhìn trường bào nam tử một lát, mới chậm rãi nói rằng. Ngươi có tư cách để cho ta nhớ kỹ tên. Trường bào nam tử lạnh nhạt nói. Khương Đào Đào. Tốt, ta nhớ kỹ. Ta là quỷ man bộ tộc thống lĩnh, hôm nay liền muốn lấy tính mệnh của Khương Đào Đào ngươi. Trong mắt quỷ man tộc thống lĩnh sát cơ bỗng nhiên bạo khởi, từng đạo hắc sắc lôi mang bắt đầu ở bên người không ngừng đẩy ra, khí thế so với lúc trước trở nên mạnh hơn. Khương Đào Đào nhướng mày, lãnh đạm nói. Không có hứng thú. Hắn lại quyết đoán, trực tiếp xoay người liền hóa thành một đạo lôi quang hướng phía cự thành bỏ chạy, Liêu Dương Băng lúc này đã đến dưới thành, 100% an toàn. Hắn cũng không cần thiết cùng tên tướng mạo xấu xí này dây dưa thêm nữa. Chú thích của tác giả, về hải tộc đẳng cấp phân chia, trước dùng đúng A, B, C, D hiện tại cảm giác có chút xa cách, nhưng phía trước đã định nghĩa, chỉ có thể tiếp tục dùng xuống phía dưới. Khương Đào Đào vừa đi, nhất thời chọc giận quỷ man thống lĩnh, hóa thành hắc mang đuổi theo.
phía sau người của Vũ Loa cùng Hải Quỳ hai tộc cũng theo sát đuổi tới, chỉ bất quá tốc độ kém quá xa, lập tức kéo ra khoảng cách. Khương Đào Đào nhìn Liêu Dương Băng sau khi vào thành, trực tiếp vọt lên, hướng trên tường thành đi. Sau đó một đạo kim sắc lệ mang từ trên lầu chính lao ra, hướng hắc mang chém tới. Hoắc, kim mang trực tiếp đem hắc sắc lôi quang chém thành hai nửa, lôi quang nhất thời ngừng lại, hai đạo hắc quang lần thứ hai tụ lại, chậm rãi hiện ra chân thân của quỷ man thống lĩnh. Chỉ là vẻ mặt vẻ giận dữ, có chút kiêng kỵ nhìn trên cự thành lầu chính. Hoài Thụ đại nhân, có thể phái ta xuống dưới đem man ngư này giết chết. Lầu chính một gã nam tử khôi ngô mặc chiến giáp, một thanh cự kiếm dựng thẳng ở trước người, chính là người mới vừa rồi xuất thủ, một trong tứ cực môn năm vị đường chủ Nhâm Chiến Hùng. Tất cả mọi người đều tựa ở trước lầu, ngắm nhìn phía dưới, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Đặc biệt Liêu Dương Băng, hiện tại còn chưa phục hồi tinh thần lại, sợ hãi không thôi. Nhưng thái độ mọi người đối với hắn từ lạnh lùng lúc trước đã trở nên thập phần tán thưởng, đối với Mễ Cao Dương lại là vẻ mặt khinh thường. Điều này làm cho Mễ Cao Dương buồn bực vạn phần, tự mình liều chết xuất lực đánh lén, đồng thời lấy được kỳ hiệu, không chỉ có không chiếm được thừa nhận, trái lại nghênh đón đủ loại ánh mắt khinh bỉ. Nhưng những người đó đều là đại nhân vật, hắn có tức giận cũng không dám khoa trương, chỉ có thể đặt ở nội tâm phát bực. Mà Liêu Dương Băng lại khác nhau, sau khi trở về lập tức có trang sinh đại thuật luyện sư tự mình chẩn trị tổn thương, và chư vị đại nhân thân thiết ân cần thăm hỏi. Còn được trang sinh đại sư ban cho một viên cửu giai đan dược để thăng nguyên lực. Mễ Cao Dương nhìn tới mức trực tiếp cắn răng. Nhưng hắn không biết là, Liêu Dương Băng trong lòng đã phát một vạn lần thề, sau này sẽ không làm loại anh hùng này nữa. Nếu không có Lý Vân Tiêu đúng lúc truyền âm lọt vào tai, hơi chậm hơn nửa lần hô hấp, hắn sợ rằng đã táng thân tiền tuyến, nội tâm đối với Lý Vân Tiêu là vạn phần cảm kích. Khương Đào Đào nói, người này lôi điện thần thông không phải chuyện đùa. Tu vi thấp hơn ta nửa giai, vậy mà có thể cùng ta chiến tới bình thủ, hơn nữa còn ở trên bầu trời. Xem ra cũng không phải là tất cả hải tộc thoát khỏi biển rộng cũng sẽ thực lực tiêu giảm. La Thiên xem chừng một hồi, nói. Hải tộc này chính trời xanh lôi hệ thần thông, Đào Đào đại nhân là hậu thiên tu luyện, tự nhiên không cách nào so sánh. Người này hiện tại kiêng kỵ không tiến lên, ngược lại là Chiến Hùng đại nhân xuất thủ quá sớm, không thể đưa hắn dẫn tới dưới thành, càng đáng tiếc a. Trên mặt Nhâm Chiến Hùng lộ ra vẻ không vui, nói. La Thiên Đại Sư nói thế sai rồi, ngay tại lúc này phái ta xuống phía dưới cũng có thể đưa hắn lưu lại. Bàn tay của hắn ở trên cự kiếm nắm chặt, một cổ nguyên lực ba động đánh văng ra. La Thiên mỉm cười, nói. Thực sự không phải là vấn đề người này. Ý nghĩ của ta là đem hai chi hải tộc đuổi tới sau lưng hắn đều dẫn dụ tới dưới thành. Sau đó chúng ta toàn thành tất cả võ giả đồng thời xuất kích, đưa bọn họ thuấn diệt. Ninh Hoài Thụ giật mình nói. Toàn thành võ giả xuất kích, chỉ là thuấn diệt đám lâu la này, trực tiếp dẫn động ma thiên cự thành cấm chế là được, không cần tổn hao lớn như thế, sẽ bại lộ thực lực của nhân tộc ta. La Thiên lắc đầu nói. Thật thật giả giả, lúc này mới có thể làm cho đối phương sợ không rõ phương hướng. Trọng yếu hơn là toàn thành xuất kích có khả năng mang đến cho toàn bộ võ giả sĩ khí cùng lòng tin cực lớn, đảo qua trước liên tiếp tan tác như, ta cho rằng điểm này ý nghĩa, so với giết chết trước mắt hơn ngàn tên địch nhân càng lớn hơn. Trên mặt Nhâm Chiến Hùng lộ ra một chút xấu hổ, nói. Thì ra là thế, xem ra thực sự là ta làm hỏng. La Thiên mỉm cười nói. Không sao, người của hải tộc dũng khí có thừa, chí mưu nghèo nàn. Chỉ cần chúng ta lại để cho người cùng nhau mắng to, bọn họ nhất định sẽ nhìn không được xung phong liều chết tới được. Rất nhanh, mệnh lệnh liền truyền xuống phía dưới, tất cả võ giả trên tường thành cùng nhau lên tiếng mắng chửi. Đồng thời chuẩn bị chiến đấu cũng được truyền đạt xuống phía dưới, chỉ cần người của hải tộc tới gần cự thành trong vòng vạn thước, liền toàn thành mọi người xung phong liều chết xuống phía dưới. Đám cặn bã, có dũng khí đến a, không có liền chạy trở về trong bụng mẹ đi. Nói nhảm, bọn chúng không có từ trong bụng mẹ, phần nhiều là đẻ trứng. Chạy trở về trong trứng mẹ đi, từng tên bộ dáng quái dị, gặp qua người xấu, chưa thấy qua người nào xấu quá thể như các ngươi. Đúng đấy, nhìn thoáng qua đã thấy rất xấu, nhìn kỹ còn càng xấu hơn. Xa xa đám người của hải tộc đứng ở phía sau quỷ man thống lĩnh, bắt đầu oa oa kêu to lên, hải quỷ tộc cường giả từng người trên thân xúc tua dựng thẳng đứng. Vũ Loa tộc còn lại là trong miệng phát sinh tiếng kêu bén nhọn quái dị,
biểu thị ra cực kỳ tức giận. Hải quỷ tộc thống lĩnh tiến lên phía trước nói. Quỷ man thống lĩnh đại nhân, chúng ta giết qua đi thôi. Đám nhân tộc võ giả này khinh người quá đáng, ngay cả ba ba của ta đã chết đi hơn 100 năm đều mắng chửi. Quỷ man thống lĩnh bản thân cũng là vẻ mặt đen kịt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng trên người không ngừng truyền ra lực lượng ba động, cũng cho thấy nội tâm hắn rất khó bình tĩnh. Vũ Loa tộc thống lĩnh cũng là tức đến cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi nói. Đám nhân loại này cư nhiên mắng chúng ta là phân do anh Vũ bài tiết ra ngoài, ta không đem miệng của bọn chúng toàn bộ xé rách không được. Quỷ man thống lĩnh chậm rãi mở miệng nói. Là phương pháp khích tướng của nhân loại, chính là cố ý chửi mắng, sau đó dẫn dụ các ngươi xông lên chịu chết. Vũ Loa thống lĩnh tức sùi bọt mép, nói. Mặc dù là chết, ta cũng muốn đi xé rách miệng của bọn chúng. Quỷ man thống lĩnh nhếch mí mắt lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Dũng giả có thể không sợ, chí giả nên ung dung, các ngươi chính là thiếu khuyết phần thong dong bình tĩnh kia, phàm là đều cần dùng thêm chút đầu óc mới được, không thể trên. Man ngư quái đầu đen kia, thật bội phục mẹ ngươi, trước đây làm sao lại sinh ra ngươi được chứ? Làm sao không mới vừa sinh ra cái đầu liền hai chân khép lại, kẹp chết tên ngu xuẩn ngươi, bớt để cho ngươi tới đây hại người. Một tiếng mắng chửi rõ ràng sang sảng ở trên trời cao nổ vang. Người nọ hiển nhiên là dùng âm ba vũ kỹ, thanh chấn vạn lý, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Trên tường thành trong lúc nhất thời câm lặng, tất cả mọi người đều bị một tiếng mắng chửi tuyệt đỉnh này kinh ngạc tới ngây ngốc, đều xoay đầu lại nhìn thiếu niên thanh tú kia. Lương Nguyên Cơ cũng là sợ ngây người, ngạc nhiên nhìn Lý Vân Tiêu, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên mắng chửi ác độc như thế. Trên chủ lầu tất cả vũ đế cường giả cũng toàn bộ trong nháy mắt ngây dại ra. Sau đó toàn bộ Ma Thiên Cự Thành phát sinh tiếng cười to vang trời. Ha 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 hắc. Ha 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 ha. Khắp bầu trời đều là tiếng cười vô tận châm chọc, quỷ man thống lĩnh khuôn mặt xanh đen lập tức làm cho tái đi, ngũ quan toàn bộ vặn vẹo cùng một chỗ, trên người lôi điện màu đen trực tiếp phóng lên cao, giận dữ hét. Giết 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 đem đám cặn bã nhân loại này toàn bộ giết cho ta không chừa mảnh giáp. Giết a xông lên. Người của Hải Quỳ cùng Vũ Loa hai tộc nhất thời sĩ khí dâng cao, lửa giận ngút trời, toàn bộ phi vọt lên, đen kịt một mảnh giống như đàn châu chấu, hướng thành lâu đánh tới. Trên lầu chính La Thiên vẻ mặt mang mỉm cười, khen. Mắng thật hay, ta thấy quỷ man thống lĩnh tựa hồ bất phi sở động, đang lo lắng phương pháp kích tướng không linh vậy. Tất cả mọi người chú ý ba gã cửu thiên vũ đế là được, ngoài ra lâu la để võ giả của chúng ta hảo hảo phát tiết một chút hậm hực đi. Ninh Hoài Thụ cũng là vuốt tròm râu cười nói. Đám tiểu tử này, thực lực không được, mắng chửi người lại cũng đủ mạnh mẽ a. Gương mặt của Liêu Dương Băng co quắp một chút, vừa rồi tiếng mắng chửi kia tuy rằng cố ý cải biến âm tần ôn tồn sắc, nhưng hắn vẫn như cũ có khả năng phân biệt ra được là do Lý Vân Tiêu mắng ra, xem ra Lý Vân Tiêu đích xác ở trên thành lâu, trong lòng hắn không khỏi đại hỉ đứng lên. Bên trong thành tất cả võ giả đều chuẩn bị cho tốt, người của hải tộc đã binh lâm dưới thành. Cùng nhau giết ra khỏi thành đi. Thanh âm của Ninh Hoài Thụ ở trên toàn bộ Ma Thiên Cự Thành truyền ra, chống trận trực tiếp gõ ba tiếng, thanh, hoàng, hồng ba đạo quang mang từng cái chán phóng ra. Tất cả đội trưởng cấp bậc đều ở trên tường thành thủ vững, do đội phó mang theo các tiểu đội ra khỏi thành giết địch. Lý Vân Tiêu thoáng cái liền bay trở về bên trong tiểu đội, nói. Theo ta đi ra thành giết địch. Người của tiểu đội chiến nhận tất cả giật mình. Trần Trọng Uy càng cả người run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi nói. Bọn họ liền đánh tới. Những người còn lại cũng đều sợ hãi, dù sao nghe xong tình hình chiến đấu, căn bản là lũ chiến lũ bại, lao ra chiến đấu hẳn phải chết không thể ngờ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Yên tâm, lần này chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cái gì là món ăn khai vị? Trần Trọng Uy lòng còn sợ hãi. Thân thể vẫn lạnh lẽo run rẩy. Lý Vân Tiêu nhìn mọi người một cái, nói. Yên tâm đi, ta sẽ không hại mọi người, nhưng nếu đã tới, nhất định phải làm ra cống hiến vì chiến sự hai tộc. Hắn nhìn đầy trời võ giả vọt lên, nói. Chậm mà nói, đã có thể không còn địch có thể giết. Trần Trọng Uy châm chọc khiêu khích nói. Hừ, bọn họ đó là người không biết không sợ, bất quá cũng tốt, đã chết liền không cần sợ hãi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu chợt biến, hai quang mang lăng lệ từ trong ánh mắt bắn ra,
bước thẳng tới Trần Trọng Uy, sợ đến hắn liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp đụng vào trên tường thành. Phảng phất như bị một con hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm, tùy thời có khả năng đơn giản lấy tính mệnh của hắn, cả người đều run rẩy, hắn sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Ở đây cấm động thủ, bằng không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Vân Tiêu gằn từng chữ nói. Trong tiểu đội chiến nhận không cần phế vật, nếu là ngươi lưu lại nơi này, có lẽ có thể lưu lại tánh mạng. Nhưng mà ngươi mất đi là võ của ngươi, cường giả chi tâm của ngươi. Không phải là phế vật thì đi theo ta. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, liền hóa thành quang mang vọt lên, hướng phía ngoài thành đi. Người của tiểu đội chiến nhận đều biến sắc, tựa hồ xúc động cái gì, vài tên tổ trưởng liếc nhìn nhau, đều kiên định gật đầu. Quan Hưng Dương quát dẹp đường. Tổ năm đi theo ta. Nam tử tóc đỏ cũng là theo sát mà lên, quát dẹp đường. Tổ sáu đi theo ta. Tiểu tổ còn lại cũng đều đi theo, Yên lão nhìn Trần Trọng Uy một cái, miễn cưỡng duỗi cái thắt lưng, thu hồi cái tẩu cũng bay thẳng lên. Lập tức 18 người toàn bộ đi sạch. Đồng thời toàn bộ bên trong thành hầu như trống trơn, còn lại mấy người tựa hồ không hề động đậy, ở trong thành lắc lư, cũng là trải qua cùng hải tộc chiến đấu, sợ không dám đi ra ngoài. Trần Trọng Uy sắc mặt trắng bệch, nhìn mấy người đồng bạn khác cùng hắn một bộ dáng lão giang hồ, sợ hãi ở trong thành né tránh, thân thể run rẩy lợi hại. Lý Vân Tiêu không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như chui vào sâu thẳm trái tim, nội tâm khó có thể bình phục. Võ đạo của ta, cường giả chi tâm của ta, nếu là không có cường giả chi tâm, cho dù giữ lại tính mệnh thì có ích lợi gì? Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói. Phi Dương đại nhân chờ ta một chút. Liền hóa thành một đạo quang mang đuổi theo. Bên ngoài Ma Thiên Cự Thành vang lên tiếng chém giết rung trời, hai tộc nhanh chóng lao vào nhau, trên trời dưới đất đều là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi vang lên tiếng chém giết, la hét. Trận chiến quá mức rung động. Tuyệt đại đa số mọi người đều chưa có kinh nghiệm với những trận chiến thảm khốc đến mức này, hơn nữa lại còn thêm tiếng chống trận trên tường thành như sấm sét thúc giục, đất núi rung chuyển, khiến cho tất cả như bị thiêu đốt huyết dịch. Cả bầu trời đều là xúc tu của hải quỷ nhất tộc, từng đoàn nối đuôi nhau lao đến rồi kéo căng ra bốn phía, từ xa nhìn lại giống như một đoàn bông kéo dài, rất nhiều xúc tu bị chém đứt vẫn còn phiêu tán trên bầu trời tạo thành một mảnh mịt mờ. Lý Vân Tiêu lấy ra một cái mặt nạ làm bằng đồng đeo lên mặt, sau đó khống chế thực lực hạ xuống bát tinh vũ tôn, đồng thời lấy ra một thanh chiến đao bát giai, đi bên cạnh Lương Nguyên Cơ cùng nhau chém giết. Lương Nguyên Cơ thoáng sững sờ một chút rồi kinh ngạc hỏi. Phi Dương huynh, tại sao ngươi lại đeo mặt nạ? Lý Vân Tiêu nói. Ta lớn lên quá đẹp trai, không thể tạo ra chút sát khí nào cho nên đeo cái này. Hắn thu hồi chiến đao. Chậm rãi vuốt tóc tạo thành tư thế rất khốc. Chậc chậc, đúng là Phi Dương đại nhân nhìn qua giống như thư sinh mặt trắng, đeo mặt nạ lên nhìn cương mãnh hơn nhiều. Yêu lão cũng dẫn theo hai người liều chết xung phong, không tiếc lời khen ngợi. Cả tràng diện tuy hỗn loạn nhưng trong sự loạn lại có trật tự, nhân loại đều dùng đơn vị là tiểu đội, tiểu tổ để có thể giúp đỡ lẫn nhau, mà hải tộc thì thật sự là rất rối loạn, rất nhanh bên nhân tộc đã tạo được sự áp đảo. Khóe mắt Lý Vân Tiêu liếc qua nhìn thấy Trần Trọng Uy cũng tiến lên chém giết. Sau đó ánh mắt của hắn như vô ý nhìn về phía trên chủ thành, trong lòng khẽ mỉm cười tiếp tục cử đao giết địch. Tốc độ xuất đao của hắn nhanh vô cùng, lúc thì bắn ra từ phía lúc thì hợp lại một chỗ, nhìn qua thì giống như không theo một đường lối nào, mỗi một lần vung đao ra đều có thể chém giết một tên hải tộc, đao mang không gì cản nổi. Đấu pháp của hắn thuộc về đường cương mãnh, nhìn qua giống như không chế lực đạo không ổn. Lúc nhẹ lúc nặng, giống như chỉ còn một hơi chống đỡ nữa mà thôi. Đông đảo cao thủ đang đứng trên lầu cao chủ thành quan chiến, khuôn mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ vui mừng, hận không thể tự mình lao xuống dưới tự tay xuất thủ một phen. Tuy rằng tràng diện phía dưới hỗn loạn nhưng dưới thần thức của đông đảo cường giả đảo qua, tất cả trạng thái của mọi người đều được hết vào trong đáy mắt. Lý Vân Tiêu đeo mặt nạ hình thú. Ngay từ đầu khiến cho không ít người chú ý nhưng sau một hồi nhìn kỹ thấy từng chiêu đao pháp của hắn lăng lệ ác liệt nhưng lại khiếm khuyết năng lực nắm giữ lực đạo tinh chuẩn, điều đó nói lên rằng người này lĩnh ngộ lực lượng cực kém cũng không phải là cao thủ. Ngược lại sau khi La Thiên nhìn một hồi liền cau mày giống như đang suy nghĩ đến điều gì. Chủ có trong mắt Liêu Dương Băng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, hắn dám khẳng định người đeo mặt nạ kia chính là Lý Vân Tiêu.
cũng chỉ có người gan to như Lý Vân Tiêu mới dám trong lúc khắp thiên hạ đang truy nã hắn vẫn dám xuất hiện thản nhiên trước mặt mọi người như vậy. Tự nhiên Liêu Dương Băng sẽ không nói ra bí mật này, chỉ lặng lặng đứng nhìn, hắn phát hiện ra hiện tại mình hoàn toàn nhìn không thấu tu vi đối phương, nếu như không biết rõ bộ mặt thật dưới tấm mặt nạ kia thì sợ rằng hắn cũng như giống như mọi người chỉ cho rằng tên mãng phu kia có tu vi đơn giản là bát tinh vũ tôn mà thôi. Hắn biết rõ mục đích của Lý Vân Tiêu, chắc chắn là vì chuyến đi đến Đông Hải kia, lúc này Bắc Minh Lai Phong đã ở bên trong thành nhưng toàn bộ đường ven biển đều bị phong tỏa, không biết đến khi nào mới có cơ hội ra biển. Chỉ trong chốc lát hải tộc đã liên tiếp bại lui, liên tục lùi về phía sau, binh giáp đều bị vứt bỏ ném lại, số lượng binh lính chết và tổn thương là hơn nửa, ba gã thống lĩnh cường giả vũ đế ngay từ lúc bắt đầu khai chiến đã bị cường giả vũ đế nhân tộc vây khốn, lâm vào chiến đấu gian khổ. Quỷ man thống lĩnh kinh sợ liên tục thối lui, hắn một thanh cự kiếm nằm ngang trên không, kiếm ý cường đại tản mát ra bốn phương tám hướng bao vây khuôn viên xung quanh lại như thiên la địa võng, vô luận là hắn có sử dụng thần thông lôi điện đến mức nào cũng rất khó lao ra ngoài. Toàn thân cự kiếm hiện ra màu sắc như ngọc bích, tuyệt đối không phải là do kim thạch bình thường chế tạo, có lực khắc chế rất mạnh đối với lôi điện, mỗi lần tia lôi điện trùng kích lên kiếm khí đều bị suy yếu đi hơn nửa. Không phải ngươi rất cuồng sao? Bây giờ đứng trước mặt ta sao lại giống như chó nhà có tang vậy? Trong mắt Nhâm Chiến Hùng lóe lên vẻ đùa giỡn, từng thanh âm lạnh lùng như băng vang lên, giống như là đang nhìn một con mãnh thú bị nhốt trong lồng giam, đôi lúc còn mang theo vẻ thương cảm. Quỷ man thống lĩnh giận dữ hét. Tiểu nhân hèn hạ chỉ biết dựa vào uy lực của huyền khí thì tính là có bản lĩnh gì, có dám dùng thực lực bản thân chiến một trận với ta? Nhâm Chiến Hùng khinh miệt mỉa mai nói. So với yêu tộc, thân thể nhân tộc chúng ta chỉ là đống cặn bã, so số lượng với hải tộc các ngươi chúng ta đương nhiên không bằng nhưng nếu so về trí tuệ thì tất cả các ngươi có thúc ngựa cũng không bằng nhân tộc chúng ta, huyền khí cũng là vật phẩm từ trí tuệ nhân tộc mà ra. Hắn vừa nói xong, từ trên năm ngón tay phi xuất ra đạo đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp đánh lên cự kiếm, thân kiếm lượn vòng trên không trung rồi chậm rãi áp xuống, từng đạo kiếm khí màu xanh bắn ra không ngừng đục từng lỗ xuống lôi điện quanh thân quỷ man thống lĩnh. Lý Vân Tiêu đứng cách đó không xa nhìn thấy như vậy thì thầm giật mình, không ngờ bảo kiếm kia chính là vật được chế tạo để khắc chế lôi điện trong truyền thuyết, trời sinh khắc chế tất cả lôi vật ngoại trừ là diệt thế thần lôi chí cao vô thượng còn không sự rằng tất cả dính dáng đến thần thông lôi hệ đều bị kiếm này khắc chế. Lúc này sắc mặt những người Khương gia đứng trên chủ thành đều khó xem đến cực điểm, thần hóa lôi đình chính là bí mật bất truyền của bọn họ, đặc biệt lôi độn thuật chính là một trong những loại độn thuật nhanh nhất thiên hạ. Nếu như đối diện với kiếm này đương nhiên bị áp chế đi nhiều phần. Ánh mắt La Thiên lộ vẻ tán thưởng nói. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, lôi chính là thiên thế chi uy, cũng chỉ có địa thế chi khôn ngọc mới có thể khắc chế, toàn thân chuôi kiếm này đều do khôn ngọc tạo thành quả là chí bảo. Người Khương gia nghe thấy câu đó, sắc mặt lại càng thêm âm trầm lợi hại. Hiện tại Hồng Nguyệt Thành nội đấu kịch liệt, một nhà tứ cực môn dần dần kiêu ngạo. Tồn tại của chuôi khôn ngọc kiếm thật sự là họa không phải là phúc. Theo khôn ngọc kiếm không ngừng chấn áp xuống, rốt cục thần sắc quỷ man thống lĩnh tỏ ra sợ hãi, hắn đã mấy lần thử đột phá nhưng đều là thất bại quay về, ngược lại hắn còn bị phản chấn gây tổn thương, trong lòng hắn hối hận không thôi, chỉ tự trách mình quá xúc động. Nhân loại, việc gì cũng không nên quá tuyệt tình, nếu không ta liều cái mạng này cho dù trọng thương hay chết đi cũng nhất định sẽ phá hủy chuôi kiếm của ngươi. Quỷ man thống lĩnh ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc rốt cục bắt đầu cuồng bạo, nghiêm nghị mở miệng uy hiếp. Nhâm Chiến Hùng nào để ý đến lời hắn nói, cười lạnh đáp. Chuôi kiếm này đã tồn tại trên mấy vạn năm, ngược lại ta cũng muốn nhìn ngươi làm cách nào có thể phá hủy được nó. Đáng chết! Quỷ man thống lĩnh quát một tiếng giận dữ, tuy hải tộc chi nhân so với nhân tộc có mấy phần cốt khí nhưng cũng chưa đến mức không sợ chết. Lúc gặp khó khăn cũng biết cách hòa đàm nếu như không thỏa hiệp được cũng không đến mức cầu xin tha chết. Sau khi hòa đàm thất bại hắn liền lập tức vận chuyển nguyên công, trên thân thể đen kịt bỗng nhiên nổi lên những điểm đỏ. Những điểm đỏ kia vừa vặn xuất hiện đúng vị trí chu thiên đại huyệt của nhân tộc, các loại kinh mạch đỏ thấm cũng tương giao hiện ra tạo thành một mảnh liên kết, có thể thấy rõ lôi quang đang vận chuyển trong từng kinh mạch, sau đó mỗi khiếu huyệt ửng đỏ đều xuất hiện một phù văn. Thiên sinh trận thể. Lý Vân Tiêu cả kinh, có rất ít người trời sinh cấu tạo thân thể ẩn chứa một quy tắc trận pháp nào đó, những người như vậy được xưng là thiên sinh trận thể. Hắn thở dài trong lòng,
nhân loại có trí tuệ vô thượng nhưng quả nhiên son về thân thể thì thua kém dị tộc quá nhiều, loại thiên sinh trận thể này trong nhân tộc tuyệt đối là vạn năm khó gặp, một khi xuất hiện tuyệt đối là tồn tại chí bảo, tông môn sẽ đem hết toàn lực tài bồi. Mà ở trong hải tộc bất quá cũng chỉ là một nhân vật bình thường, là tiểu nhân vật tùy thời đều có thể vứt bỏ. Theo hoa văn xuất hiện trên từng khiếu huyệt thân thể quỷ man thống lĩnh bắt đầu bày ra các loại tư thế vặn vẹo, trận pháp không ngừng biến hóa, từng đạo hắc mang xuất hiện bốn phương tám hướng xung quanh thân thể, ngưng tụ không tiêu tán, càng ngày càng mạnh. Nhâm Chiến Hùng cũng đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, Khôn Ngọc Kiếm dường như bị ngăn cách không cách nào hạ xuống được nữa. Trong tay hắn bí quyết ấn mấy lần, đánh ra vài đạo phá lôi kiếm khí, dù bắn vào trong cơ thể quỷ man thống lĩnh nhưng lại như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm gợn sóng. Không tốt. Nội tâm của hắn cả kinh, vội vàng vận dụng kiếm quyết muốn thu hồi chuôi Khôn Ngọc Kiếm. Đột nhiên trong mắt quỷ man thống lĩnh tuôn ra một đoàn hồng mang, trong miệng thốt ra một ít âm phù cổ quái tối nghĩa khó hiểu, lôi quang ngưng tụ quanh thân bắt đầu khởi động, giống như một con sông lớn đang tĩnh lặng dần dần trở nên chảy xiết. Ầm ầm ầm. Không thấy quỷ man thống lĩnh có bất kỳ động tác nào, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng tiếng sấm nổ, phảng phất như thiên địa muốn biến đổi. Ầm ầm. Thời điểm mọi chung quanh kinh hãi, đột nhiên Khôn Ngọc Kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh chót mắt, từ dưới vọt lên đụng vào hắc mang vừa mới hình thành. Trong nội tâm Nhâm Chiến Hùng khẩn trương, kiếm quang này cũng không phải là hắn tạo ra mà tựa hồ như Khôn Ngọc Kiếm gặp phải cường địch tự mình kích phát ra lực lượng, hoàn toàn không bị hắn khống chế. Hai đạo quang mang đụng vào nhau, tựa hồ bất phân thắng bại. Đột nhiên bầu trời biến sắc, một đạo lôi đình màu đen trực tiếp từ trên trời cao rơi xuống kích thon lên ánh sáng màu sang. Bùm! Bỗng nhiên thân kiếm nhảy lên, sau đó thanh mang kịch liệt co rút lại, Khôn Ngọc Kiếm nhanh chóng bị hắc lôi hủ hóa. Hóa thành màu đen trực tiếp trốn vào trong cơ thể Nhâm Chiến Hùng. Quỷ man thống lĩnh bị thiên lôi oanh kích, trong chốc lát lực lượng bành trướng hóa thành khổng lồ, hai mắt đỏ bừng lên, lửa giận tuôn ra vô tận, quát. Kẻ nào bức ta hiển lộ trạng thái này, đều phải chết. Hắn mở rộng miệng, trực tiếp phun ra hắc sắc quang mang, không ngờ là lôi hỏa hỗn cùng một chỗ, trực tiếp phóng tới Nhâm Chiến Hùng. Giờ phút này đại quân hải tộc cơ hồ toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người nhìn qua chiến đấu bên này, thoáng cái nhao nhao hoảng sợ trở ra hình thành một mảnh đất trống rộng lớn. Một vài võ giả tránh thoát không kịp, bị lôi quang chiếu qua một chút lập tức trực tiếp hóa thành cho tàn. Sắc mặt Nhâm Chiến Hùng đại biến, sau khi Khôn Ngọc Kiếm bị ăn mòn trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, đồng thời kinh mạch cũng bị thương không ít, mắt thấy lôi hỏa đầy trời đốt đến, trong nội tâm thoáng chút bối rối vội vàng rót toàn bộ nguyên lực vào lòng bàn tay, lập tức bàn tay mở rộng. Một trường tung ra ngoài. Một trường này nhìn như tầm thường nhưng ngay lúc trường phong lao ra lại hóa thành vô số tàn ảnh, biến đổi kỳ diệu, hai hóa thành bốn, tầng tầng lớp lớp, trong khoảnh khắc đã hóa thành 32 trường, thoáng cái đã tăng uy lực lên gấp nhiều lần, áp xúc đến mức tận cùng. Ầm ầm, giống như một cái lò xo bị đè nén đột nhiên bung ra, 32 trường điệp ra cùng một chỗ tạo thành lực lượng mạnh mẽ lâm không đập tới. Lập tức lôi hỏa chi uy bị đẩy lùi. Theo hướng trưởng phong phóng về bốn phương tám hướng, một số võ giả ở phụ cận hoảng sợ biến sắc vội vàng vung đao kiếm lên ngăn cản, nhao nhao trốn chạy, thậm chí không ít người bị thương, còn có hai người ở gần đó không tránh kịp bị nướng thành than đen. Nhâm Chiến Hùng một trưởng đắc thủ liền lùi về sau, còn chưa kịp thở ra một hơi thì lôi hỏa lại lần nữa lao đến, không ngừng oanh kích. Hai mắt hắn giận dữ, hét lớn một tiếng phát tiếng tức giận trong lòng, râu tóc dựng đứng, tai trái hóa thành mấy vòng. Tay phải liều mạng chụp về phía trước. Rầm rầm, mỗi một trưởng đều vận dụng hết toàn lực, rốt cục cũng đánh tan lôi hỏa đầy trời. Trong đó còn một trưởng trực tiếp lâm không vỗ lên người quỷ man thống lĩnh, đập thân thể hắn bắn ra xa phun từng vòi máu tươi. Quỷ man thống lĩnh bỗng chốc bị trưởng lực đánh bay, giống như một quả bóng ra đột nhiên xì hơi bay đi tạo thành một đường vòng cung. Tất cả những võ giả nhân loại nhao nhao tránh đường sợ quỷ man thống lĩnh đụng trúng người mình. Dù sao mọi người cũng chứng kiến chiến lực khủng bố của hắn, mặc dù là nỏ mạnh hết đà nhưng cũng không mấy người dám đứng ra ngăn cản. Đồng dạng khí tức Nhâm Chiến Hùng đại, toàn bộ cơ thể phảng phất trở nên già nua không ít, một bộ loạn chiến trưởng pháp vừa rồi chính là vũ khí kích phát tiềm năng, sau khi thi triển thân thể liền bị phản phệ. Đột nhiên một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, chỉ vài bước đã đuổi kịp quỷ man thống lĩnh, một đao hóa thành lưỡi dao khổng lồ trực tiếp chém xuống.
Bản thân quỷ man thống lĩnh đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, làm sao chịu nổi một đao kia, ngay lập tức bị đâm rách đan điền, máu tươi phun xối xả từ lỗ thủng trên cơ thể, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Người nọ sau khi ra đao liền bước tới một bước, nhấc thi thể quỷ man thống lĩnh ném vào trong huyền khí chữ vật, xong xuôi hắn mới phi độn trở lại. Tất cả mọi người nhìn thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm, thoáng cái phản ứng không kịp. Người nọ dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Nhâm Chiến Hùng, cười nói. Đại nhân, ta đã giúp ngươi chém giết quỷ man thống lĩnh, liền dùng thi thể của hắn ban thưởng cho ta đi. Sắc mặt Nhâm Chiến Hùng tái nhợt, vừa vận khí điều tức vừa liếc nhìn người mới đến cũng không lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ai cũng nhìn ra toàn bộ thi thể kia đều là bảo bối nhưng đối với hắn cũng không trọng yếu, hơn nữa dưới loại tình huống này thân là vũ đế cao giai hắn cũng không biết xấu hổ nói không với yêu cầu của một tên vũ tôn. Huống chi quỷ man thống lĩnh là do kẻ này một đao diệt sát. Lúc này tất cả mọi người mới kịp phản ứng, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu, âm thầm suy nghĩ, lá gan người này thật không phải là vừa, nhưng tục ngữ có nói gan lớn thì chết sớm. Thi thể tên kia tuyệt đối là bảo bối hơn xa thi thể yêu thú cửu gia. Ầm ầm, trên tường thành vang lên trống trận thu binh, tất cả mọi người hoan hô không thôi, nhao nhao bay lên không trở về Ma Thiên Cự Thành lưu lại hài cốt thi thể hải tộc. Một trận thu hoạch toàn thắng, chết trận và tổn thương chưa đến 20 người nhưng lại trực tiếp tiêu diệt ngàn tên cường giả hải tộc, còn có một gã vũ đế cao giai cùng hai tên vũ đế bình thường, khiến Ninh Hoài thụ cười không khép miệng. Mọi người thu hoạch cũng có chút phong phú, những thân thể hải tộc hay hải thú bình thường đều có nội đan, loa xác của vũ loa tộc còn là bảo vật khó có được, rất nhiều người thu thập đợi sau khi kết thúc chiến tranh có thể tìm thuật luyện sư nhờ luyện chế chiến y áo giáp. Cả Ma Thiên Cự Thành đều trở nên mừng rỡ náo nhiệt, thậm chí tất cả mọi người đều hưng phấn một đêm không ngủ. Rất nhanh chiến báo cũng truyền vào đại doanh hải tộc, vẻ mặt cường giả hải tộc đều bình tĩnh cũng không có biểu lộ gì, tựa hồ đều nằm trong dự liệu. Quảng Thành cũng chỉ không ngừng gõ ngón tay lên mặt bàn, lạnh nhạt nói. Quỷ man thống lĩnh đã chết trận, như vậy quỷ man nhất tộc liền sắp xếp trở thành đội ngũ công thành. Thống lĩnh cường tộc còn lại đều khẽ gật đầu, hiển nhiên là rất đồng ý. Sau khi Lý Vân Tiêu đeo mặt nạ hình thú lên thì cũng không tiện gỡ xuống nữa, trực tiếp cũng chiến nhận tiểu đội trở lại nội thành, chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục. Cả tiểu đội không một người bị thương. Tựa hồ Trần Trọng Uy cũng đã quét sạch tâm trạng phiền muộn lúc trước, tâm tình hiện tại thật tốt. Lý Vân Tiêu nói, đừng quá hưng phấn, tất cả đều ngồi xuống điều tức đi. Tùy thời duy trì bản thân ở trạng thái đỉnh phong, như vậy mới có thể ứng đối với khó khăn xảy ra bất kỳ lúc nào. Hải tộc ăn thiệt thòi lớn như thế mà chưa có động tác gì mới hiển nhiên có mưu đồ phía sau càng sâu, tiếp theo sợ sẽ không đơn giản như vậy. Bây giờ mọi người vạn phần bội phục hắn. Đều nghe theo lời hắn nói, mỗi người đều ngồi xuống đất, chậm rãi điều tức. Đúng lúc này có mấy cổ khí thức cường đại hướng về phía bọn hắn, lập tức cả tiểu đội đều mở mắt, cảnh giác nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng một loạt võ giả, tính ra cũng hơn 10 người hiển nhiên là một tổ tiểu đội khác. Sắc mặt Lương Nguyên Cơ trầm xuống nhận ra đội trưởng bọn chúng, hỏi. Vu Vũ Khâm, có chuyện gì? Tên đội trưởng Vu Vũ Khâm kia nhếch miệng cười cười, nói. Không có việc gì, chỉ là tới chào hỏi, hôm nay biểu hiện các huynh đệ rất không tồi nha. Chậc chậc, mỗi tiểu đội đều 20 người, tất cả mọi người đều là càng đánh càng ít đi, như thế nào các ngươi còn nhiều ra một người. Những tên còn lại đều không nói gì chỉ xúm lại đợi trả lời, bộ dáng nhìn qua đã biết không có thiện ý. Mọi người thuộc chiến nhận tiểu đội đều thay đổi sắc mặt, đối phương đến nhất định là muốn kiếm chuyện, bọn hắn cũng không phải là đống cặn bã, không phải thiện nhân. Không một ai là kẻ sợ chuyện, tất cả đều đứng dậy chỉ có duy nhất Lý Vân Tiêu vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, tựa hồ chưa từng động đậy. Lương Nguyên Cơ lộ vẻ giận dữ bắt đầu khởi động quát. Sự tình tiểu đội chúng ta, liên quan gì đến các ngươi? Dáng tươi cười của Vu Vũ Khâm còn treo trên mặt, nhưng càng ngày càng lạnh nói thẳng. Vốn cũng không có việc gì, lần đại thắng này tất cả mọi người đều vui vẻ nhưng tiểu đội chúng ta có một vị huynh đệ bỏ mình. Lương Nguyên Cơ cảm thấy không hiểu cười nói. Huynh đệ các người bỏ mình, tại sao phải nói với ta? Chẳng lẽ nhìn thấy chúng ta nhiều người muốn xin người thì tiểu đội chúng ta? Ha ha! Ha ha! Đội viên chiến nhận đều cười vang, một mặt như mỉa mai, lại giống như trào phúng không thôi. Lục Kiểm Nam cười lạnh nói.
muốn đào người cũng không phải là không thể được, ai nguyện ý đi cùng các ngươi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Hừ, đều câm miệng cho ta. Đột nhiên Vu Vũ Khâm nộ quát một tiếng, lập tức toàn bộ an tĩnh lại, không chỉ như thế còn dẫn tới những tiểu đội khác ở bốn phía xung quanh chú ý, toàn bộ đều hiếu kỳ vây xem. Câm cái con mẹ ngươi ấy, đây là địa bàn chiến nhận chúng ta, con mẹ nó, các ngươi cút xéo đi. Thái sử Đạt không cam lòng rớt lại phía sau, trực tiếp xông tới hét lớn một tiếng. Ai cũng biết nội thành không cho phép đánh nhau, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên không có gì phải sợ, cho dù không đánh lại bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Vẻ mặt đội ngũ Vu Vũ Khâm đại biến, trong con ngươi đều lộ ra sát khí hung hăng nhìn Thái sử Đạt chằm chằm, nguyên lực không ngừng bạo nổ quanh thân. Thái sử Đạt không chỉ có không sợ, ngược lại dương dương đắc ý đem đầu đưa tới khiêu khích nói. Như thế nào khó chịu? Khó chịu liền tới đánh ta à, đánh ta à? Có bản lĩnh liền tới đánh ta đi. Hắn vừa nói vừa nghiêng đầu qua, trên mặt hoàn toàn là bộ dáng muốn ăn đòn, tiểu đội Vu Vũ Khâm lửa giận ngút trời, nhịn đến mức lồng ngực muốn bạo tạc nổ tung. Sắc mặt Vu Vũ Khâm tái nhợt, hắn sợ cứ tiếp tục thế này khả năng bên mình không nhịn được ra tay động thủ, nếu xảy ra việc đó chắc chắn sẽ bị Hồng Nguyệt Thành ra tay tiêu diệt. Vì vậy Vu Vũ Khâm cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta cũng không nói nhảm, chiến dịch lần này tiểu đội chúng ta chết một gã huynh đệ, lại không có được bất kỳ chỗ tốt nào. Các ngươi hoàn hảo không tổn hao gì, lại được một thi thể vũ đế cao giai hải tộc, ta hy vọng vị huynh đệ đeo mặt nạ kia có thể chia một ít chỗ tốt cho chúng ta dùng để tế bái vị huynh đệ đã hy sinh. Nguyên lai là nhìn thấy người ta có chỗ tốt liền đỏ mắt, muốn đến xin chia chén canh. Hóa ra làm trò cả buổi cũng chỉ vì mục đích này, các võ giả đờ nác vây xung quanh xem trò vui thấy vậy sắc mặt trở nên khinh bỉ, tuy nhiên bọn họ cũng đang nhàm chán không có việc gì làm nên vẫn nán lại xem có chuyện gì vui để đi chém gió với đội khác không. Thoáng cái ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, ngược lại những người chung quanh đều bội phục dũng khí của Lý Vân Tiêu, trên chiến trường có can đảm ra tay. Nhưng mọi người chờ cả buổi vẫn không thấy Lý Vân Tiêu nhúc nhích, tựa hồ đã rơi vào tình trạng nhập định. Lương Nguyên Cơ ho khan hai cái, lúc này mới cười lạnh nói. Sự tình huynh đệ các ngươi hy sinh là chuyện của các ngươi, sự tình được chỗ tốt là chuyện của chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta phải đền bù tổn thất cho các ngươi. Vu Vũ Khâm khẽ nói. Nguyên Cơ huynh đệ, lời của huynh đệ mọi người đều không muốn nghe, mọi người cùng nhau liều chết liều sống là vì cái gì? Còn không phải là vì kiếm một điểm chỗ tốt sao? Ngươi cũng đừng nói với ta ngươi là truyền nhân của Lôi Phong Vũ Đế, chuyên làm chuyện tốt lợi người không cần nghĩ đến bản thân mình. Lương Nguyên Cơ nói, tự nhiên là không phải, nhưng chỗ tốt của huynh đệ ta đạt được là bằng vào trí tuệ cùng thực lực chính hắn đạt được, cũng bốc lên phong hiểm thật lớn, thử hỏi loại tình huống đó ai dám tiến lên đi giết quỷ man thống lĩnh. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu tán thành, lúc đó cơ hội đánh chết quỷ man thống lĩnh đều thuộc về mọi người nhưng không người nào dám ra tay. Vu Vũ Khâm khẽ nói. Nói như vậy, chẳng lẽ huynh đệ của ta đã chết vô ích? Lúc này rốt cục Lý Vân Tiêu cũng mở hai mắt ra, lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi lại. Nói nhiều như vậy nhưng rốt cuộc ta vẫn không hiểu, huynh đệ ngươi chết có quan hệ gì đến ta, còn nữa, cho dù muốn đền bù tổn thất cũng phải đền bù tổn thất cho gia quyến thân nhân của huynh đệ ngươi, tại sao lại phải đền bù tổn thất cho các ngươi? Đúng vậy à, làm gì có chuyện đền bù tổn thất cho các ngươi? Cho dù có cút lợi ích cũng không đến phần các ngươi a. Những người chung quanh đều là tạm tụ tập thành một đội ngũ, ban đầu không thân cũng chẳng quen, làm gì có chuyện mới gặp đã thân như huynh đệ được. Vu Vũ Khâm đỏ mặt lên tức giận hừ nói. Chúng ta đều tình như thủ túc huynh đệ, cũng giống như người nhà, gia quyến của nhau. Lý Vân Tiêu cũng không phản bác, gật đầu nói. Đã hiểu, nhưng đúng ra các ngươi phải tìm đại nhân Hồng Nguyệt Thành đề nghị đền bù tổn thất a. Sao lại đến tìm ta? Ta tin tưởng đại nhân Hồng Nguyệt Thành nhất định sẽ đền bù tổn thất phong phú. Ta nhổ vào, trông cậy vào bọn hắn. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ là đang lợi dụng lẫn nhau, tất cả bọn chúng đều là đồ keo kiệt, cũng chỉ là thuê người thay bọn họ bán mạng mà thôi. Vu Vũ Khâm tức giận mắng một câu, hắn cũng đã trải qua chiến đấu mấy lần, đối với Hồng Nguyệt Thành đã thành lửa giận trong bụng. Chuyện gì, tại sao lại vây quanh chỗ này? Đột nhiên một tiếng hét lớn truyền đến, một cổ đế khí cửu thiên lăng không xuống, ép lên tất cả những người đang tụ tập, tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt, không dám trả lời.
Một gã nam tử mặc trường bào chẳng biết lúc nào xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh như băng thoáng cái đảo qua tất cả mọi người, lạnh giọng nói. Tại sao các ngươi lại gây sự? Không, không có, chúng ta tuyệt đối không gây sự. Vu Vũ Khâm giật mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nam tử mới đến hừ một tiếng nói. Ngàn vạn đừng làm cho ta phát hiện các ngươi nháo sự, nếu không hậu quả các ngươi không thể nào chịu nổi. Tuyệt đối không, tuyệt đối không. Vu Vũ Khâm lộ ra một bộ dáng tươi cười nhưng cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Đại nhân yên tâm, chúng ta ngồi một chỗ cũng chỉ để thảo luận vài sự tình, cũng không phải nháo sự. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói ra, thanh âm cực kỳ thành khẩn. Nam tử liếc hắn một cái, ánh mắt đảo qua mặt nạ hình thú, tự nhiên nhận ra người này chính là kẻ đã đánh chết quỷ man thống lĩnh, hắn nhẹ nhàng a một tiếng, tùy ý hỏi. Thảo luận chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói. Thảo luận sự tình Hồng Nguyệt Thành, vị Vu Vũ Khâm đại nhân này mới vừa nói tất cả chư vị đại nhân Hồng Nguyệt Thành đều là đồ keo kiệt, chỉ biết lừa dối người khác thay bọn hắn bán mạng, ta là người mới đến, không biết điều đó có đúng hay không. Tóm lại ta vừa mới nghe điều đó xong, sĩ khí đã tụt xuống dưới đáy cốc. Yên lặng, lập tức đám người đứng ngoài xem đều yên lặng. Vu Vũ Khâm cuồng nộ nói. Nói nhảm, đại nhân ngàn vạn lần đừng tin lời hắn, đây đều là lời nói dối trắng trợn. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn ra ướt đẫm trán hắn, không chỉ có hắn mà tất cả đội viên đều toàn thân rét run, thoáng cái đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm toàn thân. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ồ, không phải Vũ Khâm đại nhân vừa nói sao? Nơi này có hơn 100 người đều nghe thấy. Nam tử ngẩng đầu liếc nhìn qua bốn phía, tất cả mọi người khi hắn liếc qua đều không ngừng gật đầu, chứng minh Lý Vân Tiêu không nói ngoa. Toàn thân lông tơ Vu Vũ Khâm đều dựng thẳng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể bắt đầu phát run, run rẩy nói. Hiểu lầm, tuyệt đối là một hồi hiểu lầm, đại nhân, ngài nghe, nghe ta giải thích. Nam tử lạnh lùng liếc hắn một cái lạnh giọng nói. Theo ta đi một chuyến, đến lầu chính giải thích với chư vị đại nhân. A, à, Vu Vũ Khâm triệt để ngây ngốc, sợ tới mức cơ hồ đứng không vững, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đại nhân, xin thương xót, thật sự là hiểu lầm, tuyệt đối sẽ không còn có lần sau. Hắn vội vàng xuất ra một túi chữ vật nhét vào người nam tử kia. Nam tử biến sắc, cả giận nói. Ngươi nghĩ ta là người như thế nào? Hay ngươi nghĩ ta đúng là kẻ keo kiệt chỉ biết ăn hối lộ thôi sao? Hắn gầm lên một trường đập đi qua, trực tiếp đánh bay Vu Vũ Khâm, một ngụm máu tươi phun ra ngay đương trường. Sau đó thân ảnh nam tử lóe lên, trực tiếp bắt lấy Vu Vũ Khâm trên không trung không rơi xuống rồi hướng chủ thành lâu lao đến. Tất cả mọi người dưới tường thành đều toát mồ hôi lạnh, lần này Vu Vũ Khâm không chết cũng phải lột ra. Bọn họ đều liếc nhìn Lý Vân Tiêu đầy kiêng kỵ, thầm nghi người này thật độc a, giết người không thấy máu. Ha, ha ha. Nam tử tóc đỏ cười lớn, hướng phía tiểu đội Vu Vũ Khâm giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, đội trưởng các ngươi thiệt tình lợi hại, ngay cả người Hồng Nguyệt Thành cũng dám mắng, bội phục. Tiểu đội Vu Vũ Khâm vẻ mặt trắng bệch, trợn mắt nhìn. Lục Kiểm Nam cười khẩy nói. Hy vọng Vu Vũ Khâm đại nhân còn giữ được phong độ khi vào trong chủ thành, lại tiếp tục mắng khi thấy mặt Ninh Hoài Thụ đại nhân, ha ha. Các ngươi thật độc, chờ đó. Đội phó tiểu đội Vu Vũ Khâm cũng mang theo vẻ mặt băng hàn, duỗi ngón tay chỉ vào tiểu đội chiến nhận, giận dữ hét lên rồi xoay người rời đi. Một hồi trò khôi hài cứ như vậy tán, chỉ có điều tất cả mọi người đều sinh lòng kiêng kỵ đối với Lý Vân Tiêu, người này hữu dũng hữu mưu, tốt nhất là không nên trêu chọc. Sau khi mọi người rời đi, Lý Vân Tiêu tiếp tục nhắm hai mắt lại điều tức, phảng phất như không xảy ra chuyện gì. Lương Nguyên Cơ cùng đội viên chiến nhận đều bội phục hắn đến mức đầu dạp xuống đất, cũng vây quanh hắn bắt đầu tu luyện. Bên trong giới thần bi, một đạo hồn phách xuất hiện. Thi thể quỷ man thống lĩnh phiêu phù ở không trung, mặc dù không có sinh khí, nhưng bên trên vẫn có lôi điện lưu động, xuyên thấu qua da thịt màu đen, Lý Vân Tiêu tinh tường nhìn rõ từng trận pháp vận chuyển trên khiếu huyệt. Từng đạo hắc sắc lôi điện từ trong đó xuyên thẳng qua. Cả thân thể này giống như một phương trận khí, có thể tự hành vận chuyển, cung cấp năng lượng lôi điện cường đại. Ban đầu Lý Vân Tiêu ghi nhớ trận đồ trận pháp vận chuyển vào trong đầu, mỗi một chủng trời sinh trận thể đều là kết quả của thiên địa quy tắc, có thể sử dụng trận đồ đơn giản nhất để tạo ra lực lượng mạnh nhất, đây chính là tiếp cận gần trận đạo nhất.
Đây là... Phó Cẩm Sơn chỉ cảm giác thân thể mình đột nhiên khẽ động, liền đi đến bên người Lý Vân Tiêu. Đã lâu như vậy mà hắn vẫn chưa hiểu rõ hiện tại mình đang ở nơi nào, hơn nữa cả ngày đều không nhìn thấy bất kỳ người nào, cơ hồ muốn phát điên, ngay lúc này lại nhìn thấy Lý Vân Tiêu, lập tức vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh đã bị thi thể trước mắt này hấp dẫn. Trời sinh trận thể. Đột nhiên hắn quát to một tiếng, tựa hồ khó có thể tin, con mắt trợn trừng. Lý Vân Tiêu nói, đúng vậy, đúng là trời sinh trận thể, cho ngươi tới đây cũng là để cho ngươi ghi chép lại, bởi vì ta muốn phá hủy thân thể này. Mà ngươi mới thật sự là trận pháp sư, ta có nghĩa vụ cho ngươi nhìn thấy nó. Cái gì, ngươi muốn hủy diệt hắn? Phó Cẩm Sơn cả kinh, vội vàng nói. Đại nhân, giá trị thứ này. Thời gian một chén trà. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Cho ngươi thời gian một chén trà. Rốt cuộc ngươi muốn nói nhảm với ta hay là tranh thủ thời gian ghi chép, tự ngươi chọn đi. Phó Cẩm Sơn khẩn trương nói. Vân Tiêu đại nhân, vật này là tuyệt thế chân bảo vạn năm khó gặp một lần, trận pháp vận chuyển trong đó đại biểu thiên địa quy tắc đơn giản nhất, cơ hồ giống như diễn biến trận đạo, giá trị cao đến mức khó có thể đánh giá. Lý Vân Tiêu vẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng, bất động như không nghe thấy điều gì. Phó Cẩm Sơn hung hăng nuốt một ngụm nước bịt. Hắn biết rõ đã không cách nào trao đổi cùng người trước mắt này, thời gian một chén trà sau hắn thực sự sẽ hủy diệt chí bảo này. Hắn vội vàng tính hạ tâm lai, bắt đầu cẩn thận quan sát thân thể quỷ man thống lĩnh ngộ từng cái rồi vội vàng ghi chép lại. Sau khi vừa hết thời gian một chén trà, Lý Vân Tiêu đúng giờ mở mắt ra hỏi. Đã ghi nhớ hết. Vẻ mặt Phó Cẩm Sơn ngưng trọng, cả người đầy mồ hôi, gật gật đầu, vẻ mặt hắn không chịu buông tha, cầu khẩn nói. Vân Tiêu đại nhân, không thể lưu lại sao? Đây chính là... Lý Vân Tiêu không đợi hắn nói xong, trực tiếp giơ tay lên, lăng không bổ xuống, thủ thế nhanh dị thường, thoáng chút đã phân cắt thi thể kia theo một quy luật nhất định, hắc sắc lôi điện từ bên trong dũng mãnh tiến ra giống như nước chảy, không ngừng tạo ra ánh sáng lập lòe. Lập tức Phó Cẩm Sơn há to mồm nghẹn ngào, sau đó hắn thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau đó năm ngón tay Lý Vân Tiêu hư trương. Lăng không hướng thi thể kia chộp tới, lập tức vài âm thanh nổ vang, tất cả xương cốt toàn thân thể vỡ nát, một tiểu trận lôi điện hiện ra trên không trung, đồ án trên trận pháp vậy mà cực giống truy tử trong ma ha cổ văn. Đột nhiên Phó Cẩm Sơn trừng mắt to như hạt châu, vậy mà có thể bức trận pháp trong cơ thể ra bên ngoài sao? Loại sự tình không thể tưởng tượng này, đừng nói nhìn thấy tận mắt, cho dù là trong ghi chép cổ xưa tựa hồ cũng chưa nghe thấy bao giờ. Hắn trực tiếp phát điên. Dốc sức liều mạng đánh vào đầu mình, cảm giác sự tính không theo lẽ thường, quá mức quỷ dị. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào trận pháp đang vận chuyển, cũng không khác mấy so với bản ghi chép độc nhất vô nhị lúc trước của mình, lúc này mấy đạo lôi quang hiển hiện trên đầu ngón tay bắt đầu không ngừng làm tan rã thân thể, dần dần hóa thành một đạo hồ quang điện, trực tiếp bắn ra ngoài. Đùng đùng, linh hồn Lý Vân Tiêu biến thành thanh sắc lôi điện rơi vào phía trên trận pháp. Lập tức kích thích hắc sắc lôi điện bài xích đẩy từng đạo ánh sáng xanh ra ngoài không cho gia nhập vào trong. Thanh sắc lôi điện lượn vòng trên không một chút rồi không huyễn hóa ra ma ha cổ tự, lại tiếp tục lao xuống. Điện quang bắn ra lợi hại nhưng chỗ ma ha cổ tự rơi xuống, tuy hắc sắc lôi điện vẫn còn lực bài xích nhưng lại không mãnh liệt như ban đầu, bắt đầu dần dung hợp. Tuy Phó Cẩm Sơn không biết Lý Vân Tiêu định làm gì nhưng một màn trước mặt lại quá thần kỳ. Vậy mà trận pháp màu đen ngay khi dung hợp thêm thanh sắc lôi điện liền dần dần biến hình, tựa hồ muốn diễn biến ra một loại hình thái khác. Hắn mở to hai mắt không dám chấp lấy một cái, trời sinh trận đã là tồn tại tiếp cận gần trận đạo nhất vậy mà còn có thể diễn biến biến hình thành hình thái khác. Kỳ thật trận pháp trong cơ thể quỷ man thống lĩnh chính là miêu tả lôi chi quy tắc, ma ha cổ tự của Lý Vân Tiêu cũng là một loại lôi chi quy tắc, cũng là một loại quy tắc đại đạo, sử dụng hình thái khác nhau diễn biến ra mà thôi. Ngay lúc này chúng dung hợp vào một chỗ, cũng là hai loại đạo dung hợp lại, hai chủng lôi điện chi lực dần dần hợp nhất. Hai chủng lôi quang dần dần kết hợp thành một màu, trong quá trình không ngừng hiện ra các loại hình ảnh, có huyền lôi kinh vân hống cũng có yêu thỏ còn có thân ảnh quỷ man thống lĩnh, trong quá trình dung hợp không ngừng xuất hiện, một hồi hóa thành lôi trận, một hồi hóa thành lôi tự, hiện ra đủ loại hình thái. Mà không ngờ màu sắc dần dần biến thành màu trắng. Các loại lôi quang chớp động nhảy lên giống như đã tìm được bản nguyên trở về. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, ma ha cổ tự biến mất,
trận pháp cũng biến mất, chỉ còn lại một viên hoàn màu trắng hiển hiện trên không trung, trên đó không ngừng có lôi quang nhảy lên, hơn nữa năng lượng càng ngày càng mạnh. Hình thái vòng tròn này chính là hình thái tốt nhất để tụ tập lôi chi lực. Rốt cục lôi hoàn màu trắng cũng dần dần củng cố ổn định, lúc lóe lên lúc tối lại, lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng chậm rãi hóa ra thân ảnh Lý Vân Tiêu. Ọt ọt, Phó Cẩm Sơn nuốt nước bọt, vẻ mặt hoảng sợ và ngốc trệ, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng nào dám mở miệng. Hơn nữa Lý Vân Tiêu cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, sau khi hóa xuất thân hình liền biến mất tại chỗ giống như chưa bao giờ xuất hiện. Phó Cẩm Sơn cười khổ không thôi, hắn biết rõ thời gian cô độc một mình lại bắt đầu, tuy nhiên thông qua sự kiện lần này, ít nhất hắn biết rõ bản thân mình không phải bị lưu vong hoặc là vứt bỏ, sự sợ hãi trong lòng cũng dần buông xuống. Hơn nữa vừa mới rồi đạt được một lôi trận đồ, trong lòng hắn tràn đầy vui vẻ, bắt đầu ném toàn bộ việc khác ra sau đầu, chuẩn bị quá trình nghiên cứu. Sau khi linh hồn Lý Vân Tiêu từ trong giới thần bi về lại trên người hắn liền chậm rãi mở to mắt, trong hai tròng mắt có bạch sắc lôi quang chợt lóe lên. Lúc này trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc cổ quái, có chút ngạc nhiên cười khổ. Sau khi luyện hóa hắc sắc lôi quang, trên cơ bản lôi quyết của hắn đã đại thành, chỉ có điều lúc đó hắn thêm ảnh hưởng của lôi trùy và ma ha cổ văn, vì vậy hiện tại thần thông lôi quyết mà hắn luyện thành khác biệt rất lớn với lôi quyết và ban đầu Lục Giản Bác đưa cho hắn, nhưng nhất định là càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa sau khi hắn hình thành bạch sắc lôi quang, tu vi nguyên lực cũng được đề thăng trên diện rộng đến mức hắn đã cảm nhận được cánh cửa tấn cấp, có thể trùng kích nhị tinh vũ đế. Nhưng lúc này hắn đang ở bên trong thành, nếu như tấn cấp lập tức cũng sẽ bị người trong lầu chủ thành phát hiện. Lý Vân Tiêu cười khổ vài cái, không thể không áp chế tu vi, chờ đợi thời cơ thuận lợi thì tấn cấp. Lúc này đã bắt đầu sang ngày thứ hai, bên ngoài đại thành vẫn im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả các võ giả từ trong hưng phấn theo đại thắng cũng đã bình tĩnh lại, bắt đầu an tâm tu luyện, cả quảng trường lại trở nên yên lặng. Trên cổng thành, Ninh Hoài Thụ lưu luyến không rời muốn giữ La Thiên lại, nhưng cũng đành bất đắc dĩ không thay đổi được ý định của La Thiên. Ninh Hoài Thụ thở dài. Thiếu vắng La Thiên Thiên Đại Nhân tọa chấn, thực lực ít nhất suy yếu một nửa a. Tự nhiên La Thiên biết rõ đây là lời nói khách khí, cười nhạt một tiếng nói. Hoài Thụ Đại Nhân đừng có tâng bốc ta, có được Ma Thiên Cự Thành, chỉ cần cẩn thận ứng đối, tuyệt không bị hải tộc công phá. Ninh Hoài Thụ nói. Hôm qua hải tộc bị nhục, không có trả thù chút nào, ngược lại còn đang không ngừng điều binh khiển tướng, sợ là có đại động tác, thực để cho cuộc sống hàng ngày của ta khó có thể bình an. La Thiên cười nói, chỉ cần đại nhân hết sức, không thẹn với lương tâm là được. Ninh Hoài Thụ biết rõ khó giữ lại, nói, đợi đến ngày khu trục dị tộc, Hồng Nguyệt Thành lại mời đại nhân đến đây chung vui. La Thiên phất phất tay nói, ngày đó sẽ không lâu. Chư vị không cần tiễn đưa, để ngừa tình hình quân địch có biến. Tất cả mọi người đều thở dài dừng đưa tiễn. La Thiên gật gật đầu, được hai gã cường giả vũ đế bảo vệ ly khai khỏi chủ thành. Sau khi rời khỏi chủ thành, La Thiên ngưng mắt nhìn qua một phía rồi trực tiếp hướng phía một góc quảng trường mà đi. Hai gã cường giả vũ đế sau lưng liếc mắt nhìn cổ quái, chỗ đó cũng không phải là chỗ truyền tống trận. Nhưng bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Chỉ đơn giản theo thật sát ở phía sau. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu hơi động một chút, mở hai mắt ra, lập tức chứng kiến một lão giả mặc trường bào nhìn qua hắn mỉm cười. Đại thuật luyện sư cửu giai La Thiên. Ngươi nhận ra ta. La Thiên hơi có chút kinh ngạc. Võ giả bên cạnh Lý Vân Tiêu nhao nhao hoảng sợ, vừa lộ ra vẻ không thể tin được. Tất cả mọi người đều phát giác lão giả này tuyệt không phải người bình thường. Bởi vì hai gã hộ vệ phía sau hắn tự để cho bọn hắn hoàn toàn không nhìn ra sâu cạn, nhưng lại cũng không nghĩ ra sẽ là người nổi tiếng khắp thiên hạ, đại thuật luyện sư cửu giai thành danh đã lâu La Thiên Đại Nhân. Tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đứng tại chỗ không biết nên làm gì cho phải, tuy La Thiên không hề liếc qua chỗ bọn hắn nhưng tất cả đều cảm thấy khẩn trương thập phần. Lý Vân Tiêu cười cười nói, thiên hạ ai không nhìn được quân? La Thiên cười nói. Tiểu hữu rất thú vị, có thể làm quen chút được không? Cái gì? Tất cả mọi người xung quanh đều là hoảng hốt, hoàn toàn không thể tin tưởng lỗ tai chính mình, vậy mà đại thuật luyện sư cửu giai La Thiên lại chủ động yêu cầu kết bạn với hắn. Cảm xúc hâm mộ ghen ghét lập tức lan tràn chung quanh, đừng nói đội viên chiến nhận cho dù là những võ giả phụ cận cũng khó bình tĩnh được. Đại sư,
ta là Nghĩ Tín Nhiên, là tiểu đội trưởng Kình Thiên chiến đội. Đại sư, ta là Cảnh Hòa Đồng, là người ngưỡng mộ đại nhân từ lâu, thỉnh nhận ta làm hộ vệ của ngài. Đại sư, ta là Trần Hạo Nam, van cầu đại sư, xin đại sư cho ta sách giày cho đại sư. Đại sư, một góc dưới tường thành lập tức trở nên ầm ĩ, đám người chen chúc, lớn tiếng báo lấy danh tự chính mình, hô hào muốn được người ta để ý, đến mức có kẻ còn thủ sẵn xà phòng trên tay. Một gã cường giả vũ đế sau lưng La Thiên lộ ra bộ dáng cười khổ, loại tình huống này quá thông thường, trên người hắn phóng một tia khí tức ra ngoài, lập tức như là trời đông giá rét hàng lâm, đột nhiên tất cả mọi người hấp khẩu hơi lạnh, ngậm miệng lại không dám lên tiếng, nhưng vẻ cuồng nhiệt trong mắt lại không cách nào dập tắt, dốc sức liều mạng chen chúc. Gã cường giả vũ đế thở dài, đưa tay điểm nhẹ, lập tức một đạo khe hở từ không trung rơi xuống, đẩy toàn bộ người bên ngoài vây quanh La Thiên và Lý Vân Tiêu ra xa hơn 10 mét. Lý Vân Tiêu nhìn thấy La Thiên, năm đó là hảo hữu, hôm nay đã đầy tóc mai hoa dâm, tuy nhiên thần quang trong mắt sáng láng nhưng cũng khó giấu được vết tích của năm tháng, nội tâm của hắn hơi than thở nhẹ một tiếng, nói. Sớm muộn sẽ có một ngày nhận thức. Dâm ào ào. Lời hắn đáp lập tức khiến cho bốn phía xôi trào, xung quanh đều vang lên tiếng chửi bới. Đáng chết a! La Thiên đại sư tự mình muốn kết bạn với hắn, vậy mà hắn lại cự tuyệt. Mịa, không biết tốt xấu, vậy nhường cơ hội cho ta đi La Thiên, ta gọi là soái ca anh đẹp trai. Tiểu tử này tuyệt đối là nhân vật đứng đầu thập đại, trang bức thiên võ giới năm nay, đáng chém ngàn đao. Tất cả mọi người đều cảm thấy căm phẫn, tiếng mắng chửi vang lên còn muốn hung ác hơn so với lúc mắng chửi những tên hải tộc. Thậm chí không ngừng dùng nắm đấm oanh kích khe hở ngăn cách họ ở bên ngoài, muốn xông tới chém chết Lý Vân Tiêu. La Thiên cũng thoáng sững sờ một chút, Lý Vân Tiêu đáp lại hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hai gã vũ đế sau lưng càng là chấn động, hai người liếc nhìn nhau, sắc mặt có chút ngốc trệ, có thể cự tuyệt thịnh tình La Thiên đại sư, bọn hắn làm hộ vệ vài chục năm, mới nhìn thấy lần đầu tiên. Dù sao La Thiên cũng là đại nhân vật, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Nhẹ nhàng cười cười, nói. Dù vậy, ta cũng rất chờ mong đến ngày đó đây. Hắn nói xong, liền quay người rời đi. Cơ bản La Thiên còn định nói về chuyện thi thể trời sinh trận thể, tuy nhiên lúc này toàn bộ ý niệm trong đầu đều tiêu tán, trong lòng hắn lại càng cảm thấy hiếu kỳ hơn với bản thân Lý Vân Tiêu. Ba người dần dần từng bước đi đến, một gã hộ vệ vũ đế rốt cục nhịn không được nói. La Thiên đại sư, tiểu tử kia quá không biết thân biết phận. Ta thực rất muốn đánh cho hắn một trận. Trên mặt La Thiên hiện ra vẻ tươi cười nói. Nói thật, ta cũng rất muốn đánh nhau với hắn lâu rồi, nhưng sự hiếu kỳ lại còn lớn hơn nữa. Đại sư đã hiếu kỳ đối với hắn như vậy, vì sao không chộp tới hỏi cẩn thận minh bạch? Một gã cường giả vũ đế khác hỏi. La Thiên lạnh nhạt nói. Không cần, nếu như đúng thật là hắn muốn như vậy, cuối cùng có một ngày chúng ta còn có thể gặp lại. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tinh mang lại cười nói. Khi đó có lẽ là trên con đường võ đạo đỉnh phong. Hai gã vũ đế đều giật mình, hoảng sợ liếc nhìn nhau, bọn hắn ở cùng La Thiên mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua hắn bình phán một người như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn qua La Thiên đã đi xa xa, nội tâm tự định giá xem ra Hóa Thần Hải đến mang đến nhiều điều hoài nghi, chỉ không biết Hóa Thần Hải cùng Hồng Nguyệt Thành đàm điều kiện gì, giờ phút này lại phái La Thiên đến đây. Kỳ Thắng Phong đạt được thân thể Vu Giật Tiên, tất nhiên giờ phút này đang tìm địa phương bế quan tu luyện, nếu có thể dung hợp hoàn toàn thì hắn có đủ lực lượng để chống lại đồ đệ Lỗ Thông Tử của mình. Mắt thấy La Thiên ly khai, người bốn phía lập tức xúm lại đi đến, mỗi người đều đỏ bừng mắt nhìn hằm hằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Như thế nào, muốn đánh người, các ngươi muốn đi gặp Vu Vũ Khâm. Lúc này mọi người mới nhớ tới thủ đoạn hắn đối phó Vu Vũ Khâm. Nhìn xuống xúc động giết hắn, giận dữ ly khai. Lương Nguyên Cơ vuốt mồ hôi lạnh, cười khổ nói. Phi Dương đại nhân, người cũng quá kích thích tiểu tâm can mọi người a, lúc này ngươi đã làm La Thiên đại sư không vui, nhìn ngươi như thế nào xong việc. Những người khác trong tiểu đội chiến nhận cũng là dị sắc, một màn vừa rồi phảng phất như ảo giác, nếu không có hơn trăm người tận mắt nhìn thấy, như thế nào bọn hắn cũng không tin La Thiên đại sư chủ động nhận thức một gã tiểu bối thế nhưng tên tiểu bối kia vậy mà cự tuyệt. Yên lão lắc đầu liên tục cảm khái nghìn vạn đạo. Nếu như ta có thể xách giày cho La Thiên đại sư, ta đã sớm là vũ đế cao giai,
sao còn có thể vì một ít tiền tài mà bán mạng lao ra tiền tuyến. Những người khác trong chiến đội cũng là cảm khái, cảm thán vận mệnh bất công, người với người có chênh lệch quá lớn. Lý Vân Tiêu mặc kệ bọn hắn, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên trên bầu trời ánh sáng màu xanh tách ra, sau đó tiếng trống chấn động. Bành bành, toàn thành đều chấn động, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, sau đó trên mặt bắt đầu hiện ra cười lạnh. Đám hải thú kia lại bắt đầu lao đến sao? Hắc hắc, vừa vặn lão tử thu thập nội đan không đủ. Chậc chậc, lần này như thế nào cũng muốn nhặt một thi thể đầu cửu giai hải thú mới tính toán đủ vốn. Những đội ngũ này cơ bản đều là mới bổ sung đến, căn bản không biết trước khi thảm bại liên tục, mới có một lần đại thắng sau đó sĩ khí mới được nâng cao, tất cả chỉ nghe kể về thu hoạch đều đỏ mắt muốn đi ra ngoài giết địch. Thế nhưng bên trên Ma Thiên Cự Thành có trận pháp phòng ngự, nếu chưa mở ra không người nào có thể tùy ý ra khỏi thành. Lương Nguyên Cơ nói, là hai tiếng. Phi Dương đại nhân, chúng ta đi lên tường thành. Hơn 10 đạo hào quang đều bay lên tường thành, Lý Vân Tiêu đi phía trước rồi tập trung nhìn ra xa, tựa hồ đại quân hải tộc đã hoàn tất tập kết, bắt đầu tiến mạnh về phía đại thành. Như thế nào nhiều như vậy? Lương Nguyên Cơ hoảng hốt, đội quân kia mới chỉ nhìn qua đã thấy vô biên vô hạn, coi như là đứng ở đó bất động cho giết, cũng muốn giết mấy ngày mấy đêm a. Các tiểu đội trưởng còn lại cũng là vẻ mặt trắng bệch. Bị một màn trước mắt làm rung động, hải tộc giống như một khu rừng rậm rạp cây cối đang lừ lừ tiến đến, tối thiểu có 10 vạn đại quân. Cũng vì chiến sự đột nhiên nổ ra lại giáp rìa biên giới khu vực ven biển Đông Hải cho nên trong lúc nhất thời Quảng Thành cũng không cách nào triệu hồi chủng tộc lợi hại, chỉ còn cách lựa chọn những chủng tộc tầm trung và tầm thấp, cứ như vậy đã kéo đến trên 10 vạn hải tộc. Chủ doanh hải tộc đều ở trên không, tất cả thành viên hạch tâm đều lăng không đứng giữa thiên địa, trên mặt đều hiện nụ cười vui vẻ. Một gã thể đại thành là thống lĩnh cự hấu tộc lầm bầm nói. Quảng thành đại nhân, sợ là không cần điều động thâm hải cự thú, chỉ cần một đống cặn bã này cũng đủ nuốt hết Ma Thiên Cự Thành. Một gã đầu to đứng bên cạnh, chính là thống lĩnh kỳ thu tộc hừ lạnh nói. Cặn bã chính là cặn bã có thể làm nên chuyện sao? Nếu như bọn nó có thể công hãm đại thành, vậy chẳng lẽ gọi chúng ta đến là đến không? Trong mắt Quảng thành lãnh ý chớp động nói. Tòa đại thành này kết cấu rất mạnh, mặc dù trong nhân loại cũng là huyền khí trận pháp nổi tiếng hiếm có, không dễ dàng phá như vậy. Nhưng chỉ cần chúng ta cầm xuống thành này, cả chiến tuyến đông vực nhân tộc coi như là cơ bản sụp đổ, ta cũng không tin bọn hắn không giao ra hồng thạch. Thống lĩnh giác cáp tộc nói, dùng cách nhìn của ta, còn không bằng tứ hải liên thủ, tính toán trực tiếp tiêu diệt chọn nhân tộc, những tên nhân tộc đáng chết này thường xuyên đến vùng biển bắt giết hải thú. Cướp bóc tài nguyên vốn thuộc về chúng ta. Thống lĩnh kỳ thu tộc hừ lạnh nói. Thật sự là ngu xuẩn, sau khi đánh tan nhân tộc, cho ngươi mỗi ngày đều ở trên bờ thống trị sao? Thống lĩnh giác cáp tộc không phục nói. Chúng ta có thể để nhân loại trở thành nước phụ thuộc hải tộc ta, chính bọn hắn thống trị chính mình, chỉ có điều cách mỗi niên hạn nhất định đều phải dâng lên đại lượng cống phẩm, chẳng phải là kế sách hay sao? Tốt, đừng nằm mơ. Quảng thành lạnh lùng nói. Tuy số lượng nhân tộc kém xa tại chúng ta nhưng mà được thiên hạ công nhận là chủng tộc thông minh nhất, trên phương diện tu luyện bọn hắn lĩnh ngộ thiên đạo vượt xa chủng tộc khác, việc này cũng quyết định số lượng cường giả cao giai nhân tộc cũng không ít hơn so với hải tộc. Mặc dù trong nhiều lần xung đột chúng ta chiếm thượng phong nhưng chính thức đến lúc chủng tộc sinh tử tồn vong vô số cường giả nhân tộc sẽ lập tức xuất hiện, mặc dù là hải tộc cũng khó chiếm tiện nghi. Một gã mọc ra hai đôi răng dài đứng đằng sau. Chính là thống lĩnh cổ tích tộc nhịn không được hỏi. Quảng thành đại nhân, rốt cuộc hồng thạch là vật gì, vậy mà không tiếc dẫn phát đại quy mô giao chiến hai tộc, thuộc hạ thật sự hiếu kỳ. Sắc mặt Quảng thành trầm xuống lạnh giọng nói. Đây không phải là việc mà ngươi có thể biết, nhân loại có câu nói, tò mò hại chết mèo, chắc ngươi cũng không muốn trở thành con mèo chết kia đâu chứ. Toàn thân thống lĩnh cổ tích tộc run lên liền nói không dám. Quảng thành hừ lạnh nói. Lúc thông đạo đã được đả thông trở nên vững chắc, thâm hải cự thú liền hàng lâm đó chính là lúc toàn diện khai chiến với toàn bộ chiến tuyến đông vực nhân tộc. Tất cả thống lĩnh đều trở nên nghiêm nghị, theo Quảng thành bay xuống phía dưới, tiến vào trong một phương kết giới. Kết giới kia che đậy hết thảy lực lượng ngoại giới, bên trong trận pháp đang vận chuyển chỉ có một gã thân bối giáp, trên đầu có vòi xúc tu vươn dài, chính là tộc nhân biên dong tộc đang không ngừng bố trí, trên mặt hiện rõ vẻ ủ rũ thật sâu. Hiển nhiên đã rất mệt mỏi.
Bốn phía bên trong trận pháp, bốn gã thống lĩnh hải tộc ngồi ngay ngắn, liên tục không ngừng rót lực lượng vào trong trận pháp. Trên trận pháp có một hắc sắc tiểu cầu không ngừng chớp động lên khí thức khủng bố, đang không ngừng lớn lên, màu đen ở trong cắn nuốt tất cả thần thức khiến mọi người không dò xét được bất luận khí thức gì. Quảng Thành nhẹ giọng hỏi. Phổ Lý Ti đại sư, tình huống như thế nào? Tên tộc nhân biên dòng tộc kia chính là hải tộc đại thuật luyện sư, địa vị thuật luyện sư ở trong hải tộc còn cao hơn nhiều so với trong nhân tộc, ở địa phương mà đẳng cấp xâm nghiêm thì chi dù cường giả vương tộc thấy hắn cũng phải khách khí. Phổ Lý Ti cũng không ngẩng đầu lên, sau một hồi mới nói. Chủ trận bố trí xong, đợi không gian hoàn toàn mở ra đại khái còn cần 5 ngày, triệu hoán thâm hải cự thú cần lực lượng quá mức khổng lồ, sợ rằng hải tinh thạch trên trăm chủng tộc cống hiến dùng không được mấy lần. Sắc mặt Quảng Thành vui mừng, vội hỏi. Tinh thạch hoàn toàn không cần quan tâm, hết thảy làm phiền đại sư. Phổ Lý Ti gật gật đầu, nói. Với trình độ thâm hải cự thú có thể gọi đến vài con cũng đủ để giải quyết hết thảy vấn đề. Không nên tạo thành hủy hoại quá mức nghiêm trọng đối với đại thành nhân tộc, ta muốn lấy về nghiên cứu một phen. Nhất định, chúng ta tận lực lưu lại nguyên trạng đại thành kia. Ân, vậy là tốt rồi. Phổ Lý Ti nói xong liền phất phất tay ý bảo Quảng Thành đi ra ngoài, chỉ để lại vài tên thống lĩnh hải tộc, phải mượn nhờ lực lượng bọn hắn ổn định không gian thông đạo. Bên trong đội ngũ như thủy triều kia có ba gã cường giả vũ đế cao giai ẩn thân ở trong đó, lạnh lùng nhìn qua đại thành phía trước, càng ngày càng gần. Trên mặt Lực Kình thống lĩnh hiện lên một tia khát máu tàn nhẫn, thè lưỡi ra liếm xung quanh miệng nói. Nếu như ba người chúng ta trực tiếp cầm xuống đại thành Quảng Thành đại nhân mất công chiếu hoán một hồi, người nói đại nhân sẽ có biểu lộ thế nào? Ha ha, không để cho Quảng Thành đại nhân cơ hội phát huy, nhất định hắn sẽ xé xác ngươi. Thống lĩnh ma thát tộc cất tiếng cười to, có được 10 vạn tinh binh, hạ tòa thành trước mắt tựa hồ dễ như trở bàn tay. Lực Kình thống lĩnh liếc mắt nhìn Sửu Ngư đứng bên cạnh, trên mặt hiện lên hàn khí khẽ nói. Sửu Ngư, một đường tới đây không thấy ngươi lên tiếng, chẳng lẽ chê hai người chúng ta không bằng ngươi, khinh thường nói chuyện với chúng ta. Trên mặt thống lĩnh ma thát tộc cũng lộ ra vẻ không vui, trong mắt ẩn ẩn có địch ý. Thống lĩnh Sửu Ngư tộc lạnh lùng nhìn hai người một chút. Khẽ nói. Ta làm sao dám khinh thường hai vị đại nhân, chỉ là hai vị một đường đến đây đều có những suy nghĩ không thực tế khiến ta không dám góp lời. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kiềm chế nhân tộc, đừng cho bọn hắn phá hư kế hoạch, về phần phá thành căn bản ta không muốn tham gia. Hừ, vạn nhất nếu phá được thì sao? Thống lĩnh Lực Kình tộc nói. Cho dù bọn hắn có nhiều vũ đế cao giai so với chúng ta, nhưng ở thế công vô cùng vô tận này, ai có thể đỡ nổi? Ngươi chống đỡ được sao? Hắn vung tay lên, trực tiếp chỉ vào Sửu Ngư thống lĩnh quát hỏi. Thống lĩnh Sửu Ngư tộc mỉm cười, nói. Đương nhiên ta ngăn không được, nhưng đại thành này có thể ngăn trở được không ta cũng không biết. Lúc này Lực Kình thống lĩnh mới khinh thường hừ thoáng một phát, nói. Đã như vậy, liền toàn lực công thành, tranh thủ một lần hành động đột phá. Thống lĩnh Sửu Ngư tộc biến sắc, nói. Mệnh lệnh Quảng Thành đại nhân là kiềm chế nhân loại, nếu ngay từ đầu đã phát động tất cả lực lượng, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, ba người chúng ta đảm đương như thế nào? Ta đề nghị từng nhóm tiến hành công thành, trước thăm dò làm chủ, kéo dài lấy 10 ngày, như vậy khỏi lo hỏng việc. 10 ngày, ha ha! Ma thát thống lĩnh cười to nói. Cho ta 3 ngày chắc chắn hạ được thành này. Sắc mặt Sửu Ngư khẽ biến, nói. Trọng điểm nhiệm vụ của chúng ta là ở chỗ kiềm chế, mà không phải. Thôi, Lực Kình thống lĩnh khinh miệt liếc hắn một cái nói. Ta cùng ma thát đã quyết định, toàn lực cầm xuống thành này, nếu ngươi cảm thấy không ổn thỉnh xéo đi. Sắc mặt thống lĩnh Sửu Ngư tộc đại biến, kinh sợ nói. Các ngươi định vi phạm mệnh lệnh Quảng Thành đại nhân. Tại sao trái lệnh? Thống lĩnh ma thát tộc cười lạnh nói. Chúng ta cầm xuống đại thành. Quảng Thành đại nhân cao hứng đến mức cười không ngậm được mồm nữa là. Thống lĩnh Sửu Ngư tộc trợn trừng mắt, quát. Nếu là như thế, bách tộc gần đây ta muốn dẫn đi 1/3, không thể để cho các ngươi tổn thất hầu như không còn, đến lúc đó không thể khiên chế trụ nhân tộc, làm hỏng kế hoạch Quảng Thành đại nhân, ba người chúng ta đều là họa diệt tộc. Hừ, chê cười thiếu 1/3 chúng ta công thành như thế nào? Lực Kình thống lĩnh cực kỳ bất mãn, quát. Ngươi nên biến đi chỗ khác, ta muốn dẫn theo toàn bộ đại quân công thành.
sắc mặt Sửu Ngư thống lĩnh khó coi đến cực điểm, cả giận nói. Ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi làm ẩu. Thoáng cái hào khí hai người trở nên cứng ngắc, rất có xu thế động thủ. Sắc mặt Ma Thát thống lĩnh kéo xuống nói. Sửu Ngư, tâm tư của ngươi chúng ta cũng minh bạch, nhưng Quảng Thành đại nhân là để cho ba người chúng ta cùng một chỗ công thành. Không bằng như vậy, chia đội ngũ thành hai, ba phần phân thành ba đợt phân biệt tiến công, khoảng cách cũng không nên cách xa nhau, như vậy cho dù công không được đại thành, cũng có thể kéo dài thêm mấy ngày. Chúng ta phải tiến công không ngừng mới có thể để cho nhân tộc không rảnh chú ý Quảng Thành đại nhân. Lúc này sắc mặt Sửu Ngư mới thoáng chuyển biến tốt đẹp, biết rõ một người khó có thể chống lại hai người, chỉ phải thỏa hiệp như vậy. Hơn 10 vạn đại quân lao đến cách đại thành vạn mét rồi dừng lại, bắt đầu điều phối thành ba đợt tấn công. Giờ phút này trong Ma Thiên Cự Thành, tất cả mọi người đều thập phần khẩn trương nhìn về hải tộc phía trước không ngừng điều phối bảy trận, phảng phất như mưa to bão lớn sắp ập đến, áp lực không lời bắt đầu dần hình thành. Trên cổng thành, phần đông cường giả Vũ Đế vẻ mặt ngưng trọng trong khẩn trương mang theo một ít vẻ hưng phấn. Ninh Hoài Thụ nói, xem ra lần này hải tộc hạ quyết tâm công thành, chư vị nghĩ ứng phó như thế nào mới tốt. Trong mắt Nhâm Chiến Hùng hiện lên sát khí, nói, còn có thể ứng phó như thế nào, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không bằng lần nữa tạo thành tập kích đội, quấy rầy bố trí đưa bọn chúng, rồi giết đến mức bọn chúng trở tay không kịp. Ninh Hoài Thụ gật đầu nói, đúng vậy, kế này có thể thực hiện, không biết còn có người nào có ý khác không? Sắc mặt Trang Sinh Thần ngưng trọng nói, ta cảm thấy có điều không ổn, lần này nhân số quá nhiều, gấp trăm lần võ giả chúng ta, tuy nhiên một mực nhìn lại cũng không có tồn tại Cửu Thiên Vũ Đế, nhưng không hải tộc cố ý ẩn giấu thực lực, ta cho rằng hay vẫn là dùng thủ làm chủ, đợi bọn hắn vào tới dưới thành, trực tiếp mở ra cấm chế Ma Thiên Cự Thành chu sát bọn chúng. Ninh Hoài Thụ cười nói, đúng vậy, lời Trang Sinh Đại Sư chính hợp ý ta. Chỉ là như vậy, chẳng lẽ lực lượng Ma Thiên Cự Thành không phải bạo lộ ra ngoài sao? Trang Sinh nói, Ma Thiên Cự Thành có mấy cấm chế cường đại, chỉ cần thúc giục đạo thứ nhất thứ hai là được, hơn nữa những cấm chế này căn bản được tạo ra là để ứng phó với tình huống như thế này cơ mà. Ninh Hoài Thụ không ngừng gật đầu, vui vẻ nói, đã như thế, liền theo lời Đại Sư vậy, việc khống chế cấm chế Ma Thiên Cự Thành, toàn bộ nhờ Đại Sư. Trang Sinh ngưng trọng gật đầu, quay người rời khỏi chủ thành lâu đi về phía khống chế Ma Thiên Cự Thành. Sau mỗi hồi chờ đợi thời cơ tốt nhất, rốt cục trên cổng thành trực tiếp chấn vang ba tiếng chống trận, tam sắc quang mang trên thành khuếch tán. Tất cả võ giả trong quảng trường đều nâng cao tinh thần cảnh giác, bọn hắn nhận được mệnh lệnh chưa vội hành động, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện hành động, tuy trong quảng trường có nhiều người nhưng lại an tĩnh dị thường. Đám đội trưởng trên tường thành thì có hơi chút bạo động, đại quân hải tộc như phô thiên cái địa bắt đầu chậm chạp tiến đến, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thoáng cái âm thanh xung phong liều chết xa xa truyền đến, rung trời động địa. Còn không thu được mệnh lệnh công kích sao? Một gã đội trưởng thật sự có chút nhịn không được, tay cầm chuôi kiếm tràn đầy mồ hôi, khẩn trương dị thường. Hải tộc chi nhân đầy trời đã nhảy đến chỉ còn cách ngàn mét, đội quân không nhìn thấy điểm cuối giống như châu chấu nuốt mặt trời, hơn nữa tướng mạo quái dị đủ loại khiến cho người ta không rét mà run. Hơn nữa các loại lực lượng cuồng bạo bắt đầu từ bên trong hải tộc lan tràn đi ra, đao mang quyền kình, những tên hải tộc có thực lực mạnh chút đã bắt đầu từ đằng sau oanh kích cổng thành. Lý Vân Tiêu liếc nhìn hắn, khẽ cười nói. Bình tĩnh chút đi, bên trên đều có tính toán, sợ là muốn mở ra cấm chế Ma Thiên Cự Thành. Hắn vừa dứt lời, bên trên đại thành đột nhiên nổi lên một đạo hôi sắc quang mang giống như dù che mưa được căng ra, trực tiếp ngăn cản các loại công kích ở bên ngoài. Tình cảnh giống như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp dị thường. Ngay sau đó, bên ngoài thành không biết từ chỗ nào hiện ra đại lượng ký hiệu cổ quái, tụ tập ở ngoài thành, tổ hợp lại một chỗ, không ngừng hướng phía trên bầu trời bay lên, đến một độ cao nhất định liền tự động bốc cháy. Phía trong ngọn lửa, những phù văn càng tụ càng nhiều, tổ hợp càng lúc càng lớn, chậm rãi ngưng tụ thành một đại trận phương viên hơn trăm mét lăng không hiển hiện ở ngoài thành. Bên trên đại trận lập lòe kim quang. Thế lửa bốn phía thoáng cái lan tràn trùng thiên, giống như thế lửa bị áp chế bỗng nhiên được phóng thích, liệt hỏa lao ra hướng về phía võ giả hải tộc đang gào thét lao đến. Phốc phốc, một ít võ giả hải tộc ở hàng đầu bị ngọn lửa trực tiếp táp đến liền biến thành cho bụi. Hải tộc chi nhân nhiều năm ở trong nước,
trừ một ít chủng tộc đặc biệt, tất cả đều là sợ lửa, lần này lập tức gặp phải thiên địch, bọn chúng đều là kêu thảm thiết liên tục bên trong biển lửa, dốc sức liều mạng hướng phía đằng sau bỏ chạy. Tất cả mọi người trên cổng thành đều hiện ra vẻ mặt đại hỉ, khuôn mặt dưới ánh lửa chiếu rọi hưng phấn dị thường. Tâm tình Ninh Hoài Thụ thật tốt, nói. Không thể tưởng được Trang Sinh đại sư thoáng một phát đã kích phát nguyên trận hỏa hệ cường đại đến như vậy, hơn nữa chỉ là nguyên trận trạng thái sơ cấp, quả nhiên Ma Thiên Cự Thành này là chí bảo bất thế. Mọi người toàn thành đều là dị thường kinh hãi nhìn trên bầu trời, tất cả đều là một mảnh chiếu rọi đỏ bừng, như thiên uy cuồn cuộn hỏa thần lâm thế. Đứng trước lực lượng khủng bố cực độ, mỗi người đều mím môi ngơ ngác nhìn qua. Cả hải tộc dưới một lần công kích liền trực tiếp tán loạn. Nhưng cũng có không ít hải tộc thực lực cường hoành trực tiếp lao qua biển lửa, phẫn nộ lao về phía nội thành muốn chiến đấu rửa nhục. Có một vài chủng tộc bản thân có thủy thuộc tính rất mạnh, dù sợ lửa nhưng cũng có lực chống cự rất mạnh đối với hỏa diễm, quanh thân nổi lên một tầng màng màu trắng, trực tiếp ngăn cách hỏa diễm bên ngoài, cũng không e ngại chỗ nào. Giờ phút này, một đạo mệnh lệnh trực tiếp từ trên tường thành truyền đến. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, giết chết dư nghiệt vượt qua biển lửa. Trên tường thành bay ra vạn đạo quang mang, chém tới những tên hải tộc xông qua biển lửa, những tên cường giả hải tộc kia trên cơ bản đều không đỡ nổi vài chiêu liều bị nổ tan xác, hải cốt không còn. Chỉ là số lượng hải tộc quá mức khổng lồ, chủng tộc xông qua biển lửa cũng càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên áp lực trên thành gia tăng. Xa xa ba gã vũ đế cao giai hải tộc đều là vẻ mặt kinh sợ, nguyên hỏa hệ trên bầu trời nối tiếp nhau liền trực tiếp loại bỏ mất mấy ngàn hải tộc. Sửu Ngư thống lĩnh giận dữ hét. Toàn bộ Diêu Mã tộc tiến công. Từ trên mặt đất đằng không bay lên rất nhiều hải tộc màu xanh ra trời, đầu như là hải mã, miệng lồi dài ra phía ngoài nhưng hạ thân lại có đuôi cá, dù đáng trên không trung, bên trên làn da không ngừng có hơi nước tràn ra, trong miệng còn phun một bong bóng màu xanh ra trời. Theo Diêu Mã tộc vọt lên, đại lượng bong bóng màu xanh ra trời nhảy vào trong biển lửa vậy mà bức khai mở biển lửa, dần dần mở ra một đầu thông lộ. Cái gì, đó là thứ quái quỷ gì vậy? Tất cả giật mình, mọi người trong lầu chủ thành đều giật mình, hơi nước màu xanh ra trời trên người Diêu Mã tộc tựa hồ không phải nước biển bình thường, không những cách ly được biển lửa mà theo đại lượng bong bóng xuất hiện, uy lực biển lửa bỗng nhiên hạ thấp, thoáng cái hải tộc vọt tới phụ cận đại thành tăng nhiều. Sắc mặt Trang Sinh đang điều khiển trận pháp cũng biến hóa, hắn hướng về phía mấy người đang chủ trì khống chế đại trận nói. Hỏa hệ nguyên trận tiến vào cấp thứ hai. Những người kia đều là biến sắc, ấn quyết trong tay biến đổi, tất cả không giống nhau tuy nhiên cũng có thập phần hỏa hệ nguyên tố nhảy lên trong lòng bàn tay. Những hỏa hệ nguyên tố kia càng ngưng càng nhiều, cuối cùng hóa thành một hỏa cầu bay múa ở trên không, từng cái rơi vào trong trận. Sau đó đại trận lơ lửng bên trên Ma Thiên Cự Thành thoáng cái càng sáng, cả bầu trời hóa thành đỏ bừng, giống như một đóa hoa đó tươi kiều diễm. Ầm ầm, cả bầu trời đột nhiên biến đổi. Rất nhiều thiên thạch mang theo một đuôi lửa dài từ trên không lao xuống, đập về phía vô số hải tộc đang lao đến kia. Rầm 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 phanh. Bởi vì mật độ võ giả hải tộc quá lớn, mỗi một khối thiên thạch rơi xuống đều đập bạo thể mấy người, đồng thời hỏa diễm bắt đầu lan tràn khắp bốn phương tám hướng, từng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngừng. Võ giả bên trong thành đều bay lên giữa không trung, nhìn xem cảnh tượng thảm thiết bên ngoài, tất cả đều sởn hết cả gai ốc. Những chiến sĩ hải tộc kia đang dùng huyết nhục thân thể chống lại thiên địa chi uy. Thoáng cái áp lực thủ thành chợt giảm, Diêu Mã tộc càng là đối tượng trọng điểm thiên thạch đả kích, thời gian uống cạn chung trà cơ hồ toàn tộc diệt hết. A a a, đáng chết. Xa xa, Lực Kình thống lĩnh oa oa kêu to, hai mắt vằn lên từng mảnh đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy muốn xông tới chém giết. Đứng lại. Sửu Ngư thống lĩnh lạnh lùng quát. Trận chiến này đã thất bại, không thể vãn hồi. Người muốn không công đi chịu chết sao? Những tên nhân tộc kia quá hèn hạ, toàn bộ đều dựa vào trận pháp, bản thân mình co rút trong thành không đi ra. Lực Kình thống lĩnh gào thét mấy tiếng, hải tộc bên người đều là hoảng sợ lùi ra bốn phía, sợ không cẩn thận trở thành đối tượng để hắn chút giận. Sửu Ngư thống lĩnh lạnh lùng cười cười, nói. Nhân loại có mỗi ưu thế là có được các loại bí pháp cùng huyền khí để có thể tranh đấu cùng các chủng tộc khác trong thiên hạ, nếu là không cần ưu thế. Đó mới là ngu xuẩn, tuy trận chiến này thất bại nhưng ít ra cũng biết được một vài hư thật, những tộc nhân này hy sinh so với bọn quỷ man còn có giá trị hơn nhiều. Ma Thát thống lĩnh cũng tựa hồ không có lạc quan như lúc trước,
trở nên trầm tư không biết nên làm thế nào, sau một hồi mới mở miệng. Bây giờ nên làm gì? Sửu Ngư nói. Triệu hồi tất cả mọi người, nghỉ ngơi và hồi phục một chút, ngày mai tổ chức lần tiến công thứ hai. Hải tộc dưới thiên thạch hỏa vũ tổn thất thảm trọng, bắt đầu phi tốc lui lại. Phòng ngự ma thiên cự thành thoáng một phát mở ra, tất cả võ giả đồng thời lao ra đuổi giết, giết tuyệt những tên hải tộc không kịp lui. Một mực đuổi tới phạm vi cách hải tộc mấy ngàn thước, lúc này mới dừng lại, hơn nữa không ngừng có động tác khiêu khích và chửi bới. Hai mắt lực kình thống lĩnh phóng hỏa, nếu không có hai người khác dốc sức liều mạng ngăn cản sợ là đã tiến lên. Sửu Ngư tỉnh táo nói. Lực kình, người quên vết xe đổ quỷ man sao? Lực kình cả giận nói. Vô năng công thành như vậy, nếu như để cho Quảng Thành đại nhân trông thấy, ta sợ hắn sẽ trực tiếp xông lại chém dụng ba người chúng ta. Sửu Ngư khẽ nói. Ta lại nghĩ ngược lại, có thể kiểm tra một ít chi tiết đại thành, Quảng Thành đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Phía sau bọn họ mấy vạn mét, Quảng Thành lăng không nhìn ra xa, một màn vừa rồi đều rơi vào trong mắt của hắn, trong con ngươi hiện lên sát ý vô tận, trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Nhưng sau đó không lâu vẻ giận dữ biến mất một chút, khóe miệng lại mang theo một tia nghiền ngẫm hiểu ra rồi chuyển sang khinh thường. Ha ha, tốt, tốt, lại là một lần đại thắng. Ninh Hoài Thụ trên cổng thành mừng rỡ không ngậm miệng được, nhìn thấy thi thể cường giả hải tộc bừa bộn bên ngoài tạo thành một đống như ngọn đồi, còn có đại lượng trực tiếp bạo chết trong hỏa vũ hải cốt không còn. Phó Nghi Xuân cũng là vui vẻ mỉm cười, nói. Trận chiến này ít nhất diệt sát hơn vạn hải tộc. Từ khi hai tộc giao chiến đến nay, đây là lần thứ nhất chúng ta giành được thắng lợi quy mô lớn như thế, thật đáng mừng. Hoành Quân Hoán cười nói. Đợi sau khi kết thúc cuộc chiến dẹp loạn hai tộc, uy vọng Hoài Thụ đại nhân trong Hồng Nguyệt Thành thậm chí cả trong nhân tộc sợ là người khác khó có thể với tới. Tâm tình Ninh Hoài Thụ thật tốt, vốn tứ cực môn khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, lần này cũng khó nhịn được lộ khuôn mặt tươi cười nói. Đây đều là công lao mọi người. Ta thì có tài đức gì, ha ha. Tất cả mọi người đều mỉm cười, hiện tại nói công còn quá sớm, có thể tiếp tục thủ hộ đại thành mới là việc nên nghĩ lúc này. Dù sao tiêu diệt một vạn vẫn chưa tới 1% đội quân hải tộc, hơn nữa đây cũng chỉ là chủng tộc cực nhược, đội quân chính thức còn chưa ra trận. Mặc dù trận chiến này thắng, nhưng ta cảm thấy được nguy cơ càng lớn vẫn còn phía sau. Liêu Dương Băng một mực trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng. Ta cảm giác lần công thành này có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ bọn hắn hy sinh một vạn tộc nhân chỉ vì để thăm dò. Hừ, có cái gì không hiểu thấu, có thể giết nhiều chiến sĩ hải tộc đương nhiên là chuyện tốt, hải tộc chi nhân ý nghĩ không thông minh bằng nhân loại, làm ra mấy việc quái lạ cũng là chuyện rất bình thường. Ví dụ như cuộc chiến lần này giữa hai tộc, bản thân nhiều người cũng không hiểu sao lại có cuộc chiến nữa. Mễ Cao Dương lườm hắn một cái lạnh lùng nói ra. Quan hệ hai người vốn là không tệ, dù sao cũng là cùng một chỗ chém giết xuất sinh nhập tử, thế nhưng từ lần tập kích trước, Mễ Cao Dương không thu hoạch được gì còn đối phương lại thành người tâm phúc, làm cho trong lòng hắn cảm thấy chênh lệch thật lớn, từ đó đến bây giờ vô luận như thế nào đều không vừa mắt Liêu Dương Băng. Liêu Dương Băng cũng là lão hồ ly, tự nhiên phát hiện điểm ấy, cũng lười tranh chấp cùng với hắn, ngậm miệng không nói. Ân, hai người các ngươi nói đều có đạo lý. Ninh Hoài Thụ trầm tư xuống, nói. Chư vị cảm thấy như thế nào? Ta cho rằng thành chủ Liêu Dương Băng nói có đạo lý. Thanh âm Trang Sinh truyền đến, hắn từ trong phòng khống chế trở lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Tập kết đội ngũ quy mô lớn như thế, nếu bọn họ thực muốn công thành thì sẽ không để chiến lực tuyệt đối ở phía sau. Hơn nữa ta phát hiện ra tất cả cường giả đều ở hậu phương, tựa hồ 10 vạn hải tộc phía trước này. Hắn do dự thoáng một phát, mới nói. Tựa hồ chỉ là những con tốt thí. Mọi người đều kinh hãi, nhưng cũng không dám gật bừa, hơn nữa lời nói Trang Sinh đại nhân bọn hắn cũng không dám đơn giản phản bác, lập tức lâm vào trầm tư. Ninh Hoài Thụ cười khổ nói. 10 vạn hải tộc chỉ là tốt thí, đúng là đại thủ bút. Trang Sinh nói. Ưu thế lớn nhất của hải tộc chính là nhân số, đối với bọn họ 10 vạn không đáng kể chút nào. Những hải tộc này chắc là chỉ triệu tập đơn giản ở vùng biển gần đây mà thôi. Nếu thật diễn biến thành chiến tranh đại quy mô sợ là trên 100 vạn cũng chỉ là bình thường. Hiện tại ta cũng không hiểu bọn họ định làm gì nữa, không hiểu những cao thủ, những chiến binh chủ lực ở phía sau để làm gì không biết nữa.
Ninh Hoài thụ sầu lo nói. Có nên phái người đi điều tra thoáng chút không? Trang Sinh nói. Nếu có thể điều tra tự nhiên tốt nhất, nhưng cao thủ hải tộc đều tập kết đằng sau, sợ là quá mức nguy hiểm, rất khó toàn thân trở ra. Ninh Hoài thụ nhìn qua mọi người, nói. Còn có ai nguyện ý chủ động xin đi giết giặc? Tất cả mọi người vội vàng ngoảnh đầu sang chỗ khác, không dám nhìn về phía Ninh Hoài thụ. Trong đại quân 10 vạn người tùy tiện tìm một chủng tộc yếu nhược đánh lén còn có thể làm được, hiện tại phía sau hải tộc đã không có bao nhiêu người, toàn bộ là cao thủ, đi qua cơ hồ chẳng khác nào chịu chết, coi như là vũ đế cao giai cũng khó bảo vệ tánh mạng. Ninh Hoài thụ nhìn về phía Liêu Dương Băng, nhẹ giọng nói. Dương Băng đại nhân, trước người dẫn đội tập kích bất ngờ có hiệu quả khá tốt, trên phương diện này có kinh nghiệm, lại. Hoài thụ đại nhân. Lần trước tập kích bất ngờ khiến trên người của ta có tổn thương còn chưa khỏi hẳn, hãy tìm người vừa có kinh nghiệm lại không có bị thương a. Sắc mặt Liêu Dương Băng hơi trắng bệch, dùng tay bụng lấy dưới ngực, lộ ra bộ dáng còn rất đau. Ngay khi Mễ Cao Dương nhìn thấy ánh mắt Ninh Hoài thụ quét tới, lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, vội hỏi. Đại nhân, phái ta đi qua đó là chỉ còn đường chết a. Trên mặt Ninh Hoài thụ hiện lên vẻ không hài lòng, nói. Là cho ngươi đi tìm hiểu tình hình quân địch, cũng không phải cho ngươi đi giết địch, sau khi tra rõ tình báo liền lập tức trở lại, ngươi sợ cái gì? Còn nữa, hai tộc giao chiến, đã chết bao nhiêu dũng sĩ, mỗi người chúng ta cũng phải có giác ngộ hẳn phải chết, ngươi thân là người Hồng Nguyệt Thành, ngàn vạn đừng cho Hồng Nguyệt Thành mất mặt. Sắc mặt Mễ Cao Dương lập tức trắng bệch, không biết phản bác như thế nào cho tốt. Ninh Hoài thụ nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, nếu hành động lần này thành công. Tất nhiên ta sẽ ghi công lớn cho ngươi. Hắn phất phất tay, lập tức có hai gã võ giả mang theo hắn xuống dưới. Toàn thân Mễ Cao Dương đều không có huyết sắc, oán độc nhìn chằm chằm vào Liêu Dương Băng, Liêu Dương Băng giả bộ như vẻ mặt mờ mịt làm như không thấy. Trang Sinh thở dài. Nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, chỉ mong Mễ Cao Dương đại nhân có thể hoàn thành a. Tàn binh hải tộc lui về, hôm nay chắc có lẽ không tiến công lần nữa. Nhưng lần tiến công tiếp theo nhất định sẽ mạnh hơn lần vừa rồi, tất cả mọi người phải có chuẩn bị tâm lý mới tốt. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, lòng cảnh giác cũng không dám buông lỏng một khắc. Hơn nữa tiểu đội truyền tống từ Liệt Quang Thành không có đình chỉ qua, thực lực cả nội thành càng ngày càng mạnh, hiện tại cơ bản đạt tới 2.000 người. Trong lúc đó, xa xa truyền đến tiếng chém giết, lại khiến cho cường giả trên cổng thành đều nhướng mày, tiếng chém giết từ trong nội thành vang lên. Sắc mặt Ninh Hoài thụ đại biến, cả giận nói. Là ai thiên đại lá gan, lại dám nháo sự trong thành, nghiêm trị không tha. Một gã võ giả vội vàng hấp tấp chạy tới, nói. Đại nhân, Hoài thụ đại nhân, không tốt, Mễ Cao Dương đại nhân liền giết hơn 20 người, đoạt truyền tống trận đào tẩu. Cái gì? Đám người đứng ngoài xem đều trở nên sợ hãi, sau một hồi ngốc trệ liền sau đó tất cả đều là giận tím mặt. Tên võ giả kia cuống quýt nói. Mễ Cao Dương đại nhân trước khi đi còn lưu lại một sắp xếp kíp nổ phù, phá hủy truyền tống đại trận thông ra ngoài, hiện trong thành chỉ có thể vào không thể ra. Đáng chết! Toàn thân Ninh Hoài thụ run rẩy. Mễ Cao Dương chính là Hồng Nguyệt Thành chi nhân, hiện tại tạo thành tình huống sơ suất, hắn thân là người lãnh đạo cuộc chiến này không khỏi thoát tội được, giận dữ hét. Truy, không tiếc bất cứ giá nào truy, hơn nữa đưa tin hồi trở lại Hồng Nguyệt Thành. Chiêu cáo thiên hạ, vô luận chân trời góc biển đều phải giết. Vâng, tên võ giả kia vội vội vàng vàng lui xuống làm nhiệm vụ. Sắc mặt Trang Sinh ngưng trọng nói. Mễ Cao Dương giết người cướp đường, ảnh hưởng cực xấu. Giờ phút này trọng yếu nhất là chữa trị truyền tống trận cùng với trấn an nhân tâm. Trang Sinh đại nhân nói cực kỳ có lý. Ninh Hoài thụ vội hỏi. Sự tình chữa trị truyền tống trận liền giao cho đại nhân xử lý. Về phần trấn an nhân tâm, Nghi Xuân đại nhân, phiền ngươi tự mình đi một chuyến. Phó Nghi Xuân gật gật đầu, do hắn ra mặt thật là không còn gì tốt hơn. Trang Sinh thở dài một tiếng, loại chuyện giết người đào mũ này thật là đại thương nhân tâm cùng sĩ khí, hơn nữa sự tình phái người dò xét chỉ có thể gác lại. Hắn quay người liền đi đến khu vực mọi người đang xem cuộc chiến, đi tìm người chữa trị trận pháp. Cả chủ thành lâu tuy chỉ có 3 tầng, nhưng mỗi tầng lại kéo dài cực lớn. Xây dựng tinh xảo, chính là chủ điều khiển bộ kiện huyền khí, bên trong hành lang. Vừa đi đến tầng thứ 2, trong nội tâm hơi động một chút,
tựa hồ chứng kiến một vòng thân ảnh tại góc hành lang xoay qua chỗ khác. Trang Sinh nhướng mày, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ, trực tiếp thuấn di đi qua, chỉ thấy bên trên cả hành lang gấp khúc không có một bóng người. Cả hai tầng đều có những buồng luyện công ngăn lại làm chỗ trú ngụ cho những cường giả hoặc đại nhân vật được mời đến, chừng trên trăm buồng như vậy, mỗi tên cường giả vũ đế có thể được phân một gian nhỏ, mà mỗi một đơn vị tiểu đội có thể căn cứ thực lực mà đạt được phòng tu luyện lớn nhỏ bất đồng. Tất cả nhân viên tiểu đội nhất cấp lúc này đều ở tầng tu luyện, còn chưa bao giờ xuất động qua một lần, là chủ lực tuyệt đối Ma Thiên Cự Thành. Đồng tử Trang Sinh hơi co lại, thần thức như sóng biển càn quét ra, trừ những buồng luyện công có chứa công hiệu che đậy rất mạnh bên ngoài, toàn bộ cả không gian lầu 2 đều không thoát cảm ứng của hắn, nhưng cũng không bóng người. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình chứng kiến tuyệt sẽ không sai, nhưng tốc độ người này không nhanh đến mức trực tiếp đi vào phòng, đến mức hắn thuấn gì cũng không đuổi kịp. Hắn tuyệt không tin có người có thể chạy trốn dưới thần thức của hắn. Trang Sinh chậm rãi dạo bước quanh tầng thứ 2, tinh thần lực trực tiếp tăng lên tới cực hạn, không gian tầng 2 cũng bắt đầu có chút bất ổn, trái phải hoảng hốt. Đột nhiên một đạo nhân ảnh mơ hồ hiển hiện phía trước, phi tốc tránh về phía trước. Hừ! Trang Sinh hừ lạnh một tiếng, thuấn di lao về phía trước, chỉ là khoảng cách mấy chục thước thế nhưng lại vẫn như cũ không có bóng người. Trang Sinh lập tức giật mình. Một lần đào thoát có lẽ là ngoài ý muốn hắn cũng không coi vào đâu nhưng hai lần tuyệt không khả năng là ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đi đến trước một gian mật thất, đạo nhân ảnh kia chợt lóe lên rồi biến mất ở chỗ này. Hắn có chút do dự, mật thất này chính là một trong những gian lớn nhất ở tầng 2 này, bên trong là người Bắc Minh Thế Gia. Sau một lúc trầm tư, hắn vẫn giơ tay lên, đánh vào một đạo ấn phù trên cửa, cái ấn phù kia trực tiếp ẩn vào trong không thấy bóng dáng. Sau thời gian mấy hô hấp, bên trong liền truyền đến một đạo thanh âm không kiên nhẫn, cơ hồ là mang theo quát tháo, nói. Ai? Cửa mật thất ầm ầm mở ra, một gã nam tử mang trên mặt vẻ giận dữ, nói. Không phải đã nói rõ với Ninh Hoài Thụ đại nhân, không đến khẩn yếu quan đầu đừng tới đã quấy rầy chúng ta sao? Hắn phát hỏa xong mới định nhãn xem xét, người trước mắt này cũng không phải là đệ tử Hồng Nguyệt Thành bình thường. Hơn nữa khí độ cực kỳ bất phàm, lập tức sững sờ nói. Ngươi là ai? Trang Sinh nói. Kẻ hèn này là Trang Sinh, đã quấy rầy Bắc Minh Huyền đại nhân, thật sự có lỗi. Người nọ chỉ cảm thấy danh tự có chút quen tai, đột nhiên một đạo quang mang từ bên trong đánh úp lại, trực tiếp tát hắn bay đi đâm thẳng vào tường đối diện. Thân ảnh Bắc Minh Lai Phong xuất hiện ở cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy vẻ xin lỗi, liên tục nói. Nguyên lai là Trang Sinh đại sư, hạ nhân không hiểu chuyện, làm đại sư mất hứng, ta nhất định đánh phế hắn, xin mời đại sư vào bên trong ngồi. Trên trán Bắc Minh Lai Phong chảy đầy mồ hôi lạnh, vái chào mấy lần, vội vàng nhận lỗi. Trên mặt Trang Sinh không chút biểu tình, nói. Không cần khách khí, không có chuyện gì quan trọng, chỉ có điều ta vừa đuổi theo một đạo bóng người khả nghi, vừa biến mất ngay trước cửa mật thất tu luyện của các ngươi, cho nên ta nghĩ đến hỏi một chút. Các ngươi có từng phát hiện người nào khả nghi không? Người khả nghi? Bắc Minh Lai Phong trầm tư nói. Chúng ta một mực đều đang bế quan tiềm tu, cũng không có phát hiện người khả nghi. Trên mặt Trang Sinh hiện lên một tia hồ nghi, nói. Đã như vậy, không quấy rầy chư vị thêm nữa. Trong nội tâm Bắc Minh Lai Phong xấu hổ, sợ lưu lại ấn tượng không tốt cho Trang Sinh, vội vàng nói. Trang Sinh đại sư, sự tình lúc nãy. Không cần để ý. Trang Sinh lạnh nhạt nói, căn bản lơ đễnh không thèm quan tâm. Nhưng hắn như thế, nội tâm Bắc Minh Lai Phong lại càng lo sợ được mất, hiện tại hận không thể trực tiếp đánh chết tên võ giả kia, thoáng do dự một chút, đột nhiên nói ra. Đại sư chắc cũng biết vì sao chúng ta vẫn một mực bế quan ở cùng tiền tuyến. Bước chân Trang Sinh dừng lại, hắn cũng rất ngạc nhiên, nói. Vì sao? Bắc Minh Lai Phong lộ ra một nụ cười khổ, nói. Vì ra biển, Bắc Minh Huyền có một vị tiền bối bị khốn ở Đông Hải, lúc trước tông môn mới thu được tín hiệu cầu cứu của vị tiền bối đó, lúc này mới phái chúng ta ra biển nghĩ cách cứu viện, ai ngờ lại gặp đại chiến hai tộc, đường ven biển đều phong tỏa. Trang Sinh ngạc nhiên thoáng một phát, không thể tưởng được nguyên do đối phương đúng là như vậy, lại để cho cao tầng Hồng Nguyệt Thành bọn hắn suy đoán hồi lâu. Bắc Minh Lai Phong nói. Vì có thể nhanh chóng ra biển, Bắc Minh Thế Gia chúng ta không ngừng tìm kiếm thông đạo mấy tiểu thành tiếp giáp Đông Hải,
tuy vẫn chưa tìm thấy nhưng lại phát hiện một sự tình khả nghi ở Bạch Trùng Thành. Trang Sinh nhướng mày, nói. Sự tình khả nghi gì? Tuy Bạch Trùng Thành không trực tiếp gần biển giống như Hải Thiên Trấn nhưng cũng là tiểu thành tới gần Đông Hải, hắn không biết Bắc Minh Lai Phong đột nhiên nói vậy là có ý gì. Bắc Minh Lai Phong ngưng âm thanh nói. Chúng ta phát hiện bóng dáng hải tộc gần Bạch Trùng Thành. Cái gì? Trang Sinh chấn động, sắc mặt đột biến, quát hỏi. Lai Phong công tử, lời ấy là thật. Bắc Minh Lai Phong gật đầu nói. Tuy nhân số không nhiều nhưng đúng là nhìn thấy hải tộc, chúng ta cũng cảm thấy nghi hoặc, vừa mới rồi vẫn còn thảo luận việc này, không biết có nên bẩm báo cho Ninh Hoài Thụ đại nhân hay không. Đương nhiên là nên thông báo. Sắc mặt Trang Sinh trở nên vạn phần ngưng trọng, đột nhiên nói ra. Chỉ là việc này quan hệ quá nhiều, Lai Phong công tử có điều tra rõ ràng không? Hiện tại vấn đề hạch tâm cuộc chiến hai tộc hay vẫn là nữ tử Tiểu Hồng kia, xung đột cũng gần kề là do Tiểu Hồng đã từng xuất hiện ở Hải Thiên Trấn, phỏng đoán hải tộc bất quá là vì thông qua chiến sự bức bách nhân tộc tìm Tiểu Hồng trả cho bọn hắn mà thôi. Nhưng nếu như Bạch Trùng Thành cũng xuất hiện bóng dáng hải tộc, vậy thì khả năng ảnh hưởng đến chiến sự rất nhiều, đây chính là dấu hiệu mở rộng thăng cấp toàn diện chiến tranh. Vô cùng có khả năng tạo thành chiến sự phạm vi lớn dọc tuyến Đông Hải, đến lúc đó thật sự là hai tộc không cách nào điều hòa cục diện. Tiểu Hồng đến cùng là người nào, có thể khiến cho hải tộc không tiếc bất kỳ giá nào thăng cấp chiến sự đến loại trình độ này. Trong lòng Trang Sinh thoáng cái trở nên cực kỳ ngưng trọng, nói. Đa tạ Lai Phong công tử nhắc nhở. Ta liền phái người đi điều tra một chút, nếu thật sự chiến sự thăng cấp, đến lúc đó hy vọng Bắc Minh Huyền cũng có thể cho tộc ta một phần lực. Bắc Minh Lai Phong vội vàng cười nói. Đương nhiên, đó là việc nên làm. Biện pháp tốt nhất giải quyết chiến sự là tìm được Lý Vân Tiêu, rồi lại tìm ra Tiểu Hồng, từ đó mọi việc đều thuận lợi. Trang Sinh lắc đầu, thở dài. Lần cuối cùng Lý Vân Tiêu xuất hiện là ở Phong Linh Thành, về sau một chút tin tức đều không có. Tiểu Hồng càng là xuất hiện một lần ở Hải Thiên Trấn rồi phảng phất như bốc hơi giữa nhân gian, sợ là tìm được Lý Vân Tiêu cũng vô dụng, có lẽ chiến sự thực so với chúng ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Bắc Minh Lai Phong nói, đại sư không cần quá mức vất vả, nếu là thật sự phát triển đến khó khống chế, đều có thánh vực ra mặt cùng cao tầng hải tộc điều đình. Ta cũng không tin những hải thú này thật sự dám nhân loại chúng ta khai chiến toàn diện. Lông mày hắn nhíu lại khẽ nói. Số lượng bên trên không nói đến, chỉ cần thánh vực ra mặt triệu tập thập đại vũ đế cũng đủ để lật tung đem chọn tứ hải. Trang Sinh cười khổ nói. Nếu thật phát triển trình độ đó, tất nhiên là cả đông vực cũng bị tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng. Hắn cáo từ nói. Việc này quan hệ quá nhiều, ta không thể ở lại lâu, đa tạ Lai Phong công tử. Bắc Minh Lai Phong khách khí cung kính tiễn Trang Sinh ly khai. Một gã nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Bắc Minh Lai Phong nói. Vì sao công tử báo cho hắn tin tức trọng yếu như vậy? Trong mắt Bắc Minh Lai Phong tinh mang hiện lên, hừ lạnh nói. Còn không phải vì phế vật kia đắc tội với Trang Sinh, ta một là vì kết giao người này, giờ phút này Hồng Nguyệt Thành loạn trong giặc ngoài, không chừng có thể đào một ít nhân tài đến tay, hai cũng là vì để Hồng Nguyệt Thành đi dò xét phụ cận vùng biển Bạch Trùng Thành, nếu như hải tộc thật muốn kéo chiến tuyến ra. Sợ là các loại bờ biển cũng đã bị phong tỏa, chúng ta còn ra biển như thế nào? Nam tử áo đen im lặng không nói. Cảnh cửa mật thất chậm rãi đóng lại, hết thảy mọi động tĩnh đều chìm vào im lặng. Sau một lúc, không gian trước cửa có chút chớp động, thân ảnh Lý Vân Tiêu lộ ra, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Vì tránh thoát thần thức Trang Sinh dò xét, hắn liên tiếp thi triển bí thuật mấy lần có lẽ đã đạt đến cực hạn. Hào quang trong đôi mắt hắn lập lòe không thôi. Vốn là đến tìm hiểu Bắc Minh thế gia tại chủ thành có tính toán gì không, không nghĩ tới vậy mà được một tin tức như vậy. Nhất định Hồng Thạch và Nghê Thạch đều là những tồn tại liên quan đến nhau, hơn nữa Đông Hải vương tộc nhất định là biết công dụng tảng đá kia, lúc này mới không tiếc một cái giá lớn khơi mào chiến đấu, bức bách nhân loại giao ra Tiểu Hồng, thật không biết điểm mấu chốt hải tộc đến cùng ở đâu, bởi vì nếu như chỉ để thu về Hồng Thạch, không đến mức bọn hắn dẫn phát chiến tranh toàn diện hai tộc A. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi liền trực tiếp thuấn di ly khai, lại không đi ra chủ thành lâu mà là đi về phía tầng thứ ba. Một lát sau hắn lách mình đi về phía quảng trường trở lại khu vực tiểu đội chiến nhận. Đội trưởng và đội phó đều có quyền lợi tự do hành động, cho nên cũng không có người hỏi hắn nhiều. Một ngày bình an vô sự,
Ngày thứ hai, trời vừa sáng, đại thành liền chấn động, tam sắc quang mang tản ra trên bầu trời, tất cả võ giả nhao nhao bay lên không trung nhìn ra ngoài biển. Lý Vân Tiêu và Lương Nguyên Cơ trực tiếp bay lên tường thành, xa xa sát khí rung trời, hải tộc sau khi nghỉ ngơi và hồi phục một ngày sau, quả nhiên phái ra đại quy mô chuẩn bị công thành. Lương Nguyên Cơ cau mày nói, những tên hải tộc này làm trò gì, nói là công thành lại không đem hết toàn lực, chẳng lẽ bọn họ cố ý đùa giỡn? Nhưng mỗi lần đều chết, tổn thương cực lớn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn theo hành động hải tộc, tựa hồ càng thêm chứng minh tin tức Bắc Minh Lai Phong nhận được là đúng, thực có khả năng thăng cấp chiến sự, cho nên giờ phút này bọn hắn cũng không vội nhất thời, đợi đến lúc tất cả toàn bộ chiến tuyến bố trí thỏa đáng cùng nhau tiến công, như vậy toàn bộ vùng ven biển phía đông nhân tộc sụp đổ toàn diện. Ngay tại lúc từ bên phía hải tộc tiếng giết rung trời, không ngừng tới gần thì bên trên Ma Thiên Cự Thành lần nữa hiện ra nguyên trận hỏa hệ hôm qua, bầu trời bị đốt đỏ thẫm một mảnh, rất nhiều lưu tinh hỏa vũ thi nhau nện xuống. Bành 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 bành. Phía trước, biển lửa và bạo tạc nổ tung, rất nhiều hải tộc phấn thân toái cốt tại chỗ. Bất quá lần này bọn hắn hấp thu một ít giáo huấn không còn lao đến hỗn loạn nữa mà là top 5 top 3, bố trí cùng loại với tiểu đội nhân loại, từ khắp nơi lao đến, như vậy có thể giảm bớt chiến sĩ tử vong lớn nhất. Quả nhiên, hiệu quả nguyên trận hỏa hệ so hôm qua còn kém rất nhiều. Đợi đến lúc hỏa vũ nện qua đi, hào quang trên trận pháp lần nữa sáng rõ, ký hiệu trên mặt trận pháp lăng không bay lên, không ngừng mở ra, trận pháp cũng càng lúc càng co nhỏ lại. Con người Lý Vân Tiêu ngưng lại, biết rõ kế tiếp là biến hóa trung cực. Đại lượng phù văn mở ra lượn vòng nhảy múa trên không trung, hiện lên hình dáng đinh ốc không ngừng vần quanh. Đột một ngưng trọng thành một hình thái cực lớn từ mặt đất mọc lên, giống như núi cao kéo dài tới chân trời. Theo đinh ốc chi chít, núi cao bị đốt càng ngày càng hồng, từ đó phụt lên tạo thành sương mù màu trắng. Ầm ầm, từ chỗ sương mù màu trắng mở ta tạo thành một cái miệng rộng u ám. Đây là, ngay cả võ giả nhân tộc bên trong thành cũng đều giật mình, hoảng sợ nhìn qua thông thiên sơn nhạc bên ngoài thành, không ngờ là một hỏa hệ cự thú. Sau khi cự thú hình thành một khắc, lập tức hét lớn một tiếng, nâng nắm đấm lên rồi đi về phía trước oanh kích, một đạo hỏa quyền trực tiếp đục lỗ mấy ngàn thước không gian, những nơi hỏa quyền đi qua hải tộc đều chết cháy. Lý Vân Tiêu cũng là liên tục sợ hãi thán phục, nói. Có thể ngưng tụ hỏa hệ nguyên thành khổng lồ như thế, chỗ nguyên thạch cực phẩm hao phí phải tính bằng con số thiên văn A. Trên trán Lương Nguyên Cơ chảy ra mồ hôi lạnh. Đại nguyên cự thú mạnh như thế coi như là hao phí nhiều nguyên thạch hơn nữa cũng đáng được a. Ở phía xa, tất cả hải tộc chi nhân đều là trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ có ba người lực kình thống lĩnh mà Quảng Thành ở sâu bên trong hậu phương cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào nguyên tố cự thú, trầm tư suy nghĩ. Ồ ồ, nắm đấm cự thú không ngừng bay múa trên không trung, những nơi cự thú đi qua hải tộc không thể địch nổi, giống như là nó đang đập mũi. Trực tiếp chụp chết đại lượng hải tộc, mỗi lần hải tộc bị chụp chúng trên người đều không ngừng dâng lên hỏa diễm, từng tiếng kêu rên thống khổ vang lên rồi từ từ vẫn lạc. Không được loạn, không được loạn, liên thủ công kích. Có vài tên tiểu thống lĩnh kinh sợ trong mắt muốn nứt ra, liên tục giống to, hơn nữa dẫn đầu toàn dội lao lên chống lại hỏa hệ cự thú. Trong đó có phi ngư tộc, thân thể hình tam giác, cực nhanh, trên không trung nhiều lần tránh thoát cự quyền hỏa thú. Thoáng cái tụ tập hơn 30 người, phóng về phía hỏa thú. Bành! Vậy mà một tên đi đầu trực tiếp tự nổ bung, một cổ nước sơn đen như mực từ từ tản ra, phạm vi lực lượng bạo nổ dần lan tràn, tạc ra một động khẩu trên lồng ngực hỏa hệ cự thú. Bành 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 bành! Sau đó hơn 30 người cũng liên tục xông lên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, không sợ chết, thoáng cái xông vào bên trên cự thú liền tự bạo, trực tiếp tạc thân thể cự thú không còn được đầy đủ trọn vẹn. Cơ hồ không cách nào ngưng hình. Hải tộc chi nhân đại hỉ, đột nhiên quát. Công kích, toàn bộ công kích. Thoáng cái top 5 top 3, lực lượng phô thiên cái địa oanh kích xuống, hỏa hình thú thoáng cái khó mà duy trì được. Trên chiến đài, sắc mặt Trang Sinh đại biến, quay người lại thuấn di đến đầu mối khống chế, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một ký hiệu trong tay hóa thành chim tước hỏa hồng sắc, bay vào trong chủ điều khiển trận pháp. Bên ngoài Ma Thiên Cự Thành, hỏa hệ cự thú bị đánh tan triệt để, hóa thành liệt hỏa hừng hực không ngừng bị áp chế xuống dưới. Trong lúc đó một đạo minh truyền ra từ trong biển lửa, liệt diễm tán loạn thoáng cái hóa thành hỏa tước cực lớn. Oanh! Ngay lúc tất cả hải tộc còn đang ngốc trệ,
hỏa tước liền tự bạo, biển lửa khôn cùng giải khai. Tất cả võ giả hải tộc tới gần không kịp tránh ra, kêu thảm thiết, lập tức hóa thành tro, thế lửa càng lúc càng lớn, dùng tốc độ khủng bố trùng kích bốn phương tám hướng. Bên trong đầu mối khống chế, Trang Sinh cầm trong tay bí quyết ấn xuống, lúc này mới khẽ thở ra. Hắn trực tiếp thuấn di trở lại chiến đài, tuy thế lửa đầy trời trùng kích lực lớn nhưng không bền bỉ, thoáng cái liền tiêu tán. Trên bầu trời bên ngoài thành là một đống bừa bộn, đại lượng hải tộc không chết cũng trọng thương, nhưng số còn lại vẫn còn chậm rãi tụ tập, chỉ một lát đã ngưng tụ thành một cổ lực lượng không thể xem nhẹ. Phó Nghi Xuân thở dài. Tuy hải tộc chỉ số thông minh không cao nhưng loại dũng mãnh này không phải tộc ta có thể địch. Nhâm Chiến Hùng ngưng âm thanh nói. Ta nhận định rằng bọn chúng lần lượt công kích tựa hồ cũng là thăm dò thực lực chúng ta, lần công kích này cường đại hơn nhiều so với lần trước, hơn nữa sau khi trọng thương cũng không lùi binh, tựa hồ lá gan càng lúc càng lớn. Trên mặt một gã cường giả vũ đế khác hiện lên một mảnh xương lạnh, nói. Ta cảm thấy có lẽ triệt để cho bọn hắn một lần trọng kích, giết bọn hắn tâm kinh đảm hàn, sĩ khí triệt để tán loạn. Phó Nghi Xuân nói. Trang Sinh đại sư. Hỏa hệ nguyên thú còn có thể tăng lên một tầng bổ sung lực lượng, vì sao trực tiếp khiến nó tự bạo? Chẳng phải là không công lãng phí một lần ngưng hình. Sắc mặt Trang Sinh ngưng trọng, nói. Hải tộc chi nhân dũng mãnh vẫn còn hơn xa so với ta dự đoán, trạng thái cửu thiên vũ đế chính là diễn biến trung cực của hỏa hệ nguyên thú, là một trong năm đại sát thủ giản, không thể dưới tình huống còn chưa thăm dò tình hình quân địch đã bộc lộ ra, mục tiêu của chúng ta chỉ cần thành là được. Ninh Hoài Thụ nói. Thủ thành chỉ là yêu cầu thấp nhất, có thể đánh tan bọn chúng thì tốt nhất. Trang Sinh cười khổ một tiếng, nói. Như là trước kia, có lẽ ta sẽ trực tiếp đem hỏa hệ nguyên thú tăng lên tới cửu giai, nhưng ta mới từ Bắc Minh Lai Phong đạt được một tin tức cực kỳ không tốt, nếu như việc đó là thật, chúng ta thật sự gặp đại phiền toái. Nhiệm vụ Ma Thiên Cự Thành càng thêm gian khổ, tuyệt đối không thể sơ suất. Tin tức gì? Tất cả mọi người cả kinh, liền vội vàng hỏi. Trang Sinh liền kể lại một lần, đồng thời nói ra lo lắng của mình. Tất cả mọi người đều kinh hãi, vẻ mặt khó có thể tin, cực độ hoảng sợ. Ninh Hoài Thụ cả kinh nói. Dùng cách nhìn của đại sư, khả năng hải tộc thăng cấp chiến sự toàn diện là bao nhiêu phần trăm? Trang Sinh lắc đầu, nói. Việc này không cách nào đoán chừng, việc này cần phải nắm được trong suy nghĩ của Đông Hải Vương tộc địa vị nữ tử Tiểu Hồng kia có bao nhiêu phân lượng. Nhưng mặc dù là công chúa Đông Hải Vương tộc cũng không làm cho cả Đông Hải đều lâm vào chiến tranh a. Ninh Hoài Thụ nói. Việc này ta lập tức hồi báo Hồng Nguyệt Thành, để cho Đường Khánh Lão gia tử quyết định. Trang Sinh gật gật đầu, nói. Hồi báo Hồng Nguyệt Thành tự nhiên là việc cấp bách, nhưng ta còn muốn điều phối một ít nhân thủ tiến đến Bạch Trùng Thành điều tra một phen, nhìn xem là thật hay không. Liêu Dương Băng đứng phía sau đột nhiên đồng tử co lại, nội tâm dâng lên cảm giác hoảng sợ. Trước khi đến đây, Lý Vân Tiêu chủ động tìm tới hắn, truyền âm có nói, vô cùng có khả năng phái mấy tiểu đội tiến đến Bạch Trùng Thành, đến lúc đó lại để cho hắn chủ động tranh thủ mấy danh ngạch. Bắt đầu hắn còn cảm thấy vạn phần mơ hồ, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực. Lý Vân Tiêu tâm tư kín đáo, phỏng đoán cực kỳ tinh chuẩn, làm cho trong lòng hắn càng dâng lên sự kiêng kỵ, thậm chí có chút ít sợ hãi. Nhưng nghĩ lại... Nếu như đối phương muốn đưa mình vào hiểm địa thì trước đó cũng sẽ không mở miệng cứu giúp, ý niệm tới đây, nội tâm mới thoáng an định lại. Ninh Hoài Thụ nhướng mày, nói. Chiến sự nơi này đã đủ khẩn trương, sao có thể phân công nhân thủ đi ra ngoài, muốn phái cũng làm cho Liệt Quang Thành phái người. Những người còn lại cũng đều là liên tục lắc đầu, cho rằng giờ phút này phân công nhân thủ cực kỳ không ổn. Trang Sinh nói. Chỉ là lại để cho một hai vị đại nhân dẫn đầu mấy tiểu đội đi điều tra thoáng một phát mà thôi, đối với lực lượng căn bản tại chúng ta chưa nói tới phân công, cơ hồ Liệt Quang Thành đều chưa bao giờ tiếp xúc qua hải tộc, ta sợ hành sự bất lực, dù sao việc này quan hệ quá nhiều, cần người có kinh nghiệm mới tốt. Nội tâm Liêu Dương Băng âm thầm thở dài, không biết là Lý Vân Tiêu suy tính nghịch thiên hay vẫn là Lý Vân Tiêu đi theo Trang Sinh, lời này quả thực vì hắn nói a. Lúc này Liêu Dương Băng đứng ra, nói. Trang Sinh đại sư nói tại hạ cực kỳ đồng ý, bàn về cùng hải tộc liên hệ kinh nghiệm, sợ là không người có thể hơn được ta. Cộng thêm việc trước đó ta cũng có tổn thương tại thân, lưu ở nơi đây cũng không giúp được bao nhiêu, không bằng để cho ta dẫn đầu mấy chi tiểu đội đi thăm dò. Trang Sinh đại hỉ, nói.
Nếu là Dương Băng đại nhân có thể đảm nhiệm, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ninh Hoài Thụ, tuy hắn hy vọng cực cao nhưng nơi đây Ninh Hoài Thụ mới là người quyết định, phải qua hắn đồng ý mới được. Lông mày Ninh Hoài Thụ nhíu lại một hồi rồi mới nói. Được rồi, vậy ngươi nhanh đi mau trở về, ngàn vạn đừng trì hoãn quá lâu. Một khi phát hiện hành tung hải tộc, không thể loạn động, lập tức hồi báo. Vâng, Liêu Dương Băng đáp ứng. Ninh Hoài Thụ nói, đã quyết định muốn đi dò xét, vậy thì phải chú ý nguy hiểm, một người Dương Băng đại nhân tiến đến ta thật sự không quá yên tâm, cần thêm hai người đi theo đại nhân A. Hắn biểu hiện ra nhìn như đột nhiên hào phóng, nhưng ở đây đều là lão hồ ly, biết rõ Ninh Hoài Thụ sợ lần nữa phát sinh sự kiện Mễ Cao Dương, sợ Liêu Dương Băng nửa đường đào ngũ, nên phái hai người đi theo, mang tiếng tương trợ, kỳ thực giám hộ. Liêu Dương Băng không thèm để ý, lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Nếu có thể có vị đại nhân khác tương trợ, vậy thì tốt quá. Ninh Hoài Thụ trực tiếp gọi hai gã tâm phúc, đều là cường giả vũ đế lục giai, thừa sức giám hộ Liêu Dương Băng. Hơn nữa hắn cũng xác thực sợ phát sinh tình huống, nhiều thêm một phần lực lại thêm một phần đảm bảo chiến thắng. Sau đó, bắt đầu điểm tên những chi tiểu đội mang theo, Liêu Dương Băng tự nhiên trực tiếp một chút điểm tên chiến nhận tiểu đội. Giờ phút này người của hải tộc sau khi hỏa thú công kích cùng hỏa tước tự bạo, đã tổn thương gần nửa, nhưng là còn có gần 2 vạn người, tập kết phía dưới, lại là quy mô lớn lao đến. Ninh Hoài Thụ ngưng âm thanh nói. Lần này công kích như thế nào mới tốt? Sau khi đạt được tin tức về Bạch Trùng Thành, Ninh Hoài Thụ cũng trở nên cẩn thận, mà Thiên Cự Thành có 5 đại cấm chế át chủ bài, hiện tại ngược lại có chút bó tay bó chân không dám tự ý động. Nếu thật là cả đường ven biển toàn diện lan tràn chiến hỏa, như vậy Ma Thiên Cự Thành này tất nhiên là một tòa thành trì kiên cố nhất trên tuyến đường ven biển phía đông, ý nghĩa quá mức to lớn, vô luận như thế nào cũng không thể thất thủ. Hoành Quân Hoán nói, không bằng để cho chúng ta ra tay đi, chính là 2 vạn người, một gã cửu thiên vũ đế đều không có, giết tuy rằng phải tốn một chút công phu, nhưng bất quá là cắt củ cải trắng a. Trang Sinh nói, không thể. Chư vị là lực lượng tuyệt đối cao nhất của Đại Thành, một khi bộc lộ ra thực lực của chúng ta, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Theo ta thấy, hãy để cho bộ phận nhất cấp tiểu đội cùng tất cả nhị tam cấp tiểu đội xuất chiến đi, coi như là một lần luyện binh. Ninh Hoài Thụ nói, cũng tốt, có thể để bọn hắn ma luyện thêm một chút, tương lai ứng đối thế cục càng thêm khó khăn. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới, rất nhiều tông môn đệ tử cũng theo đó xuất động. Còn có một chút tán tu cấp bậc vũ đế bị bố trí làm nhất cấp tiểu đội. 5 người một đội, thực lực thậm chí ở trên tông môn tiểu đội, bị xem như át chủ bài lưu lại. Chỉ là ở trong tất cả tông môn đội ngũ tuyển 8 đội nhân mã, tổng cộng có 20 tên vũ đế cường giả. Cả thành lâu cấm chế vừa khai mở, tất cả mọi người là phóng lên trời, hơn 2.000 người rậm rạp chẳng chịt phân bố tại 4 phía, một mực lộ ra lãnh sắc, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch. Tại phía sau hải tộc, Quảng Thành lạnh lùng dừng ở xa xa, nói. Như thế nào, át chủ bài của Đại Thành đều ra sạch rồi. Cần những nhân tộc kia tự mình ra trận. Cổ Tích thống lĩnh nói. Trước khi hỏa hệ cự nhân thanh thế to lớn, nhất định cần không ít tài nguyên trồng chất, nhưng bất quá một ít tộc nhân tự bạo đã khắc chế xuống, nhân loại nhất định là cảm thấy lần nữa sử dụng loại cấm chế này được không bù nổi mất. Quảng Thành lạnh nhạt nói. Một tòa đại thành to lớn như thế, không có khả năng chỉ có một loại cấm chế, bọn hắn cũng nhất định là muốn để lại át chủ bài. Bất quá theo như tình hình hiện tại, át chủ bài mặc dù có cũng sẽ không có quá nhiều. Bởi vì số lượng nhân tộc quá ít, tổn thất rất khó bổ sung, nhưng bọn hắn vẫn là tình nguyện thả ra võ giả đến chém giết. Giác Cáp thống lĩnh nói. Nói như vậy thực lực cả thành trì cũng không sai biệt lắm. Cổ Tích thống lĩnh lườm hắn một cái, nói. Như thế nào, người muốn đi tới ngạnh công? Giác Cáp thống lĩnh nói. Nếu là đã biết chi tiết của đối phương, ngạnh công có gì không thể. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Quảng Thành, tựa hồ mấy lần thất bại trước đã lại để cho bọn hắn không thể nhịn được nữa, cực độ muốn phát tiết nội tâm bất mãn. Ánh mắt Quảng Thành quét qua, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói. Vẫn là chờ đợi a, cầm xuống thành này ta muốn là không sơ hở tí nào. Tuyệt không cho phép có thất bại. Giác Cáp thống lĩnh nhịn không được nói. Quảng Thành đại nhân, dùng thực lực của chúng ta, cơ bản cũng là không sơ hở tí nào,
triệu hoán thâm hải cự thú cũng không quá đáng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Quảng Thành hai tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt nói. Thâm hải cự thú chết thêm mấy con không có gì, nhưng các ngươi lại tổn thất không được. Hôm nay cả ven bờ Đông Hải đều đang điều quân, chinh chiến phạm vi lớn hết sức căng thẳng, mà cả tới gần vùng biển cường giả cơ hồ đều nắm trong tay ta. Ta không chỉ muốn không sơ hở tí nào lấy được thành này, hơn nữa còn muốn trở thành hạch tâm của cả đông vực chiến sự, các ngươi những người này thiếu một thứ cũng không được. Tất cả mọi người là thân hình chấn động, vội vàng đáp. Vâng. Quảng Thành phất phất tay, nói. Lại để cho Sửu Ngư ba người bọn họ đi giày vò a, so với ta dự tính hiệu quả muốn tốt hơn nhiều, ít nhất không phải xem không thú vị như vậy. Ở trên Ma Thiên Cự Thành, một góc tường thành xông ra một khối giản giáo hình vuông, mặt trên đang nằm một mặt kim đồng sắc đại cổ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng từ từ sinh huy. Trống trận bốn phía chia làm lấy bốn gã vũ đế cường giả thủ hộ, lẳng lặng xếp bằng ở không trung nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên một đạo quang mang rơi xuống, hóa ra thân ảnh một gã võ giả. Bốn gã vũ đế cường giả kia lập tức giật mình, phát ra âm thanh nói. Bái kiến Thiểu Sơ đại nhân. Người này đúng là một trong năm vị đường chủ của tứ cực môn Trương Thiểu Sơ, hắn lâm không một chảo, bên trên trống trận ngân quang lấp lánh, thoáng một phát liền đem phụ cận linh khí hấp thu hơn phân nửa. Trên mặt trống phát ra ánh sáng trắng mờ mịt, một đạo kim sắc ảnh tự ẩn hiện hẳn lên, càng lúc càng lớn. Phanh! Một đạo kim mang bắn ra, chấn đến tiếng trống lay động. Đạo kim ảnh kia đột nhiên phá vỡ mặt trống mà ra, lại là một cây cổ chùy dài hơn ba trượng, trên không trung không ngừng lượn vòng, cùng với trong trống trận sinh ra tràng năng cực mạnh, kim ngân hai loại hào quang ảnh hưởng lẫn nhau. Một gã vũ đế cường giả cả kinh nói. Muốn vận dụng đại hoang cổ này sao? Mỗi lần có tình hình quân địch trước khi báo động đều là gõ ba tiếng trống này. Nhưng chỉ là bốn người phụ trách thủ hộ rất nhỏ gõ mà thôi. Trương Thiểu Sơ nói. Bất quá thì triển ra một phần mười uy lực, lại để cho những hải tộc kia ăn chút đau khổ. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải năm ngón tay mở ra, hướng tới không trung chộp tới. Kim sắc cổ chùy bị hắn hấp lực lôi kéo, chậm chạp bay rơi xuống, nhưng trên mặt trống ngân quang đại thịnh, tựa hồ có loại cảm giác cốt nhục chia lìa, dốc sức liều mạng hút kéo lấy. Đột nhiên một đạo ngân mang trực tiếp từ trên mặt trống bắn ra, hướng phía kim sắc cổ chùy mà đi, muốn đoạt trở lại. Trương Thiểu Sơ hừ lạnh một tiếng, tay trái lập tức đem quyết ấn đánh ra, một đạo kim quang ở trên ngân mang, đụng hồi trở lại trong trống lớn, phát ra tiếng vang nặng nề. Kim sắc cổ chùy hấp lực lập tức giảm đi, bị Trương Thiểu Sơ nắm trong tay, nguyên lực rót vào đi vào, từng đạo kim quang tỏa ra, huyễn vũ trên không trung. Chung quanh bốn gã vũ đế sắc mặt hoảng sợ, mặt đại hoang chiến cổ này uy lực bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu, hơn nữa bốn người cũng đều thử qua triệu ra cổ chùy, lại không một người thành công. Trương Thiểu Sơ nắm cổ chùy kim mang rực rỡ tươi đẹp, dưới chân đạp một cái đã phi thân lên, hung hăng đập vào trên chiến cổ. Bành! Tiếng nổ chấn kinh thiên, một đạo ngân quang trực tiếp từ sau mặt trống trận phá ra, hóa thành một mảnh sóng biển màu vàng hướng phía hải tộc cường giả bên ngoài thành mãnh liệt mà đến nhấc lên đi. Phía trước đám hải tộc kia nhao nhao sắc mặt đại biến, dừng thân lại, các loại tuyệt kỹ thi triển đi ra, thoáng cái ngũ quang thập sắc, toàn bộ đánh về phía sóng biển màu bạc kia. Rầm 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 phanh, tuyệt đại đa số công kích đều là phù du lay cây, ở dưới sóng biển màu vàng đều nhao nhao nổ bung, cả người cũng bị sóng biển xuyên thấu mà qua, từng tên một mất đi sinh cơ. Chỉ có số ít bát hoang cảnh hải tộc cường đại mới có thể đem ngân lãng phá vỡ, tại quanh thân ngưng tụ thành một đạo phòng ngự giữ được tánh mạng. Sóng biển màu bạc đã bị lực lượng cường đại ngăn cản, trên không trung đẩy mạnh một khoảng cách, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều thi thể hải tộc rơi xuống. Trên đại thành không ngừng có võ giả lớn tiếng cuồng hô. Bành! Lại là một đạo tiếng trống chấn ra, lập tức rất nhiều hải tộc lần lượt vẫn lạc, nhưng là toàn bộ có phòng bị. Hơn nữa sông ở phía trước còn chưa chết đều là một ít tồn tại thực lực cao cường, lần này rất nhanh đem ngân lãng kia chôn vùi. Trương Thiểu Sơ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trong tay trên kim sắc cổ chùy bay ra mấy đạo phù văn, lăng không kết thành một tổ đồ án, hướng bên trên trống trận gõ xuống. Ầm ầm, lần này tiếng chấn vang cùng hai lần trước hoàn toàn bất đồng, một đạo sóng âm hóa thành màu sắc rực rỡ từ trên mặt trống bay lên, hóa thành vân hải chi khí mênh mông. Hướng phía những hải tộc kia phóng đi. Ô ô ô ô ô ô.
đột nhiên xa xa vang lên một đạo tiếng loa du dương, phảng phất ở trên đại hải hoàng hôn hô hoán cái gì đó. Sau đó từng đạo tiếng loa vang lên, liên tiếp, trầm thấp mà tuần hoàn theo tiết tấu nào đó. Tiếng trống giống như vân hà thoáng cái bị vô hình chi lực ngăn trở, khó mà tiến thêm chút nào, đã ở ngoài thành lăng không tiêu tán. Trương Thiểu Sơ sắc mặt đột biến, lộ ra một tia giận dữ, đang muốn lại kích phát lực lượng của chống trận, đột nhiên một đạo mệnh lệnh lọt vào tai, triệu hắn trở về. Hắn gương mặt run rẩy thoáng một phát, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, không cam lòng đem cổ chùy hất lên, quay người đã bay khỏi cổ đài. Cái cổ chùy kia lập tức hóa thành một đạo kim quang bay vào trong đại hoang cổ, cả chống trận trở nên an tĩnh lại, linh lực mặt trên chấn động cũng theo đó biến mất. Bốn gã vũ đế cường giả thủ hộ nhìn lẫn nhau một cái, đều ngưng mắt hướng bên ngoài thành nhìn lại, lộ ra vẻ sầu lo cực độ. Nương theo tiếng loa vang lên, trên bầu trời truyền đến tiếng vang ào ào, như là trở lại trên đại hải. Tất cả người của hải tộc lập tức huyết dịch thiêu đốt, một khí thế nhảy lên tới cực điểm, điên cuồng hét lên phóng tới tiến đến. Trương Thiểu Sơ trở lại đài đang xem cuộc chiến, bất mãn cả giận nói. Hoài thụ đại nhân vì sao lại để cho ta dừng tay? Không bằng trực tiếp triệu ra thái cổ man âm, đem đám hải tộc này đều đánh chết. Ninh Hoài thụ lạnh nhạt nói. Chúng ta có cường thủ, đối phương lại làm sao không có? Nếu bọn hắn đã dùng loa âm đánh trả, chúng ta tạm thời dừng lại, ta không hy vọng lần công kích này thăng cấp, như vậy mục đích rèn luyện bọn hắn cũng sẽ không cách nào làm được. Hoành Quân Hoán cũng là gật đầu nói. Số tiền lớn triệu tập những võ giả này đến đây chính là lại để cho bọn hắn giết địch, như mọi chuyện đều được chúng ta ra tay, còn cần bọn hắn làm chi? Trương Thiểu Sơ hừ lạnh một tiếng, đem hai tay ôm ở trước ngực, không lên tiếng nữa. Bên trên Ma Thiên Cự Thành võ giả rậm rạp chằng chịt đã sớm trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhìn thấy tiếng trống dập tắt, loa âm đưa tới hải triều thanh âm, rất nhiều hải tộc cường giả vọt tới trong vài trăm mét, liền hô to không thôi. Xung phong liều chết đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Dùng tổ làm đơn vị giết địch, không nên cách nhau quá xa, giữa mọi người đều chiếu ứng lẫn nhau, cả tiểu đội chiến tuyến không được kéo quá dài. Vâng. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, kể cả Lương Nguyên Cơ ở bên trong, cả đám tràn ngập nhiệt huyết thoáng cái tỉnh táo lại, giết địch trọng yếu, nhưng bảo vệ tánh mạng càng quan trọng hơn. Nhân tộc 2000 võ giả lao ra. Lập tức đã bao phủ ở trong hải tộc võ giả, cơ hồ là số lượng gấp 10 lần, trùng kích phía dưới liền có không ít nhân loại võ giả trực tiếp chết đi. Cả chiến trường không ngừng kéo dài, hải tộc cường giả liên tục tràn vào đến. Lý Vân Tiêu vẫn là bát giai chiến đao nơi tay, đem thực lực áp chế tại trình độ bát tinh vũ tôn, nhưng mỗi một đao xuống dưới đều là một gã hải tộc cường giả bị mất mạng, tại hắn công kích đến căn bản tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa hắn chuyên môn chọn lựa đối phương là cao giai vũ tôn tới giết, những kẻ thực lực hơi yếu để lại cho đồng đội mình. Mới mấy hô hấp công phu, hắn liền trực tiếp chém mất hơn 10 tên cao giai vũ tôn, hơn nữa nhảy vào trong trận doanh của đối phương. Lương Nguyên Cơ đột nhiên hoảng sợ nói. Phi Dương đại nhân, chiến tuyến không được kéo quá dài. Chiến nhận đội viên mỗi lần bị dũng mãnh cùng thực lực của hắn khiến chấn kinh, nhưng đồng thời cũng thay hắn lo lắng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Quản tốt chính các ngươi. Người của chiến nhận tiểu đội đều là ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt cười khổ, dùng thực lực của hắn thật có tư cách nói như vậy. Trải qua Lý Vân Tiêu loại bỏ hải tộc võ giả, tuy rằng nhân số vẫn chiếm phần đông, nhưng tiểu đội giết thuận buồm xuôi gió, vài cái đã có chiến tích sặc sỡ, mỗi người đều giết hơn 10 tên địch, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người xem trên chiến đài lẳng lặng nhìn chằm chằm vào phía dưới. Cả chiến sự toàn bộ nằm ở dưới khống chế của bọn hắn. Một khi tình huống có biến liền sẽ lập tức ra tay, dù sao ở đây tụ tập cơ hồ là tất cả đội ngũ, không được phép nửa phần mất mát. Tên võ giả đeo mặt nạ kia, thực chỉ có bát tinh vũ tôn sao? Trang Sinh trong lúc đó mở miệng nói, ánh mắt của hắn vốn là cả chiến trường, nhưng rất nhanh liền phát hiện Lý Vân Tiêu không đúng, cơ hồ là không thể địch nổi, bất luận đối phương là đỉnh phong vũ tôn, vẫn có áp sát rất mạnh. Đều là một đao chém giết, không có ngoại lệ. Liêu Dương Băng trong nội tâm nhảy dựng, có chút lo lắng. Ta cũng hiểu được kẻ này có chút không đúng, tuy rằng nguyên lực chấn động thật là bát tinh vũ tôn. Nhưng mỗi một chiêu đao pháp vô cùng ác độc cực chuẩn, vô thượng đao ý không bàn mà hợp ý nhau, coi như cửu tinh vũ tôn địch nhân cũng có thể đơn giản chém giết. Phó Nghi Xuân ngưng âm thanh nói.
nhưng đây đều không phải vấn đề. Vấn đề là hắn cơ hồ giết hơn 100 người, nguyên lực chấn động trên người lại một chút cũng không có yếu bớt. Liêu Dương Băng giả ra dáng tươi cười đến, nói. Như vậy người này tất nhiên là đỉnh phong vũ tôn hoặc là vũ đế cường giả giả mạo, trước kia cũng có qua tình huống như vậy, đó cũng không phải chuyện gì xấu. Trang Sinh gật gật đầu, nói. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, nếu hắn muốn ẩn giấu thực lực vậy cũng không gì đáng trách. Nếu là sau chiến sự hắn còn có thể còn sống sót, như vậy đồng ý thù lao cũng theo như cấp bậc vũ đế ban cho a. Phó Nghi Xuân gật đầu nói. Xác thực, dũng khí lúc trước hắn chém giết quỷ man thống lĩnh, còn có chiến công giờ phút này biểu hiện ra ngoài, xác thực có thể vượt mức ban thường. Coi như là đám vũ đế tồn tại kia cũng không có hắn lưu loát như thế. Hoành Quân Hoán đồng tử hơi co lại, đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi không cảm thấy hắn lưu loát quá phận chút sao? Ở trong những nhất cấp tiểu đội kia vũ đế cường giả giết hơn 10 người, sau đó nguyên lực trên người rõ ràng giảm đi, đối mặt vũ tôn đỉnh phong cũng muốn xuất chiêu thứ hai, thậm chí chiêu thứ ba. Ở dưới mấy tên vũ tôn đỉnh phong vây công càng là liên tục bị trói buộc, thủ thắng cũng khó khăn, mà người này vẫn là một đao một mạng, so với chém củ cải trắng giống nhau. Trương Thiểu Sơ nói, chuyện này thì như thế nào? Chỉ có thể nói rõ thực lực chân thật của hắn vẫn còn phía trên vũ đế a. Mọi người khẽ gật đầu, Hoành Quân Hoán cũng không hề nói rõ. Liêu Dương Băng trong nội tâm lúc này mới trùng trùng điệp điệp thở phào ra. Nếu là bị những người này phát hiện thân phận của Lý Vân Tiêu, sợ là sẽ chết rất khó coi. Lý Vân Tiêu làm sao không biết mình giết địch như vậy sẽ khiến hoài nghi, nhưng là hải tộc càng vây càng nhiều, giết hắn lửa giận trong lòng dâng lên, càng giết sát khí trên người lại càng nặng, lại càng giết cao hứng. Yêu Long đột nhiên nhắc nhở. Bảo thủ bản tâm, không được nhập ma. Lý Vân Tiêu hừ lạnh mấy tiếng, nói. Ma đầu sớm đã bị ta luyện hóa, tại sao nhập ma? Yêu Long nói. Ma theo tâm sinh, chính ngươi tâm ma chưa từng luyện hóa. Ta nhổ vào, bớt cùng với ta nói láo đi. Lý Vân Tiêu cả giận nói. Đám hải tộc này quả thực đáng hận, vì một khối hồng thạch vậy mà không tiếc dẫn động hai tộc chi chiến, đã như vậy, ta giết bọn họ không cần khách khí. Yêu Long mắng lại nói. Đáng hận là chính ngươi, lấy đồ vật của nhân ra, còn trách cứ người ta tìm tới cửa. Lý Vân Tiêu nói. Như hồng thạch là tử vật, ta có thể trả bọn hắn. Nhưng giờ phút này nàng đã lộ ra hóa thành người sống sờ sờ, hơn nữa nuốt mất nghề thạch của ta như thế nào trả lại. Trong lúc truyền âm, lại là hơn 10 tên hải tộc chết ở dưới đao của hắn, những tên vũ tôn cấp thấp và phía dưới nữa, trên căn bản là một đao mấy người. Bên cạnh hắn những hải tộc kia cũng là cả đám phát cuồng, hai mắt đỏ bừng, cũng không thi triển tuyệt chiêu, gào thét lớn xông lên tự bảo. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đem chiến đao tiện tay ném ra, cả người lăng không mà đứng. Chiến đao kia vù 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 trên không trung không ngừng phi chạm, ở bên cạnh hắn xoáy khai mở, một mảnh đao mang hướng tới bốn phương tám hướng tách ra mà đi. Rầm rầm rầm! Những hải tộc tự bạo kia vẫn chưa nhảy vào trong hào quang. Đã lăng không bị chảm bạo chết, các loại tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hải tộc tuy rằng không sợ chết, nhưng loại hành vi tự sát giống như thiêu thân lao đầu vào lửa này vẫn để cho bọn hắn một hồi sợ hãi. Tại chiến đao lượn tròn mấy vòng, Lý Vân Tiêu trở tay về sau, tất cả mọi người thoáng cái thối lui, lại không ai dám tiến lên nữa. Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia lạnh lẽo, tiếp tục hướng phía hải tộc tới gần. Dâm ao ao, thoáng một phát. Những hải tộc kia dĩ nhiên hướng hai bên thối lui, nhường ra cho hắn một con đường, lại để cho Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên thoáng một phát. Nhìn xem những hải tộc kia cả đám sợ hãi run rẩy, trong mắt của hắn sát ý bỗng nhiên biến mất, tâm tình bình phục lại. Tuy rằng là dị tộc, trí tuệ không cao, hơn nữa dũng mãnh lao thẳng về phía trước, nhưng cũng là sinh linh sống sờ sờ, ai có thể không sợ chết đây? Ai lại nguyện ý uất ức chết đi như vậy? Nhưng hai tộc giao chiến. Thân bất do kỷ. Lý Vân Tiêu không có tiếp tục đuổi giết đi qua, mà là bắt đầu giết trở về, trên mặt biện ra một mảnh lạnh lùng, nhấc tay vung đao, thì có mấy người kêu thảm thiết chết đi, phảng phất thoáng cái trở lại năm đó, 8.000 dặm vùng biển giết vô số cường giả. Người của chiến nhận tiểu đội sau khi Lý Vân Tiêu giết ra xa, áp lực lập tức tăng lớn, bị đại lượng hải tộc bao quanh, vòng chiến dần dần thu nhỏ lại, tất cả giết hai mắt phóng hỏa, trên người sớm đã phân không rõ là vết máu của ai. Trong đầu chỉ có giết giết giết.
Trần Trọng Uy càng là vẻ mặt dữ tợn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt, đầy người đều là cảm xúc cuồng bạo, hận không thể xông đi lên cắn những hải tộc này. Tê Lạp, ngay khi hắn bị hai gã vũ tôn thực lực tương đương vây công, từng bước gặp nạn, đột nhiên lưỡng đạo quang mang xẹt qua, hai gã vũ tôn cường giả kia trực tiếp thành hai nửa, từ không trung rơi xuống dưới. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn ngạc nhiên nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt đạm mạc. Phi Dương đại nhân, Trần Trọng Uy mặc dù biết Lý Vân Tiêu thực lực không tầm thường, nhưng biểu hiện ra ngoài cũng không tránh khỏi quá kinh người một chút, bất giác bị ngốc trệ thoáng một phát. Lý Vân Tiêu chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là lạnh nhạt nói một câu, nói. Đừng chết! Đao mang lần nữa xẹt qua, lại hướng hải tộc khác đang vây công tiểu đội đánh tới. Trần Trọng Uy trong nội tâm ấm áp, vội vàng hướng bốn phía xem tình thế, lập tức lui về trong vòng chiến của chiến nhận tiểu đội. Theo Lý Vân Tiêu trở về, tất cả mọi người áp lực chợt giảm bớt, thoáng cái chỉ hoãn hít thở. Cả vòng chiến càng giết càng nhỏ, đại lượng thi thể ở bên dưới chồng chất. Xem trên chiến đài tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn một đôi tay dính máu không phải ít, nhưng loại chiến sự giết tới đỏ mắt này cũng là lần đầu tiên trải qua, nhiệt huyết trong người kích động, hận không thể lao ra giết địch. Duy chỉ có một người, theo càng nhiều người chết đi, thần sắc trên mặt hắn trở nên càng thêm hưng phấn, nhịn không được thè lưỡi ra liếm môi dưới miệng. Trang Sinh xoay đầu lại, liếc hắn một cái, nói. Thiên Hữu đại nhân, không kém bao nhiêu đâu. Khặc khặc. Đoạn Thiên Hữu duỗi ra đầu lưỡi thật dài thè ra liếm miệng môi dưới, cười quái dị, thanh âm kia nghe được tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi, nhìn không được lộ ra vẻ chán ghét. Bên người vài tên võ giả càng là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bỏ đi, không muốn quá thân cận với hắn. Đoạn Thiên Hữu không chút nào để ý thần thái của mọi người, khặc khặc cười nói. Không sai biệt lắm, lại nhiều một chút thì càng tốt khặc khặc, lần này quả nhiên không uổng công. Thực chờ mong chiến sự thăng cấp A, khạc khạc kiệt. Ninh Hoài Thụ cũng là sắc mặt trắng bệch, có chút cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Nếu Thiên Hữu đại nhân ưa thích loại tràng cảnh này, sao không phái thêm chút ít môn nhân đến đây? Không, không, không. Đoạn Thiên Hữu lắc đầu liên tục, trong mắt tỏa ra hào quang nói. Những oan hồn lệ quỷ này một mình ta ăn cũng không đủ, sao có thể để người khác kiếm một chén canh? Trừ phi chiến sự thăng cấp, các người cấp bậc cường giả này cũng chết trên 180, vậy còn không sai biệt lắm, ha ha ha. Trang Sinh cười khổ nói. Nếu là cao giai vũ đế cũng chết trên 180, vậy cả đông vực đã cơ bản rơi vào tay giặc. Đoạn Thiên Hữu cười quái dị nói. Khặc 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 khặc, nếu là có 100 oan hồn cao giai vũ đế, ta đủ để luyện chế ra thiên cấp kim hồn, có thể giúp các ngươi từng người báo thù. Những người còn lại đều là nghe được nội tâm phát lạnh, nhưng là phệ hồn tông cường giả ai cũng không muốn đi trêu chọc. Huống hồ hiện tại mọi người đều là một đầu chiến tuyến, người này càng biến thái càng lợi hại, đối với bọn họ ngược lại càng có lợi, cũng đều quay đầu đi, mặc kệ hắn. Đoạn Thiên Hữu cười một hồi, cũng là tự giác mất mặt, liền dừng lại, ánh mắt rơi ở bên ngoài, tần suất đầu lưỡi thật dài thè ra liếm bờ môi cũng càng ngày càng cao, không ngừng nuốt nước miếng. Không sai biệt lắm. Ngay khi mọi người nghe tiếng nuốt nước miếng tới sởn hết cả gai ốc, cơ hồ đạt tới nhẫn nại cực hạn, Đoạn Thiên Hữu cười lớn một tiếng, liền hóa thành một đạo quang mang lao ra. Thân ảnh của hắn ở trên trường không hiển hóa đi ra, lạnh lùng nhìn xem ở bên trong chiến trường, tiện tay ném ra một cây phệ hồn phiên, trực tiếp lâm không phấp phới khai mở, càng lúc càng lớn. Trường phiên trên không trung bị phong cổ động rung rung động, mặt trên vẽ phù văn cổ quái màu đen thoáng cái bay ra. Trên không trung lượn vòng quay quanh, dần dần kết thành một hắc sắc tiểu trận, mặt trên lực lượng đột nhiên tản ra. Cả thiên không lập tức tối đen xuống, như là màn đêm buông xuống, không có chút hào quang nào. Tất cả mọi người đều trong nội tâm chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, không biết võ giả ở đâu trổ hết tài năng, dĩ nhiên có thể cải biến thiên địa dị tượng. Đợi nhân tộc cường giả thấy rõ người tới, tuy rằng không quá nhận thức, nhưng ít ra biết là nhân loại, lập tức mừng rỡ trong lòng. Như là nhìn thấy cứu tinh, hoan hô lên. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, tự nhiên biết là người của Phệ Hồn Tông, lạnh nhạt nói. Người này vừa ra tay, chiến sự muốn kết thúc, mọi người cẩn thận một chút. Người của chiến nhận tiểu đội đều sững sờ, nếu là cường giả bên mình ra tay, cẩn thận một chút là có ý gì? Lý Vân Tiêu giải thích nói.
Người này là phệ hồn tông, những phệ hồn tộc nhân này một khi ăn vào hồn phách. Đó là địch ta chẳng phân biệt được, chỉ lo chính mình thoải mái, hiện tại hai tộc giao chiến, Hồng Nguyệt Thành có lẽ sẽ chế ước hắn, không đến mức quá sằng bậy. Nhưng mọi người vẫn phải là coi chừng cho tốt, nếu như không cẩn thận bị hắn ăn hồn phách, ta đoán chừng Hồng Nguyệt Thành cũng sẽ không vì các ngươi lấy lại công đạo. Mọi người nghe xong, lập tức nội tâm phát lạnh, trên đầu tê đại. Ở trong bảy đại phái, Phệ Hồn Tông không thể nghi ngờ chính là một phái khiến mọi người nhức đầu và kiêng kỵ nhất, thường thường chỉ cần nghe tên đã lập tức bỏ chạy rồi. Bây giờ nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy càng trở nên khẩn trương hơn, tốc độ giết địch dừng một chút, nhiều hơn vài phần kiêng kỵ. Xa xa ba gã thống lĩnh hải tộc nhìn lên trời màn tối sầm, sắc mặt cũng đột biến, Sửu Ngư cả giận nói. Có võ đế cao giai của nhân loại xuất thủ. Lực Kình thống lĩnh hoảng sợ nói. Làm sao bây giờ? Mấy lần công thành của ba người tuy rằng đã bị trọng tỏa, nhưng lại được Quảng Thành tán dương, hơn nữa trực tiếp chỉ định Sửu Ngư làm thống lĩnh cao nhất, bởi như vậy Lực Kình và Ma Thát thống lĩnh cũng không có lời nào để nói, trên cơ bản đều lấy Sửu Ngư làm chủ, nghe theo hắn sai bảo. Sửu Ngư lạnh lùng nói. Đồ không biết xấu hổ. Dùng lực lượng võ đế cao giai vậy mà lại ra tay với mấy tên cặn bã kia. Lực Kình, người đi đối phó hắn đi. Lực Kình thống lĩnh sửng sốt một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, cuồng tiếu nói. Ha ha, sớm nên như thế rồi. Bởi vì chiến lược của Sửu Ngư căn bản chính là kéo dài, không cầu thủ thắng, cho nên Lực Kình thống lĩnh vốn không nghĩ tới mình sẽ xuất chiến, hắn từ lâu đã sớm không nhịn được nữa rồi. Giờ phút này vừa nhận được lệnh liền lập tức hóa thành một đạo quang mang, cấp tốc bay tới phía trước. Sửu Ngư nói, tuy rằng chúng ta không cầu thủ thắng, nhưng cũng không thể nào cho phép nhân loại vô sỉ như thế. Ma Thát thống lĩnh, người đi ra lược trận cho Lực Kình, để tránh nhân tộc khác đánh lén, có gì không đúng thì lập tức trở về, không thể tham chiến. Tốt, Ma Thát cũng thuận thế hóa thành một đạo quang mang, đuổi theo Lực Kình mà đi. Sửu Ngư do dự một chút. Lập tức hạ lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị, đẩy đội ngũ về phía trước. Trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, nếu nhân loại thật sự phái ra đại lượng võ đế cao giai vây quét bọn hắn vậy thì 5 vạn hải tộc còn lại sẽ lập tức công thành, liều đến ngươi chết ta sống ngay. Hiện giờ thực lực Ma Thiên Đại Thành hắn trung quy đã rõ được một chút, phía trước 2 vạn hải tộc, tăng thêm 5 vạn hiện giờ, cho dù không thể cầm xuống thành này, cũng có thể phá vỡ lực phòng ngự của nó hơn phân nửa. Đợi lát nữa triệu hồi ra thâm hải cự thú, vậy thì quả thật thế như trẻ che rồi. Ở dưới Ma Thiên Đại Thành xuống, phệ hồn phiên vừa ra, toàn bộ thiên địa biến sắc, một mảnh lờ mờ. Trên thi thể chồng chất như núi bên dưới bắt đầu hiện ra màu xanh nhàn nhạt, từng chút một bay lên như đom đó, chiếu rọi lấy những thi thể kia, lộ ra một mảnh cảnh tượng thê thảm âm trầm đáng sợ. Nhưng phía trên còn có mấy vạn người đang chém giết, âm trầm đáng sợ ngược lại không biết. Chỉ là tất cả mọi người cảm thấy thập phần quái dị, không biết đây là chiêu pháp thần thông gì thôi. Càng có rất nhiều hải tộc trực tiếp phóng đánh tới Đoạn Thiên Hữu, bị hắn dùng một ngón tay đánh chết, tại chỗ rút lấy hồn phách ném vào trong phệ hồn phiên. Trong phiên lập tức hiện ra một cái mặt quỷ, lộ ra nụ cười cổ quái, trực tiếp mở ra miệng rộng, một phát liền nuốt hồn phách mấy tên hải tộc kia vào. Ti, mọi người bên dưới đều hít một hơi lạnh. Bất luận hải tộc hay là nhân loại đều cảm thấy toàn thân rét run, nhịn không được giật nảy mình. Loại chuyên rút hồn phách người cho ác quỷ ăn này đã mấy người thấy qua chứ? Phệ Hồn Tông, vị này chính là đại nhân của Phệ Hồn Tông. Một gã võ giả nhịn không được kinh hô lên, trong giọng nói mang theo khiếp sợ cực độ, cũng không nghe ra là sợ hãi hay kinh hỉ, hoặc là đều có. Nhưng đại đa số võ giả nhân loại sau sợ hãi ngắn ngủi sĩ khí liền đột nhiên đại chấn. Cao giọng cuồng tiếu nói. Ha ha, là đại nhân Phệ Hồn Tông xuất thủ, 7 đại thế lực siêu cấp đều phái cường giả ra, mọi người dốc sức liều mạng giết đi. Thoáng cái tiếng giết rung trời, nội tâm bị hải tộc áp chế thoáng cái mở ra, sĩ khí cao ngất. Giờ phút này ánh huỳnh quang dâng lên từng chút một bên dưới, trong quá trình không ngừng bay lên cũng dần dần ngưng tụ, hiện ra các loại bộ dáng của hải tộc và nhân loại khi còn sống. Trên mặt đều là một mảnh ngốc trệ. Còn có lộ ra ngạc nhiên và hoảng sợ, tùy ý bồng bềnh đong đưa lấy. Mặt quỷ trên phệ hồn phiên đột nhiên hai mắt phóng hào quang, dưới một mảnh kim quang sán lạn chậm rãi theo bảy ra khỏi phiên, há to mồm mạnh mẽ khẽ hấp. Tất cả mọi người trên chiến trường cảm thấy gió lạnh trận trận, sướng sống lạnh buốt.
chỉ thấy vô số hồn phách bay qua bên cạnh mình, trực tiếp bị hút vào trong cái mặt to cổ quái kia. Sát khí đám người đứng ngoài xem lập tức thoáng cái biến mất, ngược lại hóa thành hàn ý, chiến đấu trong tay tất cả mọi người cũng dần ngừng lại, không nhịn được vận chuyển nguyên công, xua tan đi sự sợ hãi đến từ sâu tận linh hồn kia. Khặc khặc kiệt. Đoạn Thiên Hữu hấp vô cùng sảng khoái, nhịn không được cười như điên. Hắn giơ tay phải lên cao cao, năm ngón tay tách ra, hai ngón tay cong xuống, kết thành một cái ấn quyết điểm lên không trung. Hồn nô kim sắc kia sau khi trắng trợn nuốt hơn vạn hồn phách thì thân thể cũng lớn thêm vài phần, trên trán hiện ra một cái phủ văn, đối ứng với ấn quyết trong tay Đoạn Thiên Hữu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lửa giận, nói. Mọi người cẩn thận đất. Hắn vừa dứt lời, hồn nô kim sắc lập tức bành một tiếng nổ bung. Ân, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều nhìn qua phía trên, cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là ăn quá nên nổ chết mất rồi sao? Ngay khi bọn hắn nghi hoặc, hồn nô kim sắc nổ bung kia lệ hóa thành vô số hào quang lao xuống như bay. Trên mặt mỗi một đạo quang mang đều hiện ra một gương mặt giống nhau như đúc, nét mặt cổ quái và nụ cười khủng bố, trong mắt tách ra hào quang, giống như hung thú đói bụng vài ngày thấy được mỹ thực vậy. A! À, đột nhiên một gã võ giả hải tộc kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy một đạo quang mang lọt vào thân thể hắn, chui ra từ sau lưng, trong miệng cắn theo một đạo hào quang nhàn nhạt, cẩn thận nhìn lại, hào quang màu vàng nhạt kia đúng là bộ dáng của tên võ giả hải tộc kia, vẻ mặt hoảng sợ, tứ chi đang không ngừng giãy giụa, nhưng tất cả đều chỉ phí công, trực tiếp bị gương mặt kia ăn tươi từng chút một. Gương mặt kia sau khi ăn tươi hồn phách võ giả hải tộc thì cả người cũng biến lớn thêm vài phần, lộ ra vẻ hài lòng, nhưng dường như rất nhanh lại đói bụng. Dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào một gã võ giả ở phụ cận vọt tới. A, à, tên võ giả kia là nhân loại, thấy đoàn hào quang kia lao đến chợt kinh hoàng một chút, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại cười lớn nói. Ha ha, ta quên, đại nhân là ở phe chúng ta, thất thố rồi, thất thố rồi. Hắn còn tươi cười với đoàn hào quang đang xông lại kia, liên tục gật đầu chào hỏi. Nụ cười trên gương mặt kia lại càng thêm vui vẻ, thoáng cái đã xuyên qua thân thể hắn. Lúc đi ra trong miệng cắn lấy hồn phách của tên võ giả này. Trên mặt hồn phách lộ ra vẻ mặt kinh hoàng và không thể tin, chỉ chớp mắt đã bị mặt quỷ kia nuốt mất, mặt quỷ lại lần nữa lớn thêm vài phần. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người như phát mộng, thoáng cái đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Sao mà ngay cả người một nhà cũng ăn? Khi bọn hắn ngốc trệ thì vô số hào quang đã từ trên bầu trời bay xuống, trên mỗi một đạo đều là một gương mặt quỷ. Thoáng cái đã ăn sạch hồn phách cả trăm võ giả, trong đó cũng không thiếu nhân loại. Người tiểu đội chiến nhận cũng sợ tới mức không nhẹ, giờ mới hiểu được hàm nghĩa cẩn thận mà Lý Vân Tiêu nói là gì. Lúc trước bọn hắn còn lơ đễnh, cảm thấy Lý Vân Tiêu nói ngoa, hiện giờ lại hận không thể trực tiếp hô chạy trốn, cái này còn đánh thế nào nữa. Hai đạo quang mang trực tiếp ăn sạch hải tộc trước người tiểu đội chiến nhận, sau khi biến lớn vài phần lại đánh tới bọn hắn. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, thứ không biết chính là thứ đáng sợ nhất, loại vật này chưa ai từng gặp qua, hơn nữa còn trực tiếp ăn hồn phách, thoáng cái mọi người liền sợ hãi đến phát run. Siêu siêu, hai đạo đao mang lăng không xẹt qua, trực tiếp chém hai cái mặt quỷ ra. Hai mặt quỷ bị chém thành bốn đoạn thoáng cái hóa thành bốn đạo ánh sáng màu xanh, sau khi lượn một vòng trên không trung liền trực tiếp ngưng hợp lại, biến thành một mặt quỷ càng lớn hơn nữa. Lần nữa há to mồm cắn tới bọn hắn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hồn nô này đã là cấp bậc huyền kim, mặc dù là hóa thân vô số, cũng không phải lực lượng bình thường có thể giết chết được. Chỉ có dùng đế khí chân áp là mau lẹ nhất bất quá lúc này hắn lại không thể nào thi triển được. Đành phải lần nữa xuất đao, chém xuống dưới, trực tiếp hóa thành một cái đao lung xé hồn nô kia nát bấy. Tuy rằng không thể triệt để giết chết, nhưng mỗi lần bị chém giết, đều khiến hồn nô này mất đi một ít lực lượng, ít nhất tự bảo vệ mình cũng dư xài rồi. Hơn nữa trong một số tiểu đội cấp 1 của nhân loại cũng có không ít tồn tại võ đế, trong lúc kinh sợ cũng dùng đế khí giết không ít hồn nô. Giờ phút này Ninh Hoài Thụ trên đài quan chiến đã tức giận đến không nhẹ, giận dữ hét. Đoạn Thiên Hữu, người đáng chết a! Toàn thân Đoạn Thiên Hữu chấn động, một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên đài quan chiến truyền tới. Chỉ thấy trong mắt Ninh Hoài Thụ một mảnh sát ý, trong lòng bàn tay không ngừng dâng lên quang mang kim sắc, tựa hồ muốn ra tay đánh chết mình. Hắn sợ tới mức toàn thân run lên,
vội vàng nói. Hiểu lầm đây tuyệt đối là hiểu lầm. Hoài Thụ đại nhân bất giận. Hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo quyết ấn đánh vào trong phệ hồn phiên, toàn bộ hồn nô trên chiến trường không ít ngừng thân thể, bắt đầu phân biệt địch ta, chỉ công kích hải tộc. Sắc mặt Ninh Hoài Thụ thay đổi mấy lần, rốt cục cũng dần tán đi kim mang trong tay, lạnh giọng nói. Nếu ta còn thấy ngươi giết một gã đồng loại nữa, ta nhất định sẽ phanh thây xé xác ngươi. Đoạn Thiên Hữu xấu hổ cười lớn vài cái, trong lòng lại thầm nghĩ đáng tiếc. Nhân loại có ưu thế trí tuệ tự nhiên, hồn phách cũng cường đại hơn chủng tộc khác vài phần. Dưới tình huống tu vị ngang nhau, hấp một gã cường giả nhân tộc có thể sánh bằng 5 tên hải tộc rồi, cho nên trong hiểu lầm vừa rồi hắn chủ yếu là ăn hồn phách nhân loại. Mới ngắn ngủn mấy hơi thở đã có gần 100 người bị hắn ăn mất sinh hồn. Phó Nghi Xuân lạnh giọng nói. Khó trách lúc trước Phệ Hồn Tông lại khiến thiên hạ trung phạt, công pháp như thế, tâm tính như thế, thật sự là quá mức tà ác. Trong mắt Trang Sinh càng lộ vẻ nghĩ mà sợ, thở dài. Cho nên hiện giờ Phệ Hồn Tông có thiết luật không thể lạm sát vô cố, lúc này mới lưu lại cho mình một đường sinh cơ. Đây cũng là cấp cho mình một lối thoát, nếu không khiến cho đại lục công phẫn, bọn hắn cũng không cách nào sinh tồn được nữa. Thuật luyện sư bọn hắn càng thêm e ngại người Phệ Hồn Tộc, hồn phách của thuật luyện sư chính là thứ mà đám người kia thích nhất, Trang Sinh cảm thấy mỗi lần Đoạn Thiên Hữu nhìn hắn đều giống như nhìn thực phẩm vậy. Lúc trước cũng lơ đễnh, nhưng bây giờ thấy một màn như vậy trong lòng không khỏi thầm đổ mồ hôi lạnh. Ninh Hoài Thụ hừ lạnh nói. Nếu không phải công pháp của người này có chỗ trọng dụng, ta thật muốn lập tức giết hắn. Hồn nô bên ngoài đại thành sau khi phân ra địch ta, tất cả nhân loại lúc này mới nhẹ thở ra, nhưng mặt mũi vẫn đầy cảnh giác, thấy hồn nô lao tới liền tránh ra xa xa. Đồng thời áp lực chiến đấu của bọn hắn cũng giảm nhiều, những hải tộc kia thoáng cái trở nên đại loạn. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, những hồn nô này tùy rằng giết không chết, nhưng có thể không ngừng đánh tan, ít nhất có thể bảo trụ được tánh mạng. Sắc mặt Đoạn Thiên Hữu lập tức lạnh xuống, tốc độ nuốt sinh hồn của hồn nô càng ngày càng chậm, tuy rằng hóa thân vô số, nhưng mỗi đạo lại cực kỳ yếu ớt. Trong tay hắn biến đối quyết ấn, hóa ra một đạo ký hiệu, lăng không điểm xuống dưới, một mảnh hào quang như cánh hoa rơi vãi, những hồn nô giải rác kia bắt đầu ngưng tụ từng đạo, càng biến càng lớn. Chỉ mấy hơi, mấy trăm hồn nô đã trực tiếp biến thành 3 cái, mỗi cái đều tán ra kim quang, cười quái dị lao vào trong đám hải tộc. Lần này quả thật hoàn toàn không thể địch nổi rồi, công kích của những hải tộc kia rơi vào trên hồn nô kim sắc này hoàn toàn như đá chìm đáy biển. 3 hồn nô kim sắc cắn nuốt từng ngụm, một lần ăn liền mấy người, những hồn phách hải tộc kia ngay cả thời gian dãy giụa cũng không có, đều lập tức bị nuốt vào. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời chấn động. Một cổ lực lượng cực kỳ uy mãnh lăng không nổ bung, sau đó một đạo kình khí màu xanh ra trời từ phía trên rơi xuống, đánh lên trên một đầu hồn nô kim sắc. Bành! Hồn nô kim sắc kia trực tiếp nổ thành vô số hào quang, các loại quái thanh bén nhọn không ngừng tuôn ra, cuối cùng thối lui ra mấy ngàn trượng ngưng hình lại, chỉ có điều hào quang đã tối đi không ít. Sắc mắt Đoạn Thiên Hữu đại biến, vội vàng hai tay ba một tiếng khép lại, ba đầu hồn nô kim sắc kia lập tức hợp lại làm một. Kim quang sán lạn, bay trở về đến bên cạnh hắn. Hắn lại lăng không một chảo, chụp lấy phệ hồn phiên vào trong tay, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mọi người trên đài quan chiến cũng biến sắc, toàn bộ đều nhìn lại hư không. Chỗ một quyền vừa rồi rơi xuống hiện ra một đạo lỗ đen, chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bóng người kia toàn thân màu lam nhạt, dáng người khôi ngô, chỉ cao chừng nửa người, trên mặt mọc ra hai cái nanh, mắt lộ ra hung mang. Tất cả hải tộc thấy thế, lập tức hoan hô lên, lớn tiếng kêu. Lực kình thống lĩnh, lực kình thống lĩnh. Thoáng cái thanh thế rung trời, sĩ khí bị đánh tan lúc trước lần nữa ngưng tụ. Đoạn Thiên Hữu nói. Võ đế cao giai hải tộc. Trên mặt lực kình thống lĩnh lộ ra một tia cười lạnh, nói. Nhân loại ti tiện, người đánh rất sung sướng a. Đoạn Thiên Hữu liếm lấy môi dưới, khặc khặc cười nói. Không tệ, không tệ. Hồn phách có thể so với võ đế bình thường của nhân loại rồi, ngươi là cố ý đến đưa đồ bổ cho ta sao? Trên mặt lực kình nhe răng rười, đi ra phía trước một bước, một quyền đánh tới lạnh giọng nói. Đúng vậy a, xem ngươi có thể ăn được không? Ầm ầm, toàn bộ không gian trực tiếp bị đánh tan, khí kình cường đại cuốn lấy tất cả chung quanh, dưới quyền phong trực tiếp hiện ra một vùng hư không màu đen,
khe hở thoáng cái liền lan ra như mạng nhện vậy. Đoạn Thiên Hữu hoảng hốt, quyền kình chi uy như thế, bá đạo dị thường, không chỉ có thế như Thái Sơn, hơn nữa còn trực tiếp đè ép không gian vào một điểm, khiến người không cách nào trốn chạy được. Phệ hồn phiên trong tay hắn vội vàng cuốn lên, giống như một kiện huyền khí ngăn cản ra ngoài. Phanh! Phệ hồn phiên đã trúng phải một quyền kia, một cổ cự lực cực lớn chấn động lên, Đoạn Thiên Hữu cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn đứt gãy, trong nội phủ bị chấm ra một ngụm máu tươi, cả người lăng không lui lại hơn 10 bước mới đứng vững được thân thể. Lực kình thống lĩnh, lực kình thống lĩnh! Trong hải tộc lập tức hoan hô vang trời, nguyên một đám hoa chân múa tay vui sướng. Người hai tộc bởi vì sự xuất hiện của lực kình thống lĩnh nên lập tức phân tán ra, hình thành hai bên phân biệt rõ ràng, toàn bộ thối lui đến sau lưng, nhường chiến trường lại cho hai người. Đoạn Thiên Hữu bị thương, cũng không được mọi người đồng tình, đều lộ ra vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, còn có người lộ ra thần sắc đáng đời nữa. Ăn ngon không, cặn bã cặn bã. Lực kình thống lĩnh cười lạnh một tiếng, thân thể vèo một tiếng liền biến mất tại chỗ. Thật nhanh. Tất cả mọi người đều chấn động, vốn lấy hình thể cục xúc và lực lượng khổng lồ như đối phương đáng lý ra nên thuộc về loại không được nhanh nhẹn mới đúng, không thể tưởng được tốc độ lại cực nhanh hoàn toàn vượt quá dự đoán của mọi người. Phanh! Nháy mắt khi lực kình thống lĩnh xuất hiện, lại một đạo quyền ý chấn ra, chỉ thấy Đoạn Thiên Hữu phun ra một cột máu thật dài, cả người đều văng lên bầu trời. Mọi người trên đài quan chiến sắc mặt liền khó coi, mới hai chiêu đã hoàn toàn bị thua. Cái này cũng quá tổn thương sĩ khí đi. Nhậm Chiến Hùng lạnh giọng nói. Để cho ta đi thôi, tên này dám một mình tiến đến, nhất định có chút tài năng, Đoạn Thiên Hữu không thích hợp ứng đối với loại cường giả hệ sức mạnh này. Ninh Hoài Thụ do dự bất định, xin giúp đỡ nhìn qua những người khác. Trương Thiểu Sơ lạnh lùng nói. Lại xem một chút đi, hắn nói như thế nào cũng là võ đế thất tinh, chẳng lẽ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như vậy thôi sao? Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, dù sao bọn hắn đối với Đoạn Thiên Hữu cũng không có cảm tình gì, nếu không phải cùng một chiến tuyến thì bị đánh chết bọn hắn ngược lại còn vỗ tay khen hay nữa ấy chứ. Thân thể Đoạn Thiên Hữu tựa hồ bị trọng thương rất lớn, sau khi bị đánh bay liền trực tiếp lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Cặn bã, còn chưa chết sao? Lực kình thống lĩnh khinh thường ngẩng đầu nhìn lại, lạnh lùng nói. Thay vì sống khuất nhục như vậy, không bằng sớm chấm dứt tánh mạng đi thì hơn a. Thân ảnh hắn lóe lên, lần nữa nhanh chóng xông tới, đánh ra một quyền. Thân thể Đoạn Thiên Hữu bỗng nhiên xoáy thoáng một phát, lăng không xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, một cổ khí tức hung mãnh toát ra từ người hắn, phảng phất như có mãnh thú thấp giọng gào rú trong người vậy. Giống. Đồng thời gương mặt hắn cũng trở nên cực kỳ dữ tợn, trên người bắt đầu lần lượt yêu hóa, song trưởng chắp tay trước ngực lăng không chụp tới. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, không thể tưởng được Đoạn Thiên Hữu lại tu luyện cả hồn chiến kỹ pháp. Bình thường trong phệ hồn tông hoặc là tu hồn chiến chi kỹ, hoặc là tu phệ hồn phiên, tu cả hai loại như vậy thập phần rất thưa thớt, càng thêm khó được chính là hắn vậy mà đều tu tới cảnh giới không thấp, mãnh thú gầm nhẹ trong cơ thể kia tuyệt đối là tồn tại cửu giai. Bành! Một quyền một trưởng giao kích cùng một chỗ, Đoạn Thiên Hữu lần nữa chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay lên không trung. Hừ, còn có chút năng lực phản kháng cơ đấy. Trên mặt lực kình thống lĩnh lộ vẻ dữ tợn, cười tàn nhẫn nói. Đã như vậy, ta liền xé nát ngươi, để cho đám các ngươi xem rõ ràng a. Hắn đột nhiên cảm thấy chủ ý này rất tốt, có thể đả kích được sĩ khí bên phía nhân loại, lập tức lóe lên xông tới trước. Đoạn Thiên Hữu chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân cũng đã đứt gãy ra, có chỗ càng trực tiếp nát bấy xương cốt, còn không đợi hắn thở một hơi. Một cổ trùng kích đã lao đến trước mặt. Con xúc sinh chết tiệt. Hắn giận dữ giống lên một tiếng, phệ hồn phiên trên tay dương lên, lập tức thiên địa biến sắc, hồn nô kim sắc lập tức bay lên, mở ra cái miệng cực lớn, đủ để thôn thiên phệ địa. Tốc độ chậm chạp hồn nô, không bắt kịp tốc độ của lực kình thống lĩnh, nhưng Đoạn Thiên Hữu để nó bay thẳng cắn tới mình, lập tức một phương thiên địa toàn bộ đều nằm trong phạm vi cái miệng của nó. Ân, thứ này có chút phiền toái. Lực kình thống lĩnh đang di chuyển với tốc độ cao trên không nhíu mày, trực tiếp hiện thân ở trước mặt Đoạn Thiên Hữu, xoay người đánh tới một quyền. Bang bang! Hai cái liên bạo, hồn nô cấp bậc huyền kim lập tức bị đánh xuyên miệng, lộ ra một tia thần sắc thống khổ, nhưng rất nhanh đã không ngừng chữa trị lại, cũng lại tiếp tục nhịn đau cắn tới.
Lực Kình thống lĩnh nhướng mày, thứ này hắn cũng mới thấy lần đầu, có chút cảm giác hơi sợ, thân ảnh lóe lên muốn xuyên qua trong cái động lớn bị đánh ra kia. Trên mặt Đoạn Thiên Hữu lộ ra thần sắc âm lãnh, phệ hồn phiên múa vài cái, trực tiếp thay trời đổi đất, hồn phiên kia càng đường hoàng ra, cuốn lấy tất cả về trước. Sắc mặt Lực Kình thống lĩnh đột biến, trong mắt lóe lên hung mang, quát to. Chút tài mọn cũng dám mang ra bêu xấu sao. Hai tay của hắn nắm chặt trước người, một đoàn không khí bị hắn chộp nổ bung tại chỗ, vô số khí lưu tán loạn, trước người ngưng tụ thành sóng to gió lớn. Sau đó Lực Kình thống lĩnh bùng phát, cửu thiên đế khí trên người lẫn vào trong sóng to gió lớn kia, hai đấm đột nhiên mở ra, hóa thành trưởng lực đập đi. Rầm 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 phanh. Đại lượng khí lãng bị chấn nổ bung bốn phía, hồn nô kim sắc cũng bị đánh cho gương mặt vặn vẹo, mà thiên địa dị tượng cũng cứ thế bị đè xuống, lộ ra một mảnh sáng rọi. Phanh. Rốt cục một trưởng đánh lên trên người Đoạn Thiên Hữu, lần nữa đánh bay hắn. Đoạn Thiên Hữu toàn thân đau đớn. Tất cả thần kinh tựa hồ lập tức tê liệt, ngay cả nguyên lực cũng không thể vận chuyển, cả người đã triệt để mất đi chiến lực. Phệ hồn phiên cũng không khống chế nổi nữa, rơi xuống từ bầu trời, hồn nô kim sắc lại trốn về trong phiên, không dám xuất hiện nữa. Trong mắt Lực Kình thống lĩnh hiện lên một tia sát cơ, cọ thoáng một phát liền phi thân lên, một quyền liền đánh tới. Có cơ hội diệt sát một gã võ đế cao giai nhân tộc, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhưng Ninh Hoài Thụ trên đài quan chiến há có thể để hắn như nguyệt, lạnh giọng nói. Ai ra lưu hắn lại đi? Để ta đến đi. Phó Nghi Xuân nói. Chiến lực người này ít nhất cũng là võ đế thất tinh đỉnh phong rồi. Thân ảnh hắn lên liền xuất hiện trên trời ca, ngăn đường Lực Kình thống lĩnh lại, một tay thả lỏng phía sau, một tay lăng không bắt tới. Không gian dưới lực lượng một chảo của hắn bỗng nhiên co rụt lại, giống như một tấm lưới bị người kéo lấy. Thân ảnh Lực Kình thống lĩnh đột nhiên hiện ra, trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ và kinh sợ, quát. Nhân loại vô sỉ các ngươi, định dùng xa luân chiến sao? Phó Nghi Xuân cực kỳ mặt dày, tự nhiên không thèm để ý đối phương châm chọc, lạnh nhạt nói. Đây là hai tộc giao chiến, không phải quyết đấu lôi đài, mấy vạn người các ngươi trùng kích mấy ngàn người chúng ta, cũng không phải cũng là vô sỉ sao? Lực Kình thống lĩnh thoáng cái nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào. Chỉ có thể gào thét lớn lần nữa vung quyền. Vô số quyền ý hóa thành kình phong bay ra, không gian bị xé đến thất linh bát lạc, một cổ khí tức vô kiên bất tồi càng tụ càng cường. Sắc mặt Phó Nghi Xuân đại biến, dùng lực lượng võ đế bát tinh của hắn, lại vẫn không thể áp chế đối phương. Trong lòng hắn dâng lên nộ khí, bước về trước một bước, toàn bộ thiên địa đều run lên. Một cước kia trực tiếp dẫm lên tần suất rung động của thiên địa, mượn lực dùng lực. Trực tiếp mượn thiên uy trấn áp đối phương. Phanh. Khí tứ tụ tập bốn phía Lực Kình thống lĩnh trực tiếp bị một cước kia dẫm nát, quyền kình dưới áp bách cực hạn phát ra thanh âm ti ti chói tai, khiến võ giả đầy trời đau nhức cả hai tai. Nhân loại đáng chết, ta không phục. Lực Kình thống lĩnh hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên trướng lớn mấy phần, hình thể tựa hồ đã xảy thay đổi nhỏ nào đó, lần nữa ngưng quyền đánh tới. Lực trói buộc của Phó Nghi Xuân dưới một quyền kia lần nữa có chút buông lỏng, trên mặt hắn lộ vẻ tức giận, nói. Vốn định cho ngươi một cơ hội làm tù nhân, chính ngươi không quý trọng, vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ. Năm ngón tay của hắn động liên tục, từng đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, răng khắp nơi kết thành một tấm lưới lớn màu xanh, lăng không chụp xuống. Trên lưới mang theo vĩ quang màu xanh, lăng lệ ác liệt dị thường, những nơi đi qua liền hiện ra mảng lớn đen kịt. Đột nhiên không gian trước người Lực Kình thống lĩnh có chút vặn vẹo, Ma Thát thống lĩnh bỗng nhiên xuất hiện, nắm tay phải duỗi ra, mở ra năm ngón tay, chỉ nhận thon dài trực tiếp phá không chém ra, đánh lên trên lưới, tấm lưới kia trực tiếp bị chém đứt. Sau đó Ma Thát thống lĩnh lần nữa duỗi tay trái ra, vẫn là mấy đạo chỉ nhận, tiếng bạo tạc vang lên liên tiếp, không gian giam cầm bên người Lực Kình thống lĩnh bị chém ra. Đi! Ma Thát thống lĩnh khẽ quát một tiếng liền hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Động tác của hắn thập phần liền mạch, không có chút dây dưa dài dòng. Trên mặt Lực Kình thống lĩnh hiện lên một chút do dự, liền theo sát phía sau. Dám khinh thị ta, không thể tha thứ. Sắc mặt Phó Nghi Xuân đột biến, hắn chính là cường giả võ đế bát tinh, nếu để người khác dễ dàng cứu người đi, hắn cho dù mặt có dày hơn đi nữa cũng không biết để vào đâu rồi. Lưu lại. Hắn hét lớn một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết,
trên trường bào phủ trên người đột nhiên hiện lên một ký hiệu màu vàng, không gió mà bay. Hai cái ống tay áo không ngừng phồng lên biến lớn, tản mát ra linh lực rất mạnh, tay áo cứng rắn như sắt. Phó Nghi Xuân một tay bấm niệm pháp quyết, một tay giơ lên cao, lập tức trên bầu trời hiện ra phù văn giống hệt như trên trường bào, ép tới hai tên hải tộc đang đào tẩu kia. Trang Sinh ở trên đài quan chiến mỉm cười nhẹ giọng nói. Đúng là tụ lý càn khôn, bao nhiêu năm không thấy Nghi Xuân đại nhân ra tay, lần này tuyệt kỹ lại hiện ra, đại triển thần uy a. Trong mắt Ninh Hoài Thụ cũng lộ ra vẻ khen ngợi nói. Chiêu này dùng để bắt địch quả thật quá diệu. Ma Thát và Lực Kình thống lĩnh trong lòng đều cả kinh, dưới áp lực của phù văn cổ quái đầy trời kia, chỉ cảm thấy mình vô luận chạy trốn thế nào cũng khó có thể rời khỏi được phương không gian cổ quái này. Lực Kình thống lĩnh hai tay ngưng quyền, đánh vào trong hư không. Ma Thát thống lĩnh xòe ra 10 ngón tay, vô số đạo chỉ nhận răng khắp nơi, muốn đánh ra một thông đạo trong phương không gian. Công kích của hai người lan tràn ra, lại như đá ném vào biển rộng, hư không tiêu thất không thấy đâu nữa, mà lực trói buộc bốn phía lại càng ngày càng gấp. Hèn hạ, nhân loại ti bỉ, giết bọn chúng đi. Những võ giả hải tộc đình trệ ở sau lưng nguyên một đám phẫn nộ dị thường, gào thét lớn lần nữa xung phong liều chết tiến lên. Các loại công kích đầy trời rơi xuống Phó Nghi Xuân, nhưng căn bản không thể đến gần hắn mảy may. Càn khôn nhất tụ. Trong mắt Phó Nghi Xuân hiện lên một tia lãnh sắc, tay áo bay múa, công kích đầy trời thoáng cái đều bị hút vào trong phù văn trên bầu trời. Đột nhiên một đạo ánh sáng chói mắt lướt trên không trung đến cạnh hai gã thống lĩnh hải tộc, chung quanh ánh sáng kia tản ra một tầng màu xanh, bên ngoài ánh sáng màu xanh lại tản ra một tầng màu trắng, bên ngoài màu trắng lại tản ra một tầng màu vàng, thoáng cái biến lớn trên bầu trời, bên trong hiện ra một đạo nhân ảnh. Sắc mặt Phó Nghi Xuân đại biến. Tụ lý càn khôn của hắn tự thành không gian, có thể thu nạp vạn vật, đồng thời ngăn cách tất cả, đối phương vậy mà có thể bỏ qua tiến đến. Hắn kinh sợ bước ra một bước, cả người lấn thân trên xuống, trưởng lực đánh tới. Lực Kình và Ma Thát thống lĩnh vừa thấy người này, trong lòng đều thấy mừng rỡ, đúng là Sửu Ngư thống lĩnh. Trong tay hắn nắm một hạt châu sáng loáng, không ngừng phun ra nuốt vào quang mang lục sắc, đúng là dựa vào vật ấy để phá tụ lý càn khôn. Sửu Ngư thống lĩnh lạnh lùng nói. Các ngươi đi trước. Hắn một cước giẫm ra khỏi tầng hào quang kia, tay phải lăng không vẽ ra vài đạo phù văn, tạo thành một ký hiệu lục mang tinh đơn giản, sau đó nó phóng lớn trước người, chấn ra ngoài. Bành! Đồ án sáu cạnh kia bị Phó Nghi Xuân một trường đập nát, thân thể Phó Nghi Xuân cũng theo đó chỉ trệ, nhưng bất quá chỉ nháy mắt đã lần nữa lấn thân tới, nhưng sắc mặt của hắn khó coi vạn phần. Lực Kình và Ma Thát thống lĩnh đã biến mất trong tầng hào quang kia rồi. Đã xả thân cứu được bọn hắn, vậy thì ngươi hãy lưu lại đi. Trong mắt Phó Nghi Xuân hiện lên sát ý, khí kình nổ bung trong lòng bàn tay, lăng không đánh xuống. Khóe miệng thống lĩnh Sửu Ngư tộc lộ ra một tia trào phúng, nói. Muốn lưu ta lại, ngươi có tài đức gì chứ? Tay trái hắn đưa ra ngoài, mình châu màu xanh lá trong lòng bàn tay chậm rãi bay lên vài tấc. Két một tiếng vậy mà vỡ ra, hiển hiện vô số quân vân, từng cái hóa thành mảnh vỡ lơ lửng trong lòng bàn tay. Những mảnh vỡ minh châu kia giống như từng đạo hoa văn, xoáy lên một trận phong bạo, bỗng nhiên thiên địa biến sắc. Đồng tử Phó Nghi Xuân đột nhiên co lại, sát ý trong mắt đại thịnh, đại hống trưởng lực đánh xuống. Toàn bộ dị tượng thiên địa dưới một trưởng này của hắn đột nhiên nứt vỡ, vòng xoáy mảnh vỡ cũng rực rỡ tan rã, bắn khắp bốn phương tám hướng. Nhưng thân ảnh thống lĩnh Sửu Ngư tộc đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại hai chữ nhàn nhạt quanh quẩn trên không trung. Lui binh. Người hải tộc đầy trời sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, rầm ào ào, thoáng một phát nhao nhao thối lui về phía sau. Gương mặt Phó Nghi Xuân vặn vẹo cơ hồ muốn nhỏ ra máu rồi, trên trán nổi gân xanh, quát ầm lên. Giết, giết cho ta. Hắn thân là một thành viên nghị hội của Thành Hồng Nguyệt, rất ít khi nào lại nổi giận như vậy. Võ giả nhân loại bị tiếng gào thét của hắn khiến phục hồi tinh thần lại, lập tức hô to đuổi theo đám hải tộc bỏ chạy kia. Có thể nhiều giết một người thì hay một người. Rất nhanh đã đuổi theo mấy ngàn thước, đánh chết hơn trăm người, lúc này mới lui về. Trên đài quan chiến, Ninh Hoài Thụ nói. Nghi Xuân đại nhân không cần tức giận như vậy, trận chiến này ít ra chúng ta cũng đã đại hoạch toàn thắng, mục đích chiến đấu cũng đạt được, nên đại hỷ mới đúng. Mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu. Phó Nghi Xuân sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói.
để ba gã võ đế thất tinh chạy thoát khỏi tay ta, thật sự không vui nổi. Trang Sinh mỉm cười nói. Đại nhân không cần tự trách, những người này đều là bá chủ hùng bá một phương hải vực Đông Hải, có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng cực kỳ bình thường, nếu cứ như vậy vẫn lạc, vậy mới là lạ đấy. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm nghị nói. Qua trận chiến này, ta càng thêm cảm thấy chiến lược của hải tộc quá khả nghi, rất có khả năng sẽ kéo chiến tuyến đến dọc toàn bộ Đông Hải, chuyện thành Bạch Sung quả thật cấp bách. Liêu Dương Băng và hai gã võ đế khác liếc mắt nhìn nhau, nói. Đã như thế, vậy giờ chúng ta đi thôi. Trang Sinh gật đầu nói. Đi nhanh về nhanh, thu hoạch tình báo làm chủ, chống cự hải tộc là phụ. Nếu thành Bạch Sung có việc, có thể giúp thì giúp, nếu không thì lập tức quay về. Vâng. Ba người đều lĩnh mệnh mà đi. Bên ngoài Ma Thiên Đại Thành, nhân tộc đại hoạch toàn thắng, hát vang mà về, nhưng lần này lại không nhẹ nhõm như lần trước, tâm tình không ít người đều trở nên trầm trọng, tựa hồ ý thức được chiến sự cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa này trận này cũng tử thương không ít chiến hữu, rất ít người lộ ra tươi cười. Những tiểu đội cấp 1 con đỡ, cấp 2 cấp 3 cơ bản đều xuất hiện tử vong cấp độ bất đồng, không có bao nhiêu tiểu đội có thể bảo trì nguyên vẹn được. Tiểu đội chiến nhận trở lại dưới tường thành chiếm giữ lúc trước, trong lòng nguyên một đám đều cực kỳ sợ hãi, nhưng đa số là cảm kính đối với Lý Vân Tiêu. Nếu không có hắn dốc sức liều mạng chiếu cố trên chiến trường thì tiểu đội tuyệt đối không thể nào bảo tồn hoàn hảo được. Sau mỗi trận chiến, đội trưởng đều phải kiểm kê nhân số và xem xét tình huống thương vong, hơn nữa còn phải báo cáo lên trên. Lương Nguyên Cơ rất nhanh đã trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng, nói. Mọi người nhanh chóng đứng dậy, có nhiệm vụ. Yên lão sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra nghi hoặc, nói. Hải tộc lại tới nữa. Sao lại không nghe thấy trống trận? Những người khác cũng lộ vẻ khó hiểu, còn có nộ khí, vừa mới đánh xong, nguyên một đám đều đã dã rời, sao còn nhận được nhiệm vụ chứ? Lương Nguyên Cơ lắc đầu, nói. Nhiệm vụ lần này tương đối nhẹ nhõm, hệ số nguy hiểm có lẽ không cao. Tiểu đội chiến nhận ta tạm thời do Liêu Dương Băng đại nhân quản lý, đi thành Bạch Sung chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia vui vẻ, quả nhiên đã đến. Thành Bạch Sung trinh sát, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chỗ đó cũng có hải tộc sao? Trần Trọng Uy sửng sốt một chút, cảm thấy khó hiểu, nhưng trên mặt lại càng thêm ngưng trọng. Tất cả mọi người tựa hồ đã nhận ra không đơn giản, nhưng chiến sự đang khẩn trương như thế còn rời đi nơi khác. Nếu không phải đại sự tuyệt đối sẽ không làm vậy. Lương Nguyên Cơ nói. Có trời mới biết được, tóm lại đây là nhiệm vụ bên trên giao xuống, không thể vi phạm, phải chấp hành, mọi người đi theo ta. Rất nhanh, khu vực truyền tống liền tụ tập hơn 60 người, đúng là ba chi tiểu đội do ba gã võ đế khâm điểm. Khiến tiểu đội chiến nhận ngạc nhiên chính là, trong đó lại có cả tiểu đội võ khâm, nhưng giờ chỉ còn lại 1516 người thưa thớt. Dường như lại chết thêm vài người nữa. Hơn nữa Vu Võ Khâm không biết từ lúc nào đã được thả ra, cựu nhân Tương Kiến hết sức đỏ mắt, hắn oán độc nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, nếu không có ước hẹn bó, sợ đã bổ nhào lên cắn người rồi. Lý Vân Tiêu chỉ cười nhạt một tiếng, đương nhiên sẽ không để loại người này trong lòng, hơn nữa từ trình độ oán hận trong mắt đối phương mà xem liền có thể thấy được hắn đã ăn hết không ít đau khổ. Còn có một chi tiểu đội là Hồng Thủy. Cái tên này có chút kỳ quái, nhưng nhân số trong tiểu đội chừng 19 người, có thể thấy thực lực của bọn hắn cũng không phải bình thường, trước chiến sự thảm thiết lúc trước còn có thể bảo trì tỷ lệ sống sót cao như thế. Thành viên tiểu đội Hồng Thủy càng cổ quái nhìn tiểu đội chiến nhận, không rõ đối phương sao lại nhiều ra một người, hơn nữa đa số ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Liêu Dương Băng nhàn nhạt quét qua ba đội, cũng không nhìn Lý Vân Tiêu nhiều nói. Hiện giờ bắt đầu. Mỗi đội các ngươi đi theo một vị đại nhân, phải phục tùng chỉ huy. Nhiệm vụ lần này thập phần trọng yếu, nếu hơi có sai lầm, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng. Tất cả mọi người trầm giọng quát, bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ nếu không có đại sự xảy ra, tuyệt đối không thể nào hành động vào lúc này được. Liêu Dương Băng nhìn hai gã cường giả võ đế thành Hồng Nguyệt khác nói. Hai vị đại nhân có gì phân phó không? Hai người kia một người là người Nguyễn Gia, tên Nguyễn Tích Tuyền, là chi thứ rất xa của Nguyễn Gia, bởi vì thực lực kinh người nên cũng được tiến vào hạch tâm gia tộc. Một người khác là một khách khanh, nhưng cũng là lão nhân của thành Hồng Nguyệt, tên Ngạc Nhạc Trì. Hai người liếc nhìn nhau, đều lắc đầu.
Nguyễn Tích Tuyền nói. Chuyến đi lần này toàn bộ do ngươi phụ trách, hai người chúng ta chỉ hiệp trợ thôi. Liêu Dương Băng mỉm cười, nói. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, ta đi cùng với người tiểu đội chiến nhận. Bởi vì truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền 20 người, cho nên chuyển hai người trong tiểu đội vào đội ngũ của Vu Võ Khâm, hai người kia cực kỳ không muốn, ra sức chống cự, khiến ba gã võ đế đều nhíu mày. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi có chút tò mò, tiểu đội chiến nhận đến cùng có gì tốt, vì sao thành viên lại có lòng trung thành mãnh liệt như thế. Cuối cùng chỉ đành nói rõ chỉ là chia đội trong thời gian truyền tống, bọn hắn mới bằng lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không vui. Sau khi giảm đi hai người, hơn nữa thêm vào Liêu Dương Băng, vừa vặn 20 người, trực tiếp đạp vào truyền tống trận vừa chữa trị không lâu, một đạo quang mang hiện lên, thân ảnh 20 người liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Một lát sau, tất cả mọi người đi ra khỏi thông đạo không gian, nhưng những gì thấy trước mắt lại khiến bọn hắn phải nhíu mày. Bốn phía một mảnh hoang vu, tựa hồ giống một nơi hoang vắng, nhìn về phía trước lại là sơn mạch trùng điệp. Lúc này dù là ai cũng rõ là truyền tống có vấn đề. Cái này phải làm sao đây? Liêu Dương Băng nhíu mày, căn bản không nghĩ tới truyền tống lại sai lầm, nhất định là sau khi bị Mễ Cao Dương phá hủy vội vàng nên không chữa trị hoàn thiện rồi. Trên người hắn cũng không có tọa độ thành bạch sung, thoáng cái đã mất đi phương hướng, không khỏi nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Dù sao cũng là Lý Vân Tiêu yêu cầu đi thành bạch sung. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi ở Trấn Hải Thiên lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả tinh bàn định vị thành trì gần biển cũng không có sao? Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, hắn lại dám nói chuyện như vậy với Liêu Dương Băng đại nhân, trong giọng nói còn tràn đầy ý trách móc nữa. Lập tức nguyên một đám đổ mồ hôi lạnh, không biết Liêu Dương Băng đại nhân sẽ trách phạt thế nào đây? Khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, trợn mắt há hốc mồm chính là, Liêu Dương Băng vậy mà vỗ trán của mình, cười nói. Ngươi không nói ta còn quên mất, trong khoảng thời gian này chiến sự quá khổ, trí nhớ cũng giảm xuống. Trong tay hắn lóe lên ánh sáng màu xanh, lập tức một khối trận bàn hình vuông hiển hiện trong tay, bắt đầu triển khai định vị. Đội viên tất cả đều há to mồm, thầm nghĩ vị đại nhân này vậy mà tốt tính như vậy. Trên trận bàn nổi lên một đạo quang mang. Bắt đầu diễn biến ra cảnh tượng huyền ảo, thoáng cái đại địa sông núi đều hiện ra, đúng là thành bạch sung, cảnh tượng ở phụ cận rất khác với nơi này. Liêu Dương Băng nhướng mày, vỗ cái trận bàn kia, lập tức trên đó mở ra một lỗ khảm, bên trong xuất hiện một cây kim đồng hồ đang không ngừng xoay tròn, cuối cùng chỉ về hướng phía nam. Liêu Dương Băng nói, Phi Dương công tử, ở phía nam. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ân, cứ đi về hướng nam đi. Không biết còn kém bao nhiêu, có lẽ cũng không xa lắm đâu. Tất cả mọi người thầm than vị đại nhân võ đế này tính tình thật tốt, nếu đổi lại là cường giả cửu thiên cảnh khác thì Lý Vân Tiêu không lễ phép như thế sợ rằng đã sớm chụp chết rồi. Liêu Dương Băng trực tiếp ném ra một chiếc chiến hạm kim dương thất giai, mọi người phi thân lên, bắt đầu toàn lực lao về hướng nam. Hắn lại cùng Lý Vân Tiêu trực tiếp tiến vào trong mật thất, để những người còn lại của tiểu đội đợi ở bên ngoài. Đa tạ ân Vân Tiêu công tử trước kia cứu giúp. Hai người một mình cùng một chỗ, Liêu Dương Băng lúc này liền bái xuống, hắn là thật tâm cảm tạ. Tuy rằng hắn là một lão hồ ly, lòng dạ sâu đậm, nhưng cũng không có chuyện gì quan trọng bằng tánh mạng mình, đối với ân nhân cứu mạng hắn vẫn cực kỳ biết ơn. Lý Vân Tiêu vung tay lên, trực tiếp nâng hắn lên, nói. Nghiêm trọng rồi, ta chẳng qua chỉ kịp thời nhắc ngươi một chút, có thể thoát được một mạng vẫn là nhờ thực lực của ngươi. Dưới loại tình huống đó nếu ngươi thật sự gặp nạn, ta cũng không có khả năng lộ ra thân phận tới cứu ngươi. Liêu Dương Băng trong lòng thất kinh, lực lượng nhấc lên của Lý Vân Tiêu lại khiến hắn không thể kháng cự, trong lòng hắn không khỏi đại chấn, biết rõ tu vị đối phương nhất định lại tinh tiến không ít, hắn nói. Đó là tự nhiên, Vân Tiêu công tử dám vào thời điểm này lẫn vào Ma Thiên Đại Thành, đảm lượng đã vượt qua tưởng tượng của thường nhân rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Liên tục lắc đầu, thở dài. Lần này chiến sự chung quy cũng là vì ta mà ra, quả thật thẹn trong lòng. Liêu Dương Băng nhìn không được hiếu kỳ, nói. Tiểu Hồng kia. Lý Vân Tiêu ngắt lời nói. Hạ lạc của Tiểu Hồng ta quả thật biết rõ, nhưng giờ phút này đã không cách nào trả lại cho hải tộc được nữa, cho nên lần này ra biển ngoại trừ mục tiêu Bắc Minh Thiên Lộc ra,
ta còn định đi vương cung Đông Hải, triệt để giải quyết chuyện Tiểu Hồng luôn. Cái gì? Liêu Dương Băng kinh hãi trong mắt cũng lồi ra, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi muốn đi vương cung Đông Hải sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói. Thân phận Tiểu Hồng kia hết sức đặc thù, người hải tộc đối với nàng là tình thế bắt buộc, nếu không thể làm rõ ràng thì chiến sự hai tộc sợ rằng sẽ không ngừng thăng cấp lên, đối với toàn bộ thiên võ giới đều là họa không phải phúc. Thế nhưng mà... Liêu Dương Băng kinh ngạc đứng đó, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Lý Vân Tiêu nói, hiện giờ chỉ hy vọng tranh thủ thời gian ra biển, hy vọng toàn bộ tuyến dọc Đông Hải có thể kháng trụ công kích quy mô lớn. Hắn ngừng lại nói, Ma Thiên Đại Thành nhất định là nơi hạch tâm toàn bộ chiến sự tuyến dọc Đông Hải, theo người thấy thì có thể thủ bao lâu? Thủ bao lâu? Liêu Dương Băng phục hồi tinh thần lại từ khiếp sợ, trầm tư một hồi, mới nói. Chỉ cần không có cường giả võ đế cửu tinh công thành, có lẽ có thể thủ một thời gian ngắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, có thể tranh thủ cho ta thêm chút thời gian. Hơn nữa Thành Hồng Nguyệt tuyệt đối không cho phép Ma Thiên Đại Thành bị công phá đâu, bọn hắn nhất định còn át chủ bài không để người biết, mới có thể dự tính chèo chống lâu hơn. Tâm tình Liêu Dương Băng thoáng cái trở nên trầm trọng nói. Vân Tiêu công tử là định ra biển từ thành Bạch Sung sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Toàn bộ đường ven biển Đông Hải đều đã bị phong tỏa, từ trấn Hải Thiên ra biển đã không có khả năng. Thành Bạch Sung tuy nói cũng có tung tích hải tộc, nhưng cơ hội khẳng định cao hơn. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn có thể tránh đi Bắc Minh Thế ra một mình hành động, vậy thì phiền toái sẽ ít hơn nhiều. Sắc mặt Liêu Dương Băng biến hóa, có chút muốn nói lại thôi, chỉ cau mày. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Chúng ta nếu đã cùng một chiến tuyến thì có việc gì cứ nói thẳng đừng ngại. Liêu Dương Băng lúc này mới thở hắt ra, nói. Chuyện ta lo lắng kỳ thật không có gì, chính là an toàn sinh tử. Hắn cười khổ nói. Giang hồ càng lão, ta càng ngày càng không muốn mạo hiểm nữa. Chi chỉ hoàng cung lực hấp dẫn cực lớn, ta có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng vương cung Đông Hải ta thật sự không muốn đi. Còn nữa, nếu bỏ qua Bắc Minh Thế gia. Trên đường đi gian nan trùng trùng điệp điệp, ta và ngươi chưa hẳn đã ứng phó được. Lý Vân Tiêu cười to nói. Dương Băng đại nhân đích thật đã mất hết duệ khí a. Đông Hải tuy lớn, nhưng ta và ngươi muốn đi thì người muốn lưu lại chúng ta cũng không nhiều. Chuyện Hoàng Cung để mình ta đi là được. Liêu Dương Băng cười khổ không thôi, chỉ cảm thấy mình so với Lý Vân Tiêu, dũng khí đích thật khác nhau một trời một vực. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy bỏ qua Bắc Minh Thế gia cực kỳ không ổn. Chậm chạp không muốn trả lời. Lý Vân Tiêu cũng không gấp, hiện giờ ra biển còn là một vấn đề, nếu có thể tìm được một thông lộ, đến lúc đó tình thế bắt buộc, cũng không sợ hắn không đồng ý. Đột nhiên toàn bộ chiến hạm run lên mãnh liệt, tựa hồ gặp phải công kích rất mạnh, cả gian phòng đều đang xoay tròn, giống như muốn văng ra vậy. Sắc mặt hai người đều đại biến, hiện lên một tia nộ khí, ai lớn mật như thế. Tất cả mọi người lập tức vọt ra khỏi bong tàu. Lý Vân Tiêu lại trực tiếp thuấn di đến phòng điều khiển chính, một ít trận pháp đã đình trệ vận chuyển, hiển nhiên đã có bộ kiện bị hỏng, hắn vội vàng thi thuật ổn định chiến hạm lại. Sau đó lại xông lên bong tàu, chỉ thấy bên ngoài tinh không vạn lý, cũng không thấy có người nào cả. Nhưng hai mắt Liêu Dương Băng lại lăng lệ ác liệt, dừng ở một đóa mây trắng trên bầu trời, quát. Là ai, lăn ra đây cho bổn tọa, trốn trốn tránh tránh có gì hay ho chứ? Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng hơi co lại, lập tức cảm ứng được ở trong mây trắng cất giấu một người, hơn nữa tu vị cực cao. Người tiểu đội chiến nhận đương nhiên không phát hiện được, nhưng sau khi nghe vậy cũng theo hướng ánh mắt Liêu Dương Băng nhìn lại. Ha ha, thì ra là Dương Băng đại nhân, thật sự là không thể buông tha a. Trong mây trắng kia truyền đến một tiếng cuồng tiếu dữ tợn, sau đó một người chậm rãi đi ra ngoài. Sắc mặt Liêu Dương Băng đại biến, sợ hãi nói. Mễ Cao Dương, sao lại là ngươi? Người nọ đúng là Mễ Cao Dương, gương mặt tươi cười, nhưng sát khí trong hai mắt lại không chút che giấu, lạnh giọng nói. Thật sự là ông trời có mắt, nhanh như vậy đã để ta báo thù rồi. Nội tâm Liêu Dương Băng trầm xuống, thực lực Mễ Cao Dương còn trên cả hắn, mặc dù tăng thêm Lý Vân Tiêu cũng không phải địch thủ của người này, hắn tỉnh táo nói. Cao Dương đại nhân. Không biết giữa ta và ngươi có hiểu lầm gì lại khiến người coi ta là địch nhân.
chúng ta chính là chiến hữu cùng nhau xuất sinh nhập tử a. Ta nhổ vào. Mễ Cao Dương nhe răng cười lập tức hóa thành lửa giận trùng thiên, cắn răng nói. Ta vốn có tiền đồ vô cùng tốt ở thành Hồng Nguyệt, vô số các loại tài nguyên tùy ý lấy ra tu luyện, đều là vì ngươi, bởi vì ngươi hãm hại, hiện giờ lại trở nên thảm như thế, thậm chí một chiếc chiến hạm Kim Dương cũng sinh ra ý niệm ăn cướp, bất quá thật sự thiên ý a, ông trời trực tiếp đưa ngươi đến trước mặt ta, hôm nay ta không hảo hảo đối đãi ngươi một phen thì thật sự phải xin lỗi phần thiên ý này rồi. Thì ra Mễ Cao Dương là định cướp bóc chiến hạm, không ngờ trùng hợp như thế. Liêu Dương Băng trong lòng lo lắng, cũng không biết Nguyễn Tích Tuyền và Ngạc Nhạc chỉ bị truyền tống tới nơi nào, nếu có hai người kia ở đây thì hoàn toàn có thể bắt lấy Mễ Cao Dương, ngược lại là một công lớn. Hắn lộ ra vẻ trấn định, nói. Mễ Cao Dương đại nhân, cái này chỉ có thể trách chính ngươi không quý trọng, vậy mà lâm trận bỏ chạy, trách được ai chứ? Giờ mau theo ta quay về Ma Thiên Đại Thành, ta có thể cầu tình Ninh Hoài Thụ đại nhân giúp ngươi, niệm ở chiến công hiển hách trước kia của ngươi. Hoài Thụ đại nhân có thể sẽ xử lý nhẹ nhàng, thậm chí bỏ qua cho ngươi. Ha ha, chê cười. Mễ Cao Dương lửa giận xung thiên nói. Phái ta đi chấp hành nhiệm vụ hẳn phải chết, còn nói ta không quý trọng, ngươi thật là đáng chết ha. Nhiệm vụ kia vốn là do ngươi đi, đều là ngươi hại ta. Trong hai mắt hắn lộ ra hăng quy u ăng, khí tức trên thân cũng bắt đầu phóng thích ra, từng bước một lăng không đi xuống. Sắc mặt Liêu Dương Băng biến hóa. Nhưng vẫn chấn định nói. Mễ Cao Dương đại nhân có biết lần này chúng ta đi ra là vì chuyện gì không? Thân hình Mễ Cao Dương chấn động, bước chân lập tức ngừng lại, hồ nghi nói. Chuyện gì? Trong mắt Liêu Dương Băng hiện lên một tia lạnh ý, lạnh giọng nói. Tự nhiên là phụng mệnh Ninh Hoài Thụ đại nhân tới bắt ngươi a, nếu không chúng ta chạy đến nơi dã ngoại hoang vu này làm gì? Sắc mặt Mễ Cao Dương đại biến, đột nhiên lui về sau mấy chục thước. Thoáng cái trở nên cảnh giác. Hắn ban đầu cũng có suy đoán như vậy, nhưng thủy chung không thấy đối phương có động tác, hơn nữa chỉ có một gã võ đế là Liêu Dương Băng hiện thân, lúc này lá gan mới dần lớn hơn. Ngươi lừa gạt ta, trên chiến hạm này chỉ có mình ngươi là võ đế thôi. Mễ Cao Dương cẩn thận quát mắng. Liêu Dương Băng cười lạnh nói. Nếu như thế, Mễ Cao Dương đại nhân ngươi sợ cái gì? Hoặc là chúng ta truyền tống tới nơi quỷ quái này là vì sao? Điểm ấy cũng là điểm mà Mễ Cao Dương kiêng kỵ nhất. Truyền tống đến nơi dã ngoại hoang vu này, ngoại trừ bắt hắn ra hắn quả thật không nghĩ ra được nguyên do nào khác cả, hắn lạnh lùng nói. Nếu là tới bắt ta, hiện giờ ta đang ở đây đây, các ngươi tới bắt đi. Liêu Dương Băng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lo lắng vạn phần, không biết hai gã võ đế khác đến cùng đang ở nơi nào, hơn nữa nhìn tình huống thì không có khả năng cứu viện rồi, kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Đối với bắt ngươi không có hứng thú đâu, chiến hạm hư hao vừa rồi coi như xong, ngươi cút đi. Ánh mắt Mễ Cao Dương đột nhiên lạnh lại, lạnh giọng nói. Tiểu tử, tự mình tìm đường chết a, ta vốn muốn giết Liêu Dương Băng, lại thu thập bọn ngươi làm thủ hạ, nhưng ngươi không sống được rồi. Hắn đứng ở đàng xa cũng không dám tiến lên, trực tiếp điểm qua một đạo chỉ mang, tốc độ nhanh như tia chớp. Giết một gã võ tôn bát tinh chẳng qua chỉ trong hô hấp. Mặc dù Lý Vân Tiêu trong đại chiến hai tộc có biểu hiện dũng mãnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là võ tôn bát tinh mà thôi. Thân thể Lý Vân Tiêu hơi nghiêng qua liền tránh được đạo chỉ mang kia khiến nó phanh một tiếng bay ra phía sau, xuyên qua chiến hạm. Ân, chuyện gì xảy ra? Mễ Cao Dương ngốc trệ thoáng một phát, tốc độ đạo chỉ mang kia cũng không phải võ tôn bát tinh có thể tránh khỏi. Hơn nữa quái dị nhất chính là Lý Vân Tiêu vừa rồi thoáng nghiêng người thập phần tùy ý, cũng không thi triển ra bất kỳ thân pháp chiến kỹ nào cả. Người còn lại trong tiểu đội sắc mặt đại biến, hoảng sợ khẩn trương, như lâm đại địch. Trên trán Liêu Dương Băng cũng chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng một hồi lo lắng, truyền âm cho Lý Vân Tiêu nói. Người này có thực lực võ đế lục tinh, chúng ta đánh không lại, không nên trêu chọc vào hắn. Ai biết Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ. Trực tiếp lăng không bước ra một bước, ngược lại đi tới chỗ Mễ Cao Dương, sắc mặt trở nên âm lãnh, lạnh giọng nói. Nếu tự ngươi đã tìm được chết, vậy thì trên trời dưới đất không ai cứu được ngươi rồi. Người tiểu đội chiến nhận nghe xong đều té xỉu, nguyên một đám trừng lớn mắt, không rõ Lý Vân Tiêu tại sao lại làm vậy. Ha, ha ha, tự chính mình tìm đường chết, không ai cứu được ta. Mễ Cao Dương ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Sau khi cười vài tiếng, hắn nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt thoáng hiện sát cơ, nói. Thật sự là lạnh quá, chuyện cười này tuyệt đối không buồn cười đâu. Lý Vân Tiêu nói. Bởi vì đây không phải chuyện cười. Mễ Cao Dương khinh miệt nói. Chỉ bằng ngươi, võ tôn bát tinh. Khí thế trên người Lý Vân Tiêu tản ra, lập tức nguyên lực nổ bung chung quanh, tu vị cả người xông thẳng lên. Võ tôn bát tinh, võ tôn bát tinh đỉnh phong, võ tôn cửu tinh đỉnh phong, còn đang không ngừng tăng lên. Người tiểu đội chiến nhận mỗi người đều hoảng sợ không thôi, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao biểu hiện của Lý Vân Tiêu lại cường đại như thế, căn bản không phải cùng cấp bậc với bọn hắn. Cửu thiên võ đế, Liêu Dương Băng cũng cả thấy kinh hãi. Tuy rằng lúc trước lực nâng lên của Lý Vân Tiêu đã khiến hắn nghi ngờ, nhưng giờ phút này thật sự trông thấy vẫn khó giấu được khiếp sợ, trong lòng càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, loại tốc độ tu luyện này hoàn toàn không cách nào hình dung rồi. Đồng tử Mễ Cao Dương co lại, lạnh lùng nói. Khó trách càn rỡ như vậy, thì ra là áp chế thực lực. Nhưng nếu vậy lại cho rằng có thể chống lại ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Lý Vân Tiêu không nói, khí thế trên người còn đang không ngừng bay lên. Rất nhanh đã đến võ đế nhất tinh đỉnh phong, vẫn không hề đình chỉ. Liêu Dương Băng đột nhiên hít một hơi lạnh, trong lòng đại chấn, chẳng lẽ còn không phải võ đế nhất tinh? Từ chuyến đi địa lão thiên hoang đến giờ mới bao lâu chứ? Một đạo tấn cấp chi quang trực tiếp nổi lên trên người Lý Vân Tiêu, trên bầu trời cũng theo đó hiện lên dị sắc, quy tắc chi lực lăng không rơi xuống, đều bị hắn hút vào trong cơ thể. Tấn cấp tại chỗ. Tất cả mọi người đều ngốc trệ. Khí tức trên thân Lý Vân Tiêu sau khi nhảy vào võ đế nhị tinh mới dần vững vàng lại, không còn tăng thêm nữa. Mễ Cao Dương trong lòng nhẹ thở ra, không nhịn được cười lớn mỉa mai nói. Ha ha, mao đầu tiểu tử vừa bước vào võ đế nhị tinh, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng cái này cũng không phải là vốn liếng để ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay ngươi sẽ vì thế mà phải trả giá thật nhiều. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, Lâm Không khẽ vậy. Một cổ hàn khí lập tức lan tràn trên không trung, giống như tuyết bay vạn dặm. Mễ Cao Dương đột nhiên cả kinh, hoảng sợ phát hiện trong tay đối phương nhiều ra một thanh bảo kiếm hàn quang chiếu thủy, liệt dương chiếu lên trên đó phản xạ ra, dĩ nhiên cũng hóa thành vô cùng lạnh băng, hàn thấu xương thủy. Lý Vân Tiêu cầm chặt kiếm kia, trên người ẩn ẩn có khí phách của cường giả tuyệt thế hóa rồng mà ra, khiến thiên địa đều biến sắc. Nhưng trong mắt mọi người lại cho rằng là ảnh hưởng của chuôi kiếm này. Hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm. Ánh mắt Mễ Cao Dương lộ ra vẻ tham lam cực độ, liếm lấy môi dưới, nhe răng cười nói. Kiếm tốt như vậy, ngươi không xứng có được, vẫn nên cho ta đi. Hắn bước ra một bước, muốn tiến lên đoạt kiếm. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh dần, giống như hàn khí trên lãnh kiếm băng xương vậy, chỉ nhìn qua cơ hồ liền bị trực tiếp đông kết tại chỗ. Thân kiếm múa lấy trong tay hắn, loại cảm giác lực lượng kia lập tức ùa về. Hắn giơ bảo kiếm lên cao, lập tức phong vân biến sắc, toàn bộ bầu trời lập tức tối xuống, một cổ lực lượng kỳ dị lan tràn bốn phía thân kiếm, quanh thân Lý Vân Tiêu ngừng tụ vô số băng tinh thật nhỏ, nhìn qua xinh đẹp dị thường. Mễ Cao Dương và Liêu Dương Băng toàn thân đều chấn động, hoảng sợ nhìn qua một kiếm chỉ thiên kia. Bọn họ đều là cửu thiên võ đế lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, hơn nữa còn là loại nổi bật trong võ đế trung giai. Tự nhiên có thể cảm nhận hiện giờ trong trời đất tràn ngập một cổ lực lượng không hiểu, cảm ngộ đối với quy tắc vậy mà bắt đầu càng ngày càng yếu. Chuyện gì xảy ra? Mễ Cao Dương hoảng hốt, một cổ sợ hãi khó nói nên lời lan tràn trong lòng, lực lượng trong thiên địa vốn vô cùng vô tận dùng không hết giờ lại trôi đi từng chút một, hắn hoàn toàn không nắm giữ được. Ngươi thi triển yêu thuật gì? Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Biết rõ nếu cứ tùy ý để dị tượng thiên địa biến hóa như thế thì mình thật sự sẽ gặp nguy hiểm, lập tức phát huy ra tất cả tiềm năng, một thanh trường đao ngọc bích chậm rãi xuất hiện trong tay hắn, cầm đao nơi tay, hắn mới tìm về được một tia cảm giác an toàn. Cửu Tuyền Thần Đao. Từng đạo khí kình ngọc bích sắc tỏa ra trên thân đao, hét lớn một tiếng chém ra, chém đứt bầu trời mặt đất. Lần này dưới áp lực kiếm thế của đối phương, Mễ Cao Dương liền dùng ra một kích mạnh nhất. Muốn khu trừ đi loại cảm giác sợ hãi vô tận kia. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nói khẽ. Thật có lỗi, thời gian đang gấp. Trong miệng hắn khẽ nói từng chữ. Kiếm tinh thần. Theo mấy chữ kia nhổ ra, tất cả mọi người cảm thấy trong đầu phát mộng, cơ hồ mất đi chi giác, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng,
toàn bộ không gian đều ở trong một vòng xoáy năng lượng cực lớn, thần trí và lực lượng bản thân chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn thân bất do kỷ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.